có yêu thú trong nước nhìn thấy, lúc đó trên địa viêm đảo có biển lửa ngập trời. Khiến cho toàn bộ địa viêm đảo biến mất, mãi đến hôm sau địa viêm đảo mới hiện lên trên Đông Hải. Tử Yên nhìn Lục Lâm Thiên nói. Theo cường giả thiên địa các ta phỏng đoán, lúc ấy hẳn đã có cường giả chuẩn bị từ sớm, dùng thủ đoạn thông thiên, đem chọn không gian chung quanh địa viêm đảo phong ấn lại. Lúc này mới có thể vô thanh vô tức tiêu diệt địa viêm đảo. Sau đó cường giả thiên địa các ta đã tự mình đi qua địa viêm đảo điều tra qua. Phát hiện trong đảo lưu lại lực lượng quỷ dị âm hàn. Thế nhưng lại có khí tức nóng bỏng. Cho nên cường giả ra tay với địa viêm đảo có lẽ hơn phân nửa là đế giả thuộc tính hỏa hoặc là thuộc tính thủy. Thiên địa các ta cũng chỉ biết rõ như vậy mà thôi. Rốt cuộc là ai tiêu diệt địa viêm đảo? Sau đó có tìm được vô tự thiên thư hay không? Lục Lâm Thiên nghi hoặc suy tư hỏi, tất cả đầu mối quá ít. Chín bản vô tự thiên thư, từ thời viễn cổ tới nay đã nhiều lần xuất hiện qua. Nhưng sau này đều không rõ tung tích. Lần này không biết có thể hội tụ chín bản vô tự thiên thư trong thiên chủng hay không. Người có vô tự thiên thư có lẽ đều mang tới thiên chủng, chỉ sợ. Trong đôi mắt xinh đẹp của Tử Yên tràn ngập vẻ ngưng trọng. Sợ nhất cái gì? Lục Lâm Thiên nhíu mày, hắn chưa từng thấy Tử Yên nghiêm trọng như vậy bao giờ. Sợ nhất còn không biết vô tự thiên thư ở nơi nào, căn bản còn không tiến vào trong thiên chủng. Đến lúc đó sẽ không có cách nào gom đủ vô tự thiên thư. Dựa theo các tiền bối trong tộc nói, nếu như không gom góp đủ 9 bản vô tự thiên thư, tuyệt đối không có cách nào đạt được đại cơ duyên kia. Mà chúng ta tới lúc đó hơn phân nửa sẽ vẫn lạc ở trong này. Tử Yên nhìn Lục Lâm Thiên, khóe miệng nở nụ cười khổ. Sẽ không, chúng ta còn có hy vọng, không nhất định sẽ không tìm thấy. Lục Lâm Thiên nói, hắn cũng chỉ có thể tự an ủi bản thân mình. Thế nhưng trong lòng cũng ôm một tia hy vọng. Ít nhất sư phụ Chí Thánh Đại Đế có thể làm cho một đạo linh hồn phân thân đi ra. Sư phụ Bất Bại Kiếm Đế của Đại Ca Dương Quá cũng trốn đờ si ra ngoài. Hy vọng là vậy. Tử Yên chỉ cho rằng Lục Lâm Thiên nói như vậy là an ủi nàng, khóe miệng nở nụ cười khổ. Trải qua hơn một ngày khôi phục, vẻ mặt nàng đã hồng nhuận hơn trước. Đúng rồi, đại cơ duyên này cụ thể là cái gì? Có giống như lời âm minh hay không? Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ biến đổi. Đại cơ duyên gì? Tử Yên hỏi. Lục Lâm Thiên đem chuyện âm minh muốn dẫn mình đi tìm đại cơ duyên nói với Tử Yên. Ta không biết việc này thật giả ra sao, cũng không biết âm minh kia thật tâm hay là có ý đồ gì khác. Nếu như thật tâm thì chúng ta có thể đi xem, dù sao âm minh kia so với chúng ta còn quen thuộc nơi này nhiều hơn. Nếu như là thực, chúng ta có đạt được hay không cũng là vấn đề lớn. Bởi vì nếu như không có vô tự thiên thư, tất cả chỉ là nói suông. Tử Yên ngẩng đầu nhìn Lục Lâm Thiên nói. Lục Lâm Thiên gật đầu, bất kể như thế nào hắn cũng phải đi nhìn xem, nếu như vận khí tốt có lẽ sẽ thu được cơ duyên. Tử Yên thấy ý Lục Lâm Thiên đã quyết cho nên cũng chỉ có thể nhắc nhở Lục Lâm Thiên cẩn thận một chút. Hai người rời khỏi thiên trụ giới cùng Tử Lôi Huyền Đình. Trong thiên trụ giới hơn 40 ngày, thế nhưng ở bên ngoài chỉ hơn 10 thời thần mà thôi. Khi âm minh nhìn thấy Lục Lâm Thiên, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Trong lúc mơ hồ nàng có thể cảm nhận được khí tức trên người Lục Lâm Thiên trong lúc vô hình tăng cường không ít. Biến hóa trong thời gian ngắn ngủi tự nhiên khiến cho nàng giật mình. Thế nhưng nàng cũng không hỏi nhiều. Lục Lâm Thiên cùng âm minh tiếp tục xuất phát, Tử Yên đương nhiên theo sau lưng Lục Lâm Thiên. Trên đường đi, có âm minh có thể tận lực giảm bớt không ít nguy hiểm. Theo lời âm minh Lục Lâm Thiên mới biết được có không ít nơi là hiểm cảnh. Còn có đại trận. Lúc trước cường giả thứ mà cường giả tiến vào trong thiên chủng lưu lại, khắp nơi tràn ngập nguy cơ. Đối với lời nói của âm minh Tử Yên hiểu rõ nhất, vốn trên đường đi nàng gặp không ít nguy hiểm. Mấy thời thần sau, một sơn mạch khổng lồ liên miên không ngớt xuất hiện trước người Lục Lâm Thiên. Ngọn núi sừng sững, hùng vĩ bao la. Lục Lâm Thiên nhìn ngọn núi, lại lập tức phát tay ý bảo Tử Yên đứng trên không trung. Nhìn ngọn núi liên miên cao ngất. Trong lúc mơ hồ Lục Lâm Thiên cảm nhận được chỗ không ổn. Trong sơn mạch liên miên hiện lên vẻ không bình thường, trên không trung có sương mù màu trắng dày ngăn cản tầm nhìn. Khiến cho Lục Lâm Thiên ngưng trọng chính là sương mù màu trắng này có chút quỷ dị, tâm thần cũng không có cách nào dò xét quá xa, chịu ảnh hưởng cực lớn. Loại tình huống này Lục Lâm Thiên không thể không cẩn thận từng ly từng tí. Phía trước chính là một nơi hung hiểm. Chỉ có xuyên qua mảnh sơn mạch này mới có thể tiến gần tới đại cơ duyên kia.
Nhưng nơi hung hiểm này không tầm thường, nơi này ta cũng không có nắm chắc. Tự ngươi quyết định xem có đi vào hay không. Thân ảnh xinh đẹp của Âm Minh đứng trên không trung, nhìn sơn mạch liên miên, ánh mắt ngưng trọng vô cùng. Chỉ có xuyên qua mảnh sơn mạch này mới có thể tới hay sao? Lục Lâm Thiên hỏi Âm Minh. Đương nhiên, có lẽ ngươi có thể đi đường khác, nhưng mà vẫn phải xuyên qua mảnh sơn mạch này, bởi vì chỗ của đại cơ duyên chính là ở ngoài sơn mạch. Vậy vào đi thôi, cẩn thận một chút là được rồi. Lục Lâm Thiên gật đầu với Tử Yên, quyết định tiến vào sơn mạch. Bởi vì trên không trung có sương mù màu trắng quỷ dị che khuất bầu trời, cho nên ba người không thể phi hành trên không trung. Chỉ có thể mượn chân khí và linh khí đi trên mặt đất. Xuyên thẳng qua từng ngọn núi, tốc độ này so với phi hành ở trên không chậm hơn rất nhiều. Trong quần phong, không có cảm giác xanh tươi tốt giống bên ngoài. Khắp nơi đều tái nhợt, trên ngọn núi khổng lồ không có bao nhiêu cảm giác sinh cơ, lộ ra vẻ tang thương hùng vĩ. Ba người cẩn thận từng tí một, cho dù Âm Minh cũng không dám qua loa. Dường như bên trong này có vật khiến cho nàng cảm thấy được nguy hiểm. Cẩn thận, nơi này dường như có chút không đúng. Ngay khi ba người bước vào trong hạp cốc, Tử Yên bỗng nhiên yêu kiều quát lên một tiếng, giống như phát hiện ra thứ gì đó. Ầm ầm. Tử Yên vừa mới dứt lời, cả hạp cốc bỗng nhiên rung chuyển, hai bên hạp cốc, trên vách đá màu xám đột nhiên có từng đạo hỏa trụ bắn ra. Từng đạo hỏa trụ này dài mấy trăm thước, đường kính mấy thước. Tựa như một đầu hỏa mãng dài, lập tức phóng về phía ba người Lục Lâm Thiên, Tử Yên, Âm Minh. Ngọn lửa này cũng không phải là hỏa diễm bình thường, giống như là linh hỏa của linh giả. Dưới nhiệt độ nóng bỏng khiến cho làn da người ta có cảm giác phỏng, mà ngay cả linh hồn dưới nhiệt độ này cũng bị ảnh hưởng không ít. Lục Lâm Thiên lập tức ngẩng đầu, hỏa diễm phô thiên cái địa trong lúc mơ hồ mang theo năng lượng thuộc tính hỏa bằng bạc, bên trong không có bao nhiêu khí tức. Nhưng khí tức này lại Lục Lâm Thiên lại cảm giác được một ít. Một đám hỏa mãng dài trong nháy mắt bao phủ ba người muốn thoát thân cũng không kịp. Phanh phanh! Trong tay ba người lập tức có từng đạo công kích bắn ra, tựa như cầu vồng va chạm với đám hỏa mãng chung quanh. Âm thanh cực lớn vang vọng, hỏa mãng bắn tứ tung, tựa như pháo hoa vậy. Nhưng những đầu hỏa mãng bị đánh nát lại một lần nữa được ngưng tụ, căn bản không có cách nào khiến cho nó triệt để biến mất. Ngược lại bởi vì thực lực của Tử Yên thấp nhất cho nên phải lập tức bố trí kiện khải giáp màu trắng xanh quỷ dị kia. Dưới nhiệt độ nóng bỏng cùng với kinh khí cường hãn, thân thể mềm mại của nàng liên tiếp bị đẩy lui. Phanh! Lục Lâm Thiên vung quyền đánh nát mấy đầu hỏa mãng trước người. Dưới lực lượng mạnh mẽ, thân hình hắn cũng hơi lảo đảo. Mỗi một đầu hỏa mãng đều có thực lực mà ít nhất vũ đế nhị trọng cũng khó có thể chống lại. Hỏa mãng rậm rạp chằng chịt, lúc này Lục Lâm Thiên còn phải bảo vệ Tử Yên một chút, dù sao thực lực của Tử Yên vẫn thấp nhất. Có lẽ chúng ta đã xông vào một đại trận, lại là đại trận tự nhiên. Tử Yên dịu dàng nói. Đại trận tự nhiên. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, đại trận tự nhiên không phải là đại trận bình thường. Chính là nơi năng lượng hội tụ, ngưng tụ trở thành đại trận. Đại trận tự nhiên không giống như đại trận do vũ giả, linh giả bố trí, có tác dụng dẫn dắt năng lượng. Mà đại trận tự nhiên dùng năng lượng phun trào tạo ra công kích. Từ mức độ nào đó có thể nói đại trận tự nhiên còn hung hiểm hơn. Thân ảnh Âm Minh bay múa, từng đạo lực lượng mênh mông bắt đầu lan tràn, phá hủy hỏa diễm chung quanh. Thế nhưng sắc mặt nàng lại có chút lúng túng, âm khí nặng nề nói. Nhanh nghĩ biện pháp rời khỏi đây, ngọn lửa này khiến cho ta rất không thoải mái. Lục Lâm Thiên nhíu mày, Âm Minh thân là linh hồn thể, tuy rằng thực lực cường hãn, thế nhưng bản năng luôn cảm thấy kiêng kỵ với lôi điện lực và hỏa diễm lực. Phanh phanh, Tử Yên lần nữa đánh nát hai đầu hỏa mãng, thân thể mềm mại lảo đảo đẩy lui. Vô số hỏa mãng rậm rạp lướt về phía trước, căn bản không có cách nào triệt để phá hủy. Đây mới là vấn đề khiến cho ba người đau đầu. Trận pháp tự nhiên, đừng nói là, chẳng lẽ đây là... Lục Lâm Thiên lần nữa đánh nát vài đầu hỏa mãng, những đầu hỏa mãng này lại hóa thành năng lượng nóng bỏng. Vừa mới bị nghiền nát lập tức ngưng tụ lại một chỗ. Bằng không chúng ta nghĩ biện pháp lui xuống, sau đó lại nghĩ biện pháp khác. Âm Minh âm trầm nói, sát khí linh hồn mênh mông chấn động, ngăn cản đám hỏa diễm ở bên ngoài. Nàng vô cùng kiêng kỵ đám hỏa diễm này tới gần. Ta thử lại lần nữa xem. Thân ảnh Lục Lâm Thiên lao ra, xuất hiện trước người một đầu hỏa mãng, trong tay phải có lực lượng cắn nuốt được ngưng tụ.
hình thành một vòng xoáy trước người, thôn phệ một đầu hỏa mãng vào vòng xoáy, lập tức bị Lục Lâm Thiên thu vào trong cơ thể. Hỏa mãng tiến vào trong cơ thể, lập tức hóa thành năng lượng thiên địa thuộc tính hỏa minh mông, mang theo khí tức nóng bỏng vô cùng. Lực lượng mạnh mẽ bắn tứ tung, trong nháy mắt tàn sát bừa bãi trong cơ thể Lục Lâm Thiên. Lực lượng mạnh mẽ này nếu như là vũ đế nhị trọng bình thường thì thân thể tuyệt đối sẽ bị phá hủy thành cho tàn. Thế nhưng Lục Lâm Thiên lại không có một chút ảnh hưởng nào, trên phương diện thể chất, Lục Lâm Thiên cơ hồ có thể nói là bất tử chi thân, muốn phá hủy thân thể hắn cơ hồ rất khó khăn. Lực phá hoại của hỏa mãng tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng còn chưa tới tình trạng có thể phá hủy thân thể bí y thái của Lục Lâm Thiên. Âm Dương Linh Vũ Quyết. Cùng lúc Lục Lâm Thiên đã sớm có chuẩn bị, trong cơ thể thúc dục Âm Dương Linh Vũ Quyết, năng lượng thuộc tính hỏa tiến vào trong cơ thể hắn không phải là năng lượng bình thường mà chính là năng lượng thiên địa tinh thuần. Căn bản không cần luyện hóa, chỉ hơi dẫn dắt là có thể chuyển thành chân khí cho Lục Lâm Thiên sử dụng. Siêu siêu. Nhưng vào lúc này lại có hai đầu hỏa mãng phá không bắn tới. Một trái một phải hung hăng bắn về phía Lục Lâm Thiên. Khí tức nóng bỏng cùng với lực lượng mạnh mẽ phá hủy không gian chung quanh. Ven đường hiện lên vết nứt không gian đen kịt, mang theo dấu vết màu đỏ nhàn nhạt, tựa như sao chổi xẹt qua vòng trời lưu lại dấu vết vậy. Đến đây đi, càng nhiều càng tốt. Đối mặt với lực lượng nóng bỏng hủy diệt như vậy, Lục Lâm Thiên không có một chút động tác nào, ngược lại trong lòng còn mừng rỡ không thôi. Khóe miệng nở nụ cười vui vẻ, trong hai tay của Lục Lâm Thiên đều có vòng xoáy cuồng bạo được ngưng tụ. Lập tức hóa thành một vòng xoáy mấy chục thước trên không trung. Hai đầu hỏa mãng bằng năng lượng bị Lục Lâm Thiên hút vào trong vòng xoáy, sau đó tiến vào trong cơ thể. Hai đầu hỏa mãng tiến vào trong cơ thể Lục Lâm Thiên, cũng hóa thành hai cỗ năng lượng thuộc tính hỏa minh mông tàn sát bừa bãi. Cuối cùng bị Lục Lâm Thiên thúc dục Âm Dương Linh Vũ Quyết luyện hóa. Năng lượng thuộc tính hỏa này đều là năng lượng thiên địa. Năng lượng thiên địa mới là năng lượng tinh thuần nhất trong thiên địa, so với chân khí thôn phệ vào trong cơ thể Lục Lâm Thiên còn tinh thuần hơn. Lục Lâm Thiên thôn phệ chân khí người khác còn phải bỏ tạp chất thì mới có thể sử dụng được. Mà lúc này Lục Lâm Thiên chỉ cần luyện hóa một chút là năng lượng thiên địa có thể chuyển hóa cho hắn sử dụng. Đúng như trong dự đoán của Lục Lâm Thiên, năng lượng trong đại trận thiên nhiên này Âm Dương Linh Vũ Quyết của hắn có thể thôn phệ. Chuyện này đối với người khác mà nói chính là năng lượng công kích hung hiểm vô cùng. Mà đối với hắn mà nói, lại chính là vật đại bổ, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Bình thường muốn tìm năng lượng thiên địa cực kỳ khó tìm. Chỉ có lúc đột phá mới có thể khiến cho năng lượng thiên địa kéo tới quy mô lớn n hư vậy. Mà bây giờ gặp phải năng lượng thiên địa như vậy, Lục Lâm Thiên đương nhiên sẽ không bỏ qua. Thứ này đối với hắn mà nói không phải là hiểm cảnh mà là vật đại bổ. Có Âm Dương Linh Vũ Quyết, thôn phệ chân khí người khác không thể lập tức sử dụng ngay được. Thế nhưng năng lượng thiên địa trong này là năng lượng thiên địa tinh thuần nhất ngưng tụ thành công kích cuồn cuộn không dứt. Lục Lâm Thiên căn bản không cần cố kỵ, dùng Âm Dương Linh Vũ Quyết thôn phệ là được rồi. Từng đạo hỏa trụ giống như hỏa mãng đánh tới. Lục Lâm Thiên vận chuyển Âm Dương Linh Vũ Quyết trong người, thôn phệ những hỏa mãng này vào trong cơ thể, lập tức chuyển hóa năng lượng thiên địa này chân khí của mình. So với thôn phệ chân khí của người khác còn nhanh hơn. Vốn ban đầu những đầu hỏa mãng bị đánh nát còn có thể khôi phục. Thế nhưng sau khi những năng lượng thiên địa này bị Lục Lâm Thiên thôn phệ lại không xảy ra hiện tượng này nữa. Các ngươi lui về phía sau, nơi này giao cho ta là được rồi. Lục Lâm Thiên hét lớn một tiếng, thân ảnh như thiểm điện, chủ động thôn phệ những đầu hỏa trụ giống như hỏa mãng kia. Đối mặt với hỏa mãng liên miên, Lục Lâm Thiên chủ động thôn phệ. Cứ như vậy, đối với Lục Lâm Thiên mà nói không thể nghi ngờ tương đương với việc có năng lượng thiên địa cuồn cuộn không dứt dũng mãnh tiến vào trong cơ thể hắn. Năng lượng thiên địa liên tục bị Âm Dương Linh Vũ Quyết trong người luyện hóa, sau đó lập tức hóa thành chân khí tinh thuần nhất. Năng lượng thiên địa này cơ hồ không có một chút tạp chất gì, chỉ cần hơi luyện hóa một chút là có thể chuyển thành chân khí tinh thuần nhất. Tử Yên và Âm Minh đã sớm bị thủ đoạn quỷ dị của Lục Lâm Thiên làm cho khiếp sợ. Nghe thấy Lục Lâm Thiên nói vậy lập tức lùi về phía sau. Có Lục Lâm Thiên ở phía trước ngăn cản, hai người lui về phía sau đương nhiên nhẹ nhõm hơn một chút. Huống chi đối với Âm Minh mà nói, tuy rằng là linh hồn thể, thế nhưng muốn thoát thân trở ra cũng vô cùng dễ dàng. Âm Minh và Tử Yên lui về phía sau, ánh mắt lại chăm chú nhìn vào Lục Lâm Thiên trong hạp cốc. Siêu siêu, Tử Yên và Âm Minh lui về phía sau,
vô số hỏa mãng trong hạp cốc đều lấy Lục Lâm Thiên là mục tiêu phát tiết, tất cả phóng về phía Lục Lâm Thiên. Đến đây đi, ta sẽ thu toàn bộ. Lục Lâm Thiên lần nữa thôn vệ hai đầu hỏa mãng vào trong cơ thể. Chân đạp lên không trung, quanh thân trong giây lát có năng lượng thuộc tính hỏa phô thiên cái địa lan tràn ra. Siêu! Trong nháy mắt lấy bản thân Lục Lâm Thiên làm trung tâm, không gian to lớn trước người tạo thành một vòng xoáy bằng hỏa diễm cực lớn, tựa như một cơn lốc, khiến cho không gian chung quanh hắn vặn vẹo, vô số vết nứt không gian đen kịt xuất hiện. Âm Dương Linh Vũ Quyết. Trong vòng xoáy hỏa diễm, Lục Lâm Thiên thúc dục Âm Dương Linh Vũ Quyết, thôn vệ quy mô lớn. Vòng xoáy xoay tròn, lực lượng cắn nuốt ngập trời khuếch tán. Trong tầng trời thấp xa xa, hai người Âm Minh và Tử Yên chỉ có thể thấy từng đạo hỏa trụ tiến vào trong vòng xoáy bằng hỏa diễm kia rồi biến mất. Tất cả mọi thứ trong vòng xoáy bằng hỏa diễm kia các nàng cũng không thể dò xét được. Thậm chí lúc này hai người Âm Minh và Tử Yên khó có thể nhận ra đây là Lục Lâm Thiên cố ý thôn vệ năng lượng hóa thành hỏa trụ kia hay là những hỏa trụ bằng năng lượng kia đang công kích Lục Lâm Thiên. Vòng xoáy xoay tròn, phát ra lực lượng thôn vệ cực lớn. Thôn vệ tất cả hỏa trụ bằng năng lượng chung quanh. Trong vòng xoáy hỏa diễm, Lục Lâm Thiên lấy bản thân làm trung tâm tạo thành một vòng xoáy thôn vệ cực lớn. Thôn vệ từng đạo hỏa trụ bằng năng lượng, thôn vệ chân khí vũ giả còn phải bỏ đi tạp chất. Thế nhưng hiện tại Lục Lâm Thiên thôn vệ năng lượng thiên địa cuồn cuộn không dứt này có thể giảm bớt thời gian luyện hóa. Từng đạo năng lượng thuộc tính hỏa trong thiên địa được thôn vệ vào trong kinh mạch Lục Lâm Thiên, trải qua Âm Dương Linh Vũ Quyết vận chuyển, chỉ cần một vòng là có thể hóa thành chân khí tinh thuần tiến vào trong đan điền. Từng đạo năng lượng thuộc tính hỏa trong thiên địa đều bàng bạc vô cùng. Không ngừng tiến vào trong cơ thể Lục Lâm Thiên, khiến cho kinh mạch trong cơ thể Lục Lâm Thiên bành trướng tới mức đau đớn, giống như kinh mạch sắp vỡ tan a. Loại cảm giác này rất lâu rồi Lục Lâm Thiên chưa được cảm nhận qua. Có thể tưởng tượng ra năng lượng thiên địa thuộc tính hỏa chung quanh Lục Lâm Thiên bàng bạc ra sao. May mà đây là Lục Lâm Thiên, nếu như đổi lại là người khác, cho dù là có Âm Dương Linh Vũ Quyết, không có thể chất bía y thái như hắn, kết cục không cần phải nói. Kinh mạch trong cơ thể bành trướng đau nhức, Lục Lâm Thiên cắn răng kiên trì. Kinh mạch hắn vốn đã dẻo dai hơn người khác rất nhiều, giờ phút này đã phát huy ra công dụng vô cùng lớn, khiến cho hắn có thể liên tiếp, điên cuồng thôn phệ từng đạo năng lượng thiên địa thuộc tính hỏa bàng bạc. Lục Lâm Thiên cứ như vậy điên cuồng thôn phệ, khí tức trên người kéo lên, khí tức từ trong hỏa diễm phóng lên trời. Cái này, chẳng lẽ hắn muốn đột phá hay sao? Cảm nhận khí tức trên vòng xoáy phóng lên trời, Tử Yên nghẹn họng nhìn chân chối. Âm Minh ở bên cạnh cũng ngạc nhiên, hai người đều biết khí tức kéo lên như vậy đại biểu cho điều gì. Siêu siêu! Trong hạp cốc, từng đạo hỏa trụ giống như hỏa mãng bằng năng lượng xuyên thấu qua không gian hung hăng phóng về phía vòng xoáy bằng hỏa diễm quanh thân Lục Lâm Thiên. Những hỏa trụ giống như hỏa mãng này không có một chút linh tí nào, chỉ đánh về phía những người xông vào đại trận. Cơ hồ tất cả hỏa trụ bằng năng lượng lúc này không ngừng cuồn cuộn kéo tới quanh thân Lục Lâm Thiên. Siêu siêu! Lục Lâm Thiên thúc dục Âm Dương Linh Vũ Quyết, vòng xoáy bằng hỏa diễm quanh thân nhanh chóng xoay tròn, sinh ra lực thôn vệ cực lớn, thôn vệ tất cả hỏa trụ. Trong lúc kinh mạch đau đớn kịch liệt, năng lượng thiên địa không ngừng hóa thành chân khí tinh thuần tiến vào trong đan điền. Chuyện này khiến cho Lục Lâm Thiên cũng cảm giác được cảm giác thoải mái không nói nên lời. Hoàn toàn có thể nói đây là loại cảm giác vừa đau đớn vừa khoái hoạt. Dưới loại cảm giác này, Lục Lâm Thiên chìm đắm trong cảm giác sảng khoái, không ngừng thôn vệ năng lượng thuộc tính hỏa trong thiên địa. Trong đan điền khí hải, chân khí nhanh chóng gia tăng, khí tức tu vi cũng dùng tốc độ nghịch thiên nhanh chóng kéo lên. Thôn vệ cuồn cuộn không dứt, Lục Lâm Thiên bắt đầu chìm đắm vào thôn vệ. Cả không gian trong hạp cốc đã sớm vặn vẹo cùng hỗn loạn. Hai người Tử Yên và Âm Minh đều có thể cảm giác được khí tức tức ngập trời đang nhanh chóng kéo lên. Loại tình huống này thậm chí cũng không cần bao lâu, trong vòng xoáy bằng hỏa diễm, chân khí trong đan điền Lục Lâm Thiên đã bắt đầu bành trướng. Chân khí khuếch trương trong kinh mạch, khiến cho trong kinh mạch truyền đến từng đợt đau đớn. Sau khi Lục Lâm Thiên đột phá vũ đế nhị trọng lại thôn vệ mấy vũ đế, tu vi cũng đã tới hậu kỳ. Lúc này điên cuồng thôn vệ khiến cho Lục Lâm Thiên nhanh chóng đạt tới tình trạng đột phá. Siêu siêu! Trên không trung hạp cốc chẳng biết từ khi nào đã có năng lượng thiên địa nồng đậm kéo tới, dường như muốn nghênh đón Lục Lâm Thiên đột phá vậy. Siêu siêu! Lần nữa lại có mấy đạo hỏa trụ tràn vào trong cơ thể Lục Lâm Thiên.
hóa thành năng lượng thuộc tính hỏa bàng bạc, sau khi bị luyện hóa lập tức trở thành chân khí, xông qua kinh mạch đang bành trướng tiến vào trong đan điền của Lục Lâm Thiên. Phanh! Trong chốc lát, trong đan điền Lục Lâm Thiên truyền đến âm thanh trầm đỡ Upsilon, C. Khí tức quanh thân Lục Lâm Thiên lập tức kéo lên, năng lượng bàng bạc trong thiên địa giống như bị khí tức làm ảnh hưởng, giống như quán đỉnh xông vào trong cơ thể Lục Lâm Thiên. Khí tức trên người Lục Lâm Thiên trong chốc lát dễ dàng phá tan một bức bình chướng vô hình, đặt chân tới cấp độ vũ đế tam trọng. Cả không trung gió nổi mây phun, năng lượng thiên địa bàng bạc ầm ầm thông qua lỗ chân lông tiến vào trong cơ thể Lục Lâm Thiên. Từng đầu hỏa mãng bằng năng lượng cuồn cuộn không dứt, chen chúc tiến vào trong cơ thể Lục Lâm Thiên. Đại trận thiên nhiên dường như sinh ra sự cộng minh nào đó với năng lượng trong thiên địa. Bởi vậy Lục Lâm Thiên vừa mới đột phá, khí tức kéo lên còn không có dấu hiệu dừng lại. Khí tức tiếp tục kéo lên, giống như là một cơn hồng thủy, một đường thế như trẻ tre. Đây là... Một màn này khiến cho Tử Yên và Âm Minh phía xa ngạc nhiên, ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn chăm chú vào trong hạp gốc. Lục Lâm Thiên đột phá đã khiến cho các nàng nghẹn họng nhìn chân chối. Tới cấp độ đế giả muốn đột phá vô cùng khó khăn. Thế nhưng đối với Lục Lâm Thiên lại giống như hoàn toàn không có bình chướng, đột phá vô cùng dễ dàng. Đặc biệt là đối với Tử Yên mà nói, nàng biết rõ, Lục Lâm Thiên chỉ vừa mới đột phá không bao lâu mà thôi. Thế nhưng điều khiến cho nhị nữ kinh ngạc nhất chính là nhìn bộ dáng này Lục Lâm Thiên dường như còn có thể tiếp tục đột phá, cũng không có ý tứ định dừng lại. Đây chính là cấp độ đế giả A, chẳng lẽ lại dễ dàng đột phá như vậy sao? Ánh mắt trên khuôn mặt tinh xảo của Tử Yên run rẩy, đôi mắt như bảo thạch mang theo sự kinh hãi ngốc trệ. Hiện tại rốt cuộc nàng đã biết đại khái vì sao trong thời gian ngắn ngủi như vậy hắn có thể quật khởi trên đại lục, khiến cho cả đại lục vì hắn mà rung động. Siêu! Khí tức Lục Lâm Thiên điên cuồng kéo lên, ở giữa vòng xoáy bằng hỏa diễm không ngừng có hỏa mãng bằng năng lượng thiên địa bị cắn nuốt. Giống như là một đứa trẻ đang tham lam hút lấy sữa mẫu thân mình vậy. Khí tức quanh thân Lục Lâm Thiên một đường thẳng tiến, phá vỡ tất cả những gì ngăn cản trước mặt. Dưới ánh mắt ngây ngốc của nhị nữ Tử Yên và Âm Minh, Lục Lâm Thiên lần nữa dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi, so với nghịch thiên còn nghịch thiên hơn, đạt tới vũ đế tam trọng hậu kỳ đỉnh phong. Ầm ầm ầm. Cùng lúc, trong hạp cốc cực lớn này truyền ra tiếng sấm rền. Cả hạp cốc lớn rạn nứt, nổ tung, tính cả sơn mạch chung quanh cũng bị nứt vỡ. Từng khe nứt trên mặt đất nhanh như thiểm điện lan tràn. Sơn mạch chung quanh trong nháy mắt bị phá hủy, giống như sơn băng địa liệt. Chỉ là cũng vào thời điểm này, không gian gió nổi mây phun hoàn toàn biến mất. Hỏa mãng bằng năng lượng thiên địa chiếm giữ trên không trung tán đi. Động tĩnh kinh người trở nên yên tĩnh, giống như chưa từng xảy ra, chỉ lưu lại một đống bừa bộn trên mặt đất. Đại trận tự nhiên bị phá hủy. Nhìn qua một mảng lớn sơn mạch trong nháy mắt bị san bằng thành bình địa. Ánh mắt Tử Yên run lên, ánh mắt lần nữa nhìn chăm chú về phía xa. Lúc này vòng xoáy cuồng bạo kia cũng đang dần dần co rút lại. Dưới ánh mắt nhìn soi mói của Tử Yên và Âm Minh, vòng xoáy bằng hỏa diễm kia trực tiếp tiến vào trong cơ thể đạo thân ảnh mặc áo bào xanh trên không trung rồi biến mất không thấy. Thân ảnh màu xanh hiển hiện trên không trung, gợn sóng không gian chung quanh thân thể mơ hồ vặn vẹo. Uy năng tiết ra ngoài khiến cho lòng người rung động. Phù. Một lát sau, Lục Lâm Thiên mở hai mắt ra, trong mắt có tinh mang bắn ra. Tay phải đột nhiên nắm lại, đánh ra một đạo quyền ấn, trước quyền ấn, không gian lõm xuống. Phanh. Một quyền này được đánh ra, không gian trước quyền ấn nổ tung giống như pháo hôi. Khe nứt đen kịt nhanh như thiểm điện lan tràn, khí tức hủy diệt tràn ngập. Một quyền giơ tay nhấc chân này sợ rằng vũ đế tam trọng, tứ trọng bình thường sẽ bị đánh thành huyết vụ. Thật mạnh. Âm Minh ngẩng đầu, ánh mắt run lên. Một quyền này của Lục Lâm Thiên dường như khiến cho trong lòng nàng rất giật mình. Nàng có thể cảm nhận được bên trong một quyền này ẩn chứa lực lượng khủng bố ra sao. Nam tử trước mắt nàng có không ít chỗ quỷ dị. Đây là lực lượng của vũ đế tam trọng đỉnh phong sao. Lục Lâm Thiên đạp không đứng lơ lửng, cảm nhận lực lượng trong cơ thể, tinh mang trong hai mắt bắn ra. Nếu như không phải tất cả năng lượng thiên địa thuộc tính hỏa trong đại trận bị hắn thôn phệ hết, hắn tuyệt đối có thể đột phá tới vũ đế tứ trọng. Lục Lâm Thiên dùng tâm thần cảm giác chân khí bàng bạc mênh mông trong đan điền. So với vũ đế nhị trọng lúc trước đương nhiên có khác biệt. Từ cấp độ vũ đế nhị trọng tới vũ đế tam trọng đỉnh phong, khoảng cách to lớn trong đó trong lòng Lục Lâm Thiên hiểu rõ.
Đây quả thực là vượt qua một cái hào rộng. Nếu như là người khác, cho dù là vũ giả có thiên phú, dưới điều kiện tu luyện bình thường, sợ rằng không có ngàn năm cũng đừng mong làm được. Dưới ngàn năm là chuyện hoang đường, viển vông. Mà trên phương diện thực lực, so với trước kia hoàn toàn chính là hai khái niệm khác nhau. Lúc này tu vi đã là vũ đế tam trọng hậu kỳ đỉnh phong, trong lòng Lục Lâm Thiên phỏng đoán, coi như chống lại người có tu vi như hai người Độc Cô Hồn Long và Bắc Cung Tinh Mộc hắn cũng có thể làm được. Trong đại trận thiên nhiên này hắn có thể chuyển nguy thành an, còn có thể đạt được chỗ tốt cực lớn. Chuyện này khiến cho Lục Lâm Thiên không nhịn được mừng rỡ trong lòng. Thực lực tăng lên nhiều, năng lực tự bảo vệ mình của hắn lại tăng lên mấy lần. Nhân loại nhà ngươi quá kỳ quái, không ngờ lại có thể thôn vệ đột phá. Trong trí nhớ của ta, trong nhân loại dường như không có công pháp quỷ dị như vậy. Thân ảnh âm minh vô thanh vô tức xuất hiện bên người Lục Lâm Thiên, mắt nhìn Lục Lâm Thiên tràn ngập sự rung động. Khó trách không ai có thể đuổi kịp tốc độ tu luyện của ngươi, hóa ra. Tử Yên cũng tới bên người Lục Lâm Thiên, nhìn Lục Lâm Thiên, miệng khẽ than một tiếng. Mái tóc đen nhánh giống như thác nước kéo dài tới bờ eo nhỏ nhắn, tăng thêm vài phần vũ mị. Dưới tình huống cơ duyên xảo hợp mà thôi, không có phức tạp giống như nàng nghĩ. Lục Lâm Thiên trả lời nước đôi, thật thật giả giả. Tuy rằng hắn đã bạo lộ âm dương linh vũ quyết, thế nhưng hắn cũng không định bạo lộ triệt để. Chúng ta cũng nên xuất phát, phía trước rất có khả năng có hiểm cảnh mạnh hơn nữa. Tất cả nên cẩn thận một chút. Âm Minh nói. Còn có hiểm cảnh sao? Liệu có phải là đại trận thiên nhiên hay không? Lục Lâm Thiên nhíu mày, nếu như lại là đại trận thiên nhiên thì đối với hắn lại là vật đại bổ. Khắp sơn mạch này đều có hiểm cảnh trùng điệp, so với nguy hiểm vừa rồi còn kinh khủng hơn nhiều. Hơn nữa còn khó có thể phát hiện ra, hiểm cảnh cũng không nhất định phải là đại trận tự nhiên. Âm Minh nói, đi thôi, chúng ta cẩn thận một chút là được. Lục Lâm Thiên gật đầu. Vừa rồi mới đột phá khiến cho trong lòng Lục Lâm Thiên lúc này có chút tự tin hơn. Ba người tiếp tục xuyên qua sơn mạch, trên đường đi vô cùng cẩn thận tiến lên từng tí một. Thế nhưng lại tiếp tục gặp phải nguy hiểm. Trên một ngọn núi, thân ảnh ba người lóe lên, không biết tại sao lại tiến vào trong một không gian bị phong bế. Cảnh tượng chung quanh biến mất, ba người xuất hiện trong một không gian tối tăm mờ mịt, trong lúc mơ hồ có khí tức nóng bỏng. Chúng ta bị nhốt rồi. Ánh mắt quét qua không trung, sắc mặt Âm Minh lập tức biến đổi, ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía. Xương cốt của cường giả Chu Tước hoàng tộc. Tử Yên dùng ánh mắt cảnh giác đảo qua không trung, thân ảnh lập tức đi về phía trước. Chỉ thấy trong không gian tối tăm mờ mịt lúc này có một thân thể hình thú đỏ chót đang phủ phục trên mặt đất. Giống như là một ngọn núi tự nhiên, linh hoàng khí nóng bỏng như có như không lan tràn ra khiến cho người ta rung động. Yêu đế Chu Tước hoàng tộc. Thân ảnh Lục Lâm Thiên lập tức đi tới bên người thi thể này. Thi thể hình thú này giống như một đầu phượng hoàng màu đỏ, từ khí tức hắn không khó nhận ra đây là thân thể đế giả của đế giả Chu Tước hoàng tộc. Đế giả của Chu Tước hoàng tộc không ngờ cũng vẫn lạc. Đôi mắt xinh đẹp của Tử Yên rung động. Lục Lâm Thiên cẩn thận từng chút một kiểm tra thân thể đế giả, cường giả Chu Tước hoàng tộc này có lẽ vẫn lạc đã lâu, nhưng mà thân thể đế giả lại được bảo tồn nguyên vẹn. Tới cấp độ đế giả, cho dù có muốn cố gắng phá hủy xương cốt cũng là một chuyện khó khăn. Xương cốt của cường giả Chu Tước hoàng tộc tự nhiên là trọng bảo, nhưng mà trên thân thể đế giả này Lục Lâm Thiên cũng không có phát hiện gì khác. Chúng ta đã bị vây khốn trong không gian này, không ra được. Âm thanh của Âm Minh rơi vào trong tai của Lục Lâm Thiên và Tử Yên, một đạo công kích mang theo lực lượng mênh mông bắn về phía trước. Sát khí lạnh lẽo phô thiên cái địa khởi động, xé rách không gian. Thế nhưng lại không thể nào xé rách phiến không gian quỷ dị này. Chu Tước hoàng tộc có thiên phú không gian, cường giả Chu Tước hoàng tộc vẫn lạc ở nơi này, vì bảo vệ thi thể của mình cho nên sợ rằng trước khi chết hắn đã bố trí cấm chế không gian này. Chúng ta ngoài ý muốn xông vào nơi này, sợ rằng hiện tại cũng không ra được. Tử Yên nhìn bốn phía, ánh mắt ngưng trọng. Ta tới thử xem. Lục Lâm Thiên bước ra một bước, nhảy lên tầng trời thấp, kim quang quanh thân đại thịnh. Tựa như một vòng quang mang màu vàng bao phủ thân thể, khí tức lạnh lẽo sắc bén lan tràn. Ồ! Dưới cỗ khí tức sắc bén lạnh lẽo này, Âm Minh nhìn về phía Lục Lâm Thiên, trong mắt lần nữa hiện lên vẻ kinh ngạc. Phanh! Quyền ấn của Lục Lâm Thiên mang theo quang mang thuộc tính kim bao phủ bắn về phía trước. Những nơi quyền ấn đi qua không gian bị phá hủy, cả không gian run lên,
thế nhưng vẫn không thể phá hủy được không gian này. Vô dụng thôi, Chu Tước hoàng tộc có thiên phú không gian. Cường giả vẫn lạc này khi còn sống nhất định có tu vi không thấp. Cho nên muốn phá vỡ không gian bị cấm chế này không dễ. Tử Yên nhìn Lục Lâm Thiên trên không trung, ánh mắt lóe lên, nói. Trừ phi bên cạnh chúng ta có cường giả Chu Tước hoàng tộc, có lẽ có thể đơn giản phá vỡ cấm chế không gian này. Đáng tiếc bên cạnh chúng ta không có. Lục Lâm Thiên lắc đầu, cấm chế không gian do cường giả Chu Tước hoàng tộc bố trí, nếu như có cường giả Chu Tước hoàng tộc ở đây đương nhiên có thể dễ dàng phá vỡ. Thế nhưng ba người bọn hắn không phải là tộc nhân Chu Tước hoàng tộc. Không có cách nào đi ra ngoài, nói không chừng chúng ta sẽ bị vây khốn ở nơi này vĩnh viễn. Âm Minh nói, thật sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên hơi đổi, dường như đang suy nghĩ điều gì. Cái này cũng không nhất định. Tử Yên nhìn Âm Minh, lại nhìn qua Lục Lâm Thiên nói. Nếu như chúng ta có thể lĩnh ngộ lực lượng không gian có lẽ có thể rời khỏi không gian bị cấm chế này. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, nhìn thi thể khổng lồ của cường giả Chu Tước hoàng tộc, tuy rằng là trọng bảo, thế nhưng thể tích quá lớn một chút. Huống chi dùng quan hệ của hắn và Chu Tước hoàng tộc, cũng thiếu nợ nhân tình của các nàng. Coi như là lấy đi thi thể cường giả Chu Tước hoàng tộc này, đến lúc đó không chừng hắn còn phải trả lại cho các nàng. Như vậy còn tốt hơn nhiều. Huống chi trong thiên chủng, cầm thân thể đế giả cũng không có chỗ dùng. Chúng ta đi thôi. Lục Lâm Thiên nói với Tử Yên và Âm Minh, lập tức phất tay đánh ra một đạo thủ ấn quỷ dị. Cánh tay vẽ lên không trung một cái, trước người lập tức xuất hiện vết nứt không gian đen kịt. Trong không gian tối tăm mờ mịt đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng đen kịt. Lực lượng không gian. Tử Yên lần nữa kinh ngạc. Giờ phút này thứ mà Lục Lâm Thiên thi triển cũng là lực lượng không gian vô cùng rõ ràng. Lực lượng không gian luôn là thiên phú của Chu Tước hoàng tộc. Đi nhanh đi. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, dẫn đầu tiến vào trong vết nứt không gian. Trong thế giới của Thái Cổ U Minh Viêm, trên bản vô tự thiên thư phong ấn Thái Cổ U Minh Viêm Lục Lâm Thiên đã lĩnh ngộ ra lực lượng không gian. Có lực lượng không gian, cấm chế không gian bình thường Lục Lâm Thiên có thể bỏ qua. Lực lượng thời gian và không gian luôn là một trong những loại năng lượng huyền ảo nhất. Đặc biệt là lực lượng không gian, tất cả mọi người đều biết lực lượng không gian huyền ảo. Thế nhưng trừ tộc nhân Chu Tước hoàng tộc có thiên phú không gian ra vẫn chưa nghe nói qua có người nào lĩnh ngộ lực lượng không gian. Lục Lâm Thiên biết rõ trừ Chu Tước hoàng tộc ra cũng chỉ có Đại Ca Dương Quá lĩnh ngộ lực lượng không gian. Lực lượng không gian và lực lượng thời gian là thứ huyền ảo nhất, thế nhưng lực lượng thời gian hắn nắm giữ nhiều thủ đoạn hơn một chút. Mà thời gian lĩnh ngộ lực lượng không gian cũng không dài cho nên thủ đoạn khống chế của hắn cũng không có bao nhiêu. Nhưng là trong lòng Lục Lâm Thiên hiểu rõ. Trình độ huyền ảo của lực lượng không gian không dưới lực lượng thời gian. Ví dụ như phá vỡ cấm chế lực lượng không gian có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Trái lại cũng có thể dùng lực lượng không gian khống chế không gian, tạo thành một cấm chế không gian. Nhìn Lục Lâm Thiên dẫn đầu tiến vào trong vết nứt không gian, Tử Yên và Âm Minh cũng lập tức theo đuôi. Khi ba người lần nữa xuất hiện đã ở dưới ngọn núi ngoài vết nứt không gian. Cấm chế không Gina vừa rồi đã biến mất không thấy gì nữa. Không ngờ ngươi còn lĩnh ngộ lực lượng không Gina. Tử Yên đứng bên người Lục Lâm Thiên nói, ánh mắt kinh ngạc chết lặng. Lĩnh ngộ lực lượng không gian dường như cũng không khó a. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, sờ sờ mũi. Tử Yên liếc nhìn Lục Lâm Thiên, nhìn bộ dáng nhẹ nhàng của Lục Lâm Thiên hận không thể dùng một cái tát đánh chết Lục Lâm Thiên. Lĩnh ngộ lực lượng không gian còn không khó. Nếu như không khó thì bao nhiêu năm qua tại sao không có ai lĩnh ngộ ra được. Phía trước hình như có người đang giao thủ. Âm Minh ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía trước. Trong tâm thần dò xét, phía trước lúc này đang truyền ra chấn động. Đi xem một chút. Lục Lâm Thiên cũng cảm giác được phía trước chấn động. Vô Song, Cảnh Văn, Bạch Linh, Lục Tâm Đồng, Tiểu Long và những người khác đều ở trong thiên trùng. Chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay Lục Lâm Thiên cũng không bỏ qua. Vạn nhất là đám người Vô Song thì phiền phức lớn. Thân ảnh lóe lên. Thân ảnh Lục Lâm Thiên lập tức biến mất tại chỗ. Tử Yên và Âm Minh lập tức theo đuôi. Phanh! Trong giây lát ngắn ngủi, thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện trong một sơn cốc. Âm thanh bạo liệt trầm thấp truyền ra, lúc này đang có hai đạo thân ảnh giao thủ trên không trung. Thổ hoàng khí lan tràn. Thác Bạt hoàng tộc. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, trong hai người này không ngờ có một người là một lão giả tuổi chừng 70 của Thác Bạt hoàng tộc.
Lúc trước lão giả này đã giao thủ qua với Tiểu Long. Mà người giao thủ với cường giả của Thác Bạt hoàng tộc kia là một đế giả. Đế giả này đang liên tiếp lui lại, bị áp chế khắp nơi, khóe miệng tràn ra máu tươi. Mà sau khi Lục Lâm Thiên nhìn rõ đế giả này, ánh mắt lập tức biến đổi. Người này không phải là ai khác mà chính là Kim Xà Đại Đế. Phụt! Giờ phút này Kim Xà Đại Đế đã thúc giục một kiện thần khí thượng cổ, thế nhưng dưới uy áp của thổ hoàng khí và uy áp giai vị, Kim Xà Đại Đế sao có thể là đối thủ của cường giả Thác Bạt hoàng tộc. Lúc này trên lồng ngực lần nữa bị trúng một quyền, miệng phun ra một ngụm máu tươi lớn, thân hình nện xuống ngọn núi phía dưới. Phanh! Dưới lực lượng mạnh mẽ trùng kích, cả ngọn núi sụp đổ, vô số đá vụn bắn tứ tung. Phụt! Kim Xà Đại Đế chật vật nhảy ra khỏi đống đá vụn. Khóe miệng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, bằng vào thực lực của hắn còn không có cách nào chống lại đối phương. Linh đế nhất trọng không biết tự lượng sức mình, muốn chết. Trong mắt lão giả chừng 70 tuổi này hiện lên sát ý, trường bảo run lên, chân khí tuôn ra mang theo khí thế cuồng ngạo. Thân thể đang định lao thẳng về phía Kim Xà Đại Đế. Lão tử sẽ khiến ngươi sống không thoải mái. Ánh mắt Kim Xà Đại Đế oán hận, hắn không còn lựa chọn nào khác. Dùng thực lực của hắn, người trước mắt này là Vũ Đế tam trọng hậu kỳ, cơ hồ tới đỉnh phong. Hắn muốn trốn cũng khó, cho nên lúc này hắn chỉ có thể tự bạo hồn anh. Cho dù chết cũng phải cắn ngược người của Thác Bạt hoàng tộc này một ngụm. Tự bạo hồn anh sao? Để xem ngươi làm gì được ta. Hồn anh của linh đế nhất trọng tự bạo, dường như cường giả này của Thác Bạt hoàng tộc không để vào trong mắt. Hoàn toàn không đặt vào trong lòng. Không gian trước mặt chấn động một hồi, quang mang tuôn ra. Thổ hoàng khí lan tràn, hóa thành một khối cự thạch màu vàng hung hăng đập về phía Kim Xà Đại Đế. Kim Xà Đại Đế biết chắc mình sẽ chết, ánh mắt lạnh lẽo. Ngay khi hắn đang định tự bạo hồn anh thì đột nhiên khối cực thạch màu vàng kia bị một đạo quang trụ màu vàng xuyên thủng. Phanh! Cự thạch màu vàng bằng năng lượng bị chia 5 x 7, biến mất trên không tung. Hay cho một Thác Bạt hoàng tộc, người phi linh môn ta không ngờ các ngươi cũng dám đối phó. Một đạo âm thanh lạnh lẽo như băng quanh quẩn trên không trung. Khi âm thanh vừa dứt, một đạo thân ảnh mặc áo bào xanh đã rơi xuống trước người Kim Xà Đại Đế. Hai mắt âm trầm nhìn về phía lão giả chừng 70 tuổi của Thác Bạt hoàng tộc. Trưởng môn, Kim Xà Đại Đế đã ôm tâm lý phải chết, đột nhiên nhìn thấy đạo thân ảnh màu xanh này xuất hiện, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng như điên. Toàn thân kích động không thôi, có trưởng môn ở đây, hắn biết rõ hắn đã an toàn. Mau dùng đan dược, còn lại giao cho ta. Lục Lâm Thiên quay đầu đưa một khỏa đan dược trong tay cho Kim Xà Đại Đế. Thương thế trên người Kim Xà Đại Đế không nhẹ một chút nào. Trưởng môn, người Thác Bạt hoàng tộc này vừa thấy ta đã lập tức ra tay. Kim Xà Đại Đế tiếp nhận đan dược, lui về phía sau. Đồng thời ánh mắt lại mang theo sự oán hận nhìn về phía lão giả 70 tuổi của Thác Bạt hoàng tộc. Hắn biết rõ trưởng môn từ trước tới nay không có bao nhiêu khách khí với Thác Bạt hoàng tộc. Lục Lâm Thiên. Lão giả 70 tuổi của Thác Bạt hoàng tộc nhìn thấy Lục Lâm Thiên đột nhiên xuất hiện, còn có Tử Yên và Âm Minh phía xa, ánh mắt khẽ đổi. Cuối cùng ánh mắt lại nhìn vào người Lục Lâm Thiên. Đợ upsilon.ng tới người phi linh môn ta, người cũng nên có một câu trả lời chứ. Lục Lâm Thiên đạp không đứng lơ lửng, lạnh nhạt nhìn lão giả chừng 70 tuổi của Thác Bạt hoàng tộc. Câu trả lời, nực cười tới cực điểm, ta nhìn thấy hắn không thuận mắt cho nên muốn giết hắn. Được không? Lão giả chừng 70 tuổi kia khinh thường nhìn Lục Lâm Thiên nói. Vừa rồi vừa vặn nhìn thấy Kim Xà Đại Đế, nhớ tới Kim Xà Đại Đế này là người của phi linh môn cho nên hắn mới ra tay. Nói cho cùng hắn khó chịu vì Lục Lâm Thiên, nếu không phải ở bên ngoài hoàng tộc bị lệnh cấm hắn đã sớm tiêu diệt phi linh môn. Cũng đòi lại mặt mũi cho Thác Bạt hoàng tộc. Trong thiên chủng này hoàng tộc không bị lệnh cấm, cho nên hắn không phải lo lắng thứ gì. Linh đế nhất trọng này tự mình đưa tới cửa, hắn muốn diệt là có thể diệt. Thế nhưng hắn thật không ngờ Lục Lâm Thiên này lại đột nhiên xuất hiện. Vậy thì hiện tại ta sẽ giết ngươi, có lẽ ngươi không có ý kiến, đúng không? Ánh mắt Lục Lâm Thiên dần dần âm trầm, sát ý trong mắt tràn ngập. Người Thác Bạt hoàng tộc này rõ ràng trêu chọc tới hắn thì hắn cần gì phải khách khí. Hôm nay ở trong thiên chủng hắn cũng không cần hải nhịn, dù sao cũng không cần phải cố kỵ gì cả. Ha ha! Lão giả chừng 70 tuổi kia lập tức cười ha hả, giống như nghe thấy chuyện buồn cười nhất trên thế gian vậy.
Hàn ý trong mắt bắn ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng về phía Lục Lâm Thiên nói. Lục Lâm Thiên, ngươi quá mạnh miệng, không có Độc Cô gia tộc, Bắc Cung gia tộc cùng thú tộc che chở ngươi, tuy rằng ngươi có chỗ hơn người. Thế nhưng ở trước mặt ta ngươi chỉ là cái rắm. Nếu không phải bên ngoài Thác Bạt hoàng tộc ta bị lệnh cấm, người thứ nhất ta muốn tiêu diệt chính là ngươi chứ sao lại để cho ngươi sống tới bây giờ. Ngoài thiên chủng nếu như không có thú tộc và Bắc Cung hoàng tộc, ngươi đã sớm chết rồi. Lục Lâm Thiên nghe vậy ánh mắt khẽ đổi, khuôn mặt lạnh lẽo như băng, khóe miệng nhếch lên nhìn lão giả chừng 70 tuổi của Thác Bạt hoàng tộc một lát rồi nói. Ngày hôm nay ngươi nhất định sẽ chết. Tiểu bối không biết trời cao đất rộng, ngươi có cái bổn sự này sao? Coi bổn đế là đám phế vật không quan trọng bên ngoài sao? Thác Bạt hoàng tộc ta thân là một trong bốn đại hoàng tộc đầu tiên, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lão giả chừng 70 tuổi của Thác Bạt hoàng tộc vung tay lên, quang mang màu vàng đất quanh thân lan tràn. Trong mặt đất dưới chân có một đầu cự long bằng đất chừng vài trăm thước, vô cùng khổng lồ phóng lên. Lao về phía Lục Lâm Thiên. Chút tài mọn. Phá. Đối mặt với công kích của thổ long, Lục Lâm Thiên chỉ lạnh nhạt phất tay một cái. Trước người đột nhiên có lục mang xuất hiện. Siêu. Thổ long khổng lồ va chạm với lục mang trước người Lục Lâm Thiên. Quang mang ảm đạm, sinh cơ biến mất, sau đó tiêu tán trên không trung. Lục Lâm Thiên thúc giục lực lượng thuộc tính mộc tăng thêm ngũ hành tương khắc, mộc khắc thổ. Tuy rằng lão giả chừng 70 tuổi của Thác Bạt hoàng tộc này cũng là vũ đế tam trọng. Thế nhưng lúc này Lục Lâm Thiên cũng là vũ đế tam trọng, thậm chí trên phương diện tu vi của Lục Lâm Thiên là vũ đế tam trọng đỉnh phong, so với hắn còn mạnh hơn một chút. Về phần thổ hoàng khí, Lục Lâm Thiên thân là chủ kim hoàng khí, trên phương diện hoàng khí tuyệt đối mạnh hơn hắn. Mặt khác dùng thể chất của Lục Lâm Thiên, đan điền khí hải. Vô số thủ đoạn bía y thái, khiến cho lão giả chừng 70 tuổi của Thác Bạt hoàng tộc trước mặt Lục Lâm Thiên chỉ là cái rắm mà thôi. Cách ngồi đáy giếng, hắn làm sao có thể biết rõ thực lực của Lục Lâm Thiên rốt cuộc đã tới tình trạng gì. Thổ long bị đánh nát, chỉ trong một chiêu đã bị đánh tan tác. Trên mặt lão giả kia lập tức biến hóa. Mặc dù hắn biết Lục Lâm Thiên cũng bất phàm, thế nhưng lúc này hắn vẫn không thể tin nổi. Không ngờ hắn lại giống như không chịu nổi một kích, hắn không tin vào mắt mình nữa. Hừ, đón thêm ta một chiêu. Lạnh lùng quát, quanh thân lão giả này có thổ hoàng khí ngập trời phóng ra. Chân khí phô thiên cái địa dẫn động năng lượng thiên địa chấn động. Lão giả này phất tay một cái, một đầu thổ long khổng lồ lập tức bắn ra. Đầu thổ long màu vàng này bắn ra mang theo uy áp mênh mông. Cả không gian bỗng nhiên gió nổi mây phun. Chung quanh đầu thổ long này cả không gian nứt vỡ từng khúc, hiện ra hư không đen kịt. Uy năng như vậy sợ rằng vũ đế tứ trọng đỉnh phong bên ngoài cũng chỉ đến như vậy mà thôi. Thổ hoàng khí, là Thác Bạt Lam. Đột nhiên trong không gian tràn ngập sương mù màu trắng bao phủ, bốn đạo thân ảnh đang cẩn thận từng tí một đi về phía trước. Trong đó có một đạo thân ảnh đơn bạc bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn về phương xa. Ngao! Giữa không trung, thổ long rít gào. Uy áp thổ hoàng khí phô thiên cái địa tuôn ra mang theo uy áp ngập trời, phóng về phía Lục Lâm Thiên. Không gian ven đường nứt vỡ từng khúc. Dưới uy thế như vậy không gian run run không ngớt, Tử Yên và Kim Xà Đại Đế xa xa kinh hãi, ánh mắt âm minh chớp động không ngừng, không biết đang suy nghĩ thứ gì. Phá! Lục Lâm Thiên nhìn đầu thổ long mang theo uy áp kinh khủng kia, trong miệng lạnh nhạt vang lên một tiếng phá, Lục Lâm Thiên khẽ phất tay đánh ra một đạo lục mang. Xuyên qua phía trên đầu thổ long khổng lồ kia. Lực lượng mênh mông chặt đứt sinh cơ tuôn ra. Lục mang xuyên thấu thổ long khổng lồ, năng lượng thuộc tính mộc cùng lực lượng ngũ hành tương khắc không chút giữ lại mà tuôn ra. Thổ long mang theo uy năng mênh mông sụp đổ, hóa thành hư vô trên không trung. Siêu! Trong chốc lát, ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, không gian dưới chân nổi lên chấn động. Lực lượng thời Gina và không gian đồng thời được thúc giục. Thân ảnh trong nháy mắt như quỷ mị xuất hiện trước mặt lão giả chừng 70 tuổi của Thác Bạt hoàng tộc. Lão cẩu, chỉ bằng tu vi của ngươi hiện tại ta muốn giết ngươi so với giết chết một con kiến không có quá nhiều khác biệt. Âm thanh lạnh lẽo như băng của Lục Lâm Thiên vang lên, bàn tay ấn xuống, năm ngón tay nắm chặt. Trong lòng bàn tay có hấp lực ngập trời tuôn ra. Ánh mắt lão giả chừng 70 tuổi của Thác Bạt hoàng tộc này kinh hãi, thân thể hoàn toàn bị áp chế. Đến thời điểm này hắn rốt cuộc mới biết được thực lực của Lục Lâm Thiên này cường hãn tới tình trạng nào. Vì sao lại 5 lần 7 lượt không đặt Thác Bạt hoàng tộc vào trong mắt?
Lục Lâm Thiên, dừng tay cho ta. Nhưng vào lúc này trên không trung vang lên một tiếng hét lớn. Xa xa, bốn đạo lưu quang giống như cầu vồng xẹt qua không trung. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lóe lên, lực lượng cắn nuốt trong lòng bàn tay biến mất. Hóa trưởng thành chỉ, nhanh chóng đánh ra mấy đạo cấm chế lên người lão giả chừng 70 tuổi của Thạc Bạt hoàng tộc kia. Một tay cũng lập tức đặt lên bả vai của người này, nắm hắn vào trong tay. Đối với tu vi vũ đế tam trọng của lão giả thất tuần này, Lục Lâm Thiên thậm chí không sử dụng quá nhiều khí lực, gần như chỉ sử dụng lực lượng không gian và thời gian phụ trợ mà thôi. Lúc này đột phá tới vũ đế tam trọng đỉnh phong, lão giả thất tuần này đối với Lục Lâm Thiên mà nói, thực sự không có bao nhiêu uy hiếp, muốn giết quả thực dễ như trở bàn tay. Tâm tình của lão giả thất tuần Thác Bạt hoàng tộc kia so với lúc trước cách biệt một trời một vực, giống như đột nhiên từ thiên đường bị đánh rớt xuống địa ngục vậy. Hắn không ngờ lại bị Lục Lâm Thiên giơ tay nhấc chân, dễ dàng bị cấm chế. Thậm chí hắn còn chưa kịp thi triển thủ đoạn của mình đã bị đối phương bắt giữ. Lão giả thất tuần kia tới lúc này mới biết được, thực lực của Lục Lâm Thiên đã sớm vượt qua hắn. Siêu siêu. Bốn tiếng xé gió nhanh như thiểm điện vang vọng trên trời cao. Bốn đạo thân ảnh nhanh chóng đáp xuống, người dẫn đầu chính là Hậu Điền lão tổ có thực lực mạnh nhất trong Thác Bạt hoàng tộc. Ba người còn lại chính là Thác Bạt Hướng và Thác Bạt Thanh Vũ cùng với một lão giả có tu vi rất mạnh khác. Bốn người của Thác Bạt hoàng tộc vừa mới tới, sắc mặt Kim Xà Đại Đế, Tử Yên lập tức ngưng trọng. Ánh mắt Âm Minh đã sớm nhìn vào Hậu Điền lão tổ, sắc mặt khẽ biến. Lục Lâm Thiên, ta ra lệnh ngươi lập tức thả người Thác Bạt hoàng tộc ta. Người Thác Bạt hoàng tộc đáp xuống, Thác Bạt Hướng nhìn lên giữa không trung, ánh mắt lập tức giận dữ. Lão tử không thả. Ngươi làm gì được lão tử? Lục Lâm Thiên cười lạnh, hắn và Thác Bạt hoàng tộc đã rạch mặt, cho nên cũng không cần cố kỵ cái gì. Tiểu tử hung hăng càn quấy, muốn chết. Bên người Thác Bạt Hướng, lão giả có thực lực không kém Bắc Cung Tinh Mộc và Độc Cô Hồn Long không nói nhảm, ngay khi Lục Lâm Thiên vừa mới dứt lời, hắn lập tức quát lạnh một tiếng, thân ảnh lập tức nhảy ra, quang mang từ trong lòng bàn tay bạo tuôn, nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo quang mang thất luyện. Tựa như cầu vồng nhanh như thiểm điện đánh về phía Lục Lâm Thiên. Vũ đế ngũ trọng sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên biến đổi, sắc mặt trầm xuống. Trường bào màu xanh run lên, một đạo kim quang trong tay bắn ra, mang theo khí tức sắc bén lạnh lẽo nghênh đón đạo quang mang kia. Phanh! Hai cỗ lực lượng va chạm, đột nhiên nổ tung, âm thanh bạo liệt hung hãn giống như tiếng sấm vang vọng trên trời cao. Kình phong cuồng bạo khuếch tán, không gian bị sốc lên một cái động sâu. Khục khục, kinh khí ngập trời nương theo năng lượng thiên địa hóa thành hình cung khuếch tán trên bầu trời. Lục Lâm Thiên cùng với vũ đế ngũ trọng kia đồng thời lui lại. Hai người tám lạng nửa cân, dường như không ai chiếm được tiện nghi. Vũ đế tam trọng đỉnh phong. Nhưng mà kết quả này lại khiến cho Hậu Điền lão tổ của Thác Bạt hoàng tộc biến sắc. Ngoài thiên chủng Lục Lâm Thiên vẫn chỉ là vũ đế nhị trọng A. Hiện tại mới qua bao lâu, Lục Lâm Thiên đột phá thành đế mới bao lâu A. Loại tốc độ tăng trưởng tu vi như vậy quả thực quá mức tưởng tượng của hắn. Mà Lục Lâm Thiên chỉ dùng tu vi vũ đế tam trọng lại có thể chống lại Thác Bạt Vĩnh Luân có tu vi vũ đế ngũ trọng, lại còn tám lạng nửa cân, chuyện này khiến cho hắn không thể tưởng tượng nổi. Lục Lâm Thiên này tuy rằng là vũ đế tam trọng đinh phong, thế nhưng Thác Bạt Vĩnh Luân đã là vũ đế ngũ trọng trung kỳ. Siêu siêu! Trong nháy mắt, Tử Yên, Âm Minh, Kim Xà Đại Đế lập tức đi tới sau lưng Lục Lâm Thiên. Hừ, vũ đế ngũ trọng, Thác Bạt hoàng tộc cũng chỉ có như vậy mà thôi. Thân thể Lục Lâm Thiên lui lại phía sau, lập tức ổn định thân thể, ánh mắt quét qua bốn người Thác Bạt hoàng tộc. Bị một chiêu của Lục Lâm Thiên đẩy lui, không chiếm được một chút tiện nghi nào khiến cho trong mắt lão giả kia giờ phút này tràn ngập vẻ khiếp sợ. Nghe được ngữ khí khinh thường của Lục Lâm Thiên, tăng thêm ban đầu là chính mình gây khó dễ cho nên hắn lập tức giận dữ, muốn ra tay một lần nữa. Thác Bạt Vĩnh Luân, lui ra. Hậu Điền lão tổ quát nhẹ một tiếng, thân ảnh bước ra, ngăn cản trước mặt lão giả gọi là Thác Bạt Vĩnh Luân vũ đế ngũ trọng kia. Hậu Điền lão tổ vung tay, ý bảo người này lui ra. Hắn hiểu rõ, dùng thực lực của Thác Bạt Vĩnh Luân, sợ rằng đã không có cách nào làm gì được Lục Lâm Thiên. Hậu Điền lão tổ, ánh mắt Thác Bạt Vĩnh Luân âm trầm nhìn qua Lục Lâm Thiên, nhìn thấy Hậu Điền lão tổ phất tay hắn cũng chỉ có thể mang theo hận ý lui xuống. Lục Lâm Thiên, thả người Thác Bạt hoàng tộc ta ra, ta có thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra.
Hậu Điền lão tổ ngẩng đầu nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt thâm thúy chớp động, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Hắn đỡ Upsilon.ng tới người của ta, nhìn thấy ta cũng muốn giết. Cũng là hắn động thủ trước, dựa vào cái gì mà ngươi bảo ta thả hắn? Lục Lâm Thiên nhìn thẳng về phía Hậu Điền lão tổ, thế nhưng trong lòng lại ngưng trọng. Khí tức thực lực của người này khiến cho ngay cả Lục Lâm Thiên giờ phút này cũng không phán đoán ra. Tuyệt đối đã tới tình trạng cường hãn. Thế nhưng Lục Lâm Thiên cũng không ở thế yếu, dùng thực lực của hắn bây giờ, mặc kệ thực lực của đối thủ mạnh ra sao, hắn muốn bảo vệ tính mạng không phải là vấn đề. Trên khuôn mặt già nua của Hậu Điền lão tổ co rúm lại, ánh mắt nhìn qua Lục Lâm Thiên, chậm rãi nói. Lục Lâm Thiên, ngươi thật sự muốn đối đầu với Thác Bạt hoàng tộc ta sao? Thác Bạt hoàng tộc ở trước mặt ta, ngươi cảm thấy có lực chấn nhiếp hay sao? Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt vẫn mang theo hàn ý. Lục Lâm Thiên rất rõ ràng, coi như hắn thả người trong tay. Người của Thác Bạt hoàng tộc cũng không chắc sẽ thả hắn. Sợ rằng còn không cần cố kỵ mà đối phó với hắn. Lục Lâm Thiên, vậy ngươi thử động tới người Thác Bạt hoàng tộc ta xem. Ta cam đoan ngươi sẽ phải hối hận. Hậu Điền lão tổ cũng tức giận, thân là tồn tại mạnh nhất trong Thác Bạt hoàng tộc, một trong những mấy tồn tại đỉnh phong nhất trên đại lục. Hắn chưa từng bị một tiểu bối nào khinh thị như vậy. A hát! Chỉ tiếc là Hậu Điền lão tổ này không quá hiểu Lục Lâm Thiên, ngay khi hắn vừa mới dứt lời, lập tức nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của lão giả thất tuần kia. Phanh! Đồng thời còn tiếng xương cốt gãy vụn, lúc này Lục Lâm Thiên đang phế một cánh tay của lão giả thất tuần kia. Máu tươi phun ra, tuy rằng bị cấm chế, thế nhưng khuôn mặt của lão giả thất tuần kia lúc này đã chuyển thành màu xám như gan heo. Ta động thủ đó, ngươi khiến ta hối hận như thế nào đây? Ngay khi ánh mắt của đám người Thác Bạt hoàng tộc bốc hỏa, Lục Lâm Thiên vẫn cười nhạt một tiếng, giống như hoàn toàn không để ý tới sự tồn tại của mấy người Thác Bạt hoàng tộc. Lục Lâm Thiên, bổn đế nhất định sẽ khiến cho ngươi hối hận. Hậu Điền lão tổ triệt để giận dữ, tận mắt trông thấy cường giả trong tộc bị Lục Lâm Thiên chà đạp, cũng không để mình vào trong mắt, dứt lời, cơ hồ trong nháy mắt chân khí trong người hắn dẫn động năng lượng thiên địa. Thổ hoàng khí từ trong cơ thể hắn lan tràn ra, chung quanh có khí tức kinh khủng lan tràn. Siêu! Hậu Điền lão tổ được quang mang bao phủ, thân ảnh như thiểm điện, mang theo uy thế khủng bố kinh người phóng về phía Lục Lâm Thiên. Không gian ven đường rạn nứt, khí thế ngập trời tuôn ra, giống như tương liên với thiên địa. Uy thế này so với Thác Bạt Vĩnh Luân kia rõ ràng cường hãn hơn quá nhiều. Nhìn người này đánh tới, ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên. Tay phải giống như thiểm điện đột nhiên chém ra. Trong tay có một đạo lưu quang màu tím hiện lên, khí tức hủy diệt minh mông từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Ầm ầm, tiếng sấm ầm ầm vang vọng, trong lòng bàn tay Lục Lâm Thiên có một đạo sấm sét màu tím giống như cự mãng tuôn ra, trong khoảnh khắc đánh về phía Hậu Điền lão tổ. Tử Kim Huyền Lôi, ánh mắt Hậu Điền lão tổ trên không trung trầm xuống, phất tay đánh ra một đạo quang mang hóa thành một đạo quang cháo trước người. Ngăn cản đạo Tử Kim Huyền Lôi này ở trước người. Ầm ầm, Tử Kim Huyền Lôi mang theo lực lượng hủy diệt lập tức đánh vào trên quang cháo. Dưới trùng kích khủng bố, quang cháo run rẩy kịch liệt. Khắp nơi xuất hiện khe nứt, chỉ là cuối cùng cũng không thể phá nát quang cháo. Hừ, một tiếng quát lạnh lùng vang lên, trong quang cháo, thân ảnh Hậu Điền lão tổ lập tức phóng đi, tay đánh ra một đạo quyền ấn. Trước quyền ấn, kinh khí khủng bố xé rách không gian tạo thành vết nứt đen kịt. Quang mang đen kịt lan tràn, không gian nhanh chóng xác nhập lại, trong khoảnh khắc quyền ấn đánh tới trước người Lục Lâm Thiên. Siêu! Trong giây lát này, Lục Lâm Thiên ném lão giả thất tuần đang kêu thảm thiết trong tay vào trong Tử Lôi Huyền Đỉnh, đối mặt với một quyền của Hậu Điền lão tổ, khí tức quỷ dị trước người Lục Lâm Thiên lập tức đồng hóa gợn sóng trong không gian. Phanh! Một quyền của Hậu Điền lão tổ bao phủ không gian to lớn. Không gian vỡ nát. Thân ảnh Lục Lâm Thiên trong không gian cũng hóa thành mảnh vỡ, ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Chỉ lạ là không có một chút máu tươi nào xuất hiện. Tàn ảnh, tốc độ rất nhanh, dường như có lực lượng thời gian, không gian của Bạch Hổ hoàng tộc, Chu Tước hoàng tộc. Ánh mắt Hậu Điền lão tổ nghi hoặc và kinh ngạc, đối với tốc độ của Lục Lâm Thiên có chút kinh hãi. Siêu, có thời gian chênh lệch gấp 40 lần. Tăng thêm lực lượng không gian phụ trợ, Lục Lâm Thiên muốn tránh đi một đạo công kích cũng không phải là chuyện không làm được. Mà khi thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện lần nữa đã ở sau lưng Hậu Điền lão tổ. Hừ,
Hậu Điền lão tổ lạnh lùng quát một tiếng, thân ảnh nhanh chóng lui lại, quang mang quanh thân đại thịnh, muốn lần nữa ngưng tụ công kích. Khi thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện đã sớm kết thủ ấn, khóe miệng nở nụ cười lạnh, thì thào nói. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Trong chốc lát ngắn ngủi, theo Lục Lâm Thiên xuất hiện, đồng thời lao ngục thời không thuộc tính kim 16 lần uy năng khuếch tán trên không trung. Cả không gian lung lay sắp đổ, trong không gian này trong chốc lát có vô số năng lượng thuộc tính kim hội tụ. Kim quang rực rỡ, cả không gian giống như cứng lại. Bao phủ không gian hơn vạn thước, cũng vây khốn Hậu Điền lão tổ vào bên trong. Cả không gian rung chuyển, tràn ngập khí tức sát phạt sắc bén, khí tức bá đạo vô cùng khuếch tán khiến cho cả không gian đột nhiên run rẩy, giống như không gian sắp nứt vỡ vậy. Thật mạnh! Nhìn kim quang bao phủ vạn thước, khí tức sắc bén, không gian chung quanh nứt vỡ, cả không trung gió nổi mây phun, cuồng phong rít gào, tiếng sấm vang vọng. Uy thế kinh người này khiến cho bốn người của Thác Bạt hoàng tộc cùng với Tử Yên, Kim Xà đại đế kinh ngạc. Đặc biệt là Thác Bạt Vĩnh Luân vừa mới giao thủ với Lục Lâm Thiên, lúc này nhìn thấy Lục Lâm Thiên thúc giục công kích như vậy, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp. Hắn tự hỏi nếu như mình gặp phải công kích khủng bố như vậy sợ rằng sẽ gặp phiền phức lớn. Đương nhiên hiện tại Thác Bạt Vĩnh Luân cũng không biết, uy lực mạnh nhất của lao ngục thời không mà Lục Lâm Thiên thúc giục ra người ngoài căn bản không thể nhìn thấy. Bên trong lao ngục thời không ẩn chứa công kích linh hồn, lực lượng thời gian, không gian. Ngũ hành tương khắc, những thứ này mới khiến cho người ta không có cách nào chống lại. Âm Minh nhìn chăm chú lên không trung, ánh mắt chớp động, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Thế nhưng cũng có thể thấy được vẻ rung động trong mắt nàng. Mắt thấy mình bị nhốt, trong nháy mắt này Hậu Điền lão tổ nhìn về phía Lục Lâm Thiên, chẳng biết tại sao trong lúc mơ hồ trong lòng hắn có chút run run. Trong không gian này tràn ngập lực lượng quỷ dị khiến cho hắn khó có thể ứng phó. Thậm chí còn có năng lượng có thể áp chế hắn. Giờ phút này Lục Lâm Thiên đạp không đứng lơ lửng, kim quang quanh thân đại thịnh giống như mặt trời ban trưa. Trong kim quang rực rỡ tràn ngập khí tức sắc bén vô tận. Phá! Một tiếng quát lạnh từ trong miệng Hậu Điền lão tổ vang lên. Thổ hoàng khí cùng với chân khí trong cơ thể hắn tuôn ra. Dẫn động năng lượng bàng bạc trong thiên địa. Ngăn cách không gian chung quanh ra bên ngoài, uy áp thổ hoàng khí tràn ngập, chỉ một thoáng cả không gian trầm xuống, giống như có lực vạn quân đè nặng lên không gian. Siêu! Trong nháy mắt năm ngón tay Hậu Điền lão tổ nắm thành chảo, cánh tay giơ lên về phía xa khẽ bóp một cái. Cả phiến không gian dưới chảo ấn của hắn lập tức bị vỡ nát. Ầm ầm! Cùng một thời gian, phía dưới chân Hậu Điền lão tổ đột nhiên có một ngọn núi cực lớn mọc lên từ dưới mặt đất. Hiện lên trong không gian giống như một đầu cự long ngẩng đầu. Đi! Hậu Điền lão tổ vung tay lên, ngọn núi khổng lồ từ trong mặt đất bị rút ra. Thân ảnh đi tới ngọn núi khổng lồ này, dùng lực một tay nắm lấy ngọn núi khổng lồ này đánh về phía Lục Lâm Thiên. Nhổ một ngọn núi tạo thành công kích, thực lực như vậy đã sớm đạt tới tình trạng rời núi lấp biển. Lực lượng khủng bố tràn ngập, ngọn núi phóng lên trời, không gian ven đường biến mất. Nhìn thấy thực của Hậu Điền lão tổ khủng bố như vậy, Kim Xà đại đế và Tử Yên, Âm Minh đều cảm thấy rung động. Đây quả thực là chuyện khiến cho trong lòng ba người cảm thấy rung động thật sâu. Không ngờ Hậu Điền lão tổ gầy gò lại có thực lực cường hãn như vậy. Thác Bạt hoàng tộc thân là hoàng tộc quả thực danh bất hư truyền. Đi! Dưới uy thế kinh người này, không có một chút trì hoãn nào, Lục Lâm Thiên khẽ quát một tiếng. Bàn tay khẽ vỗ. Trong lao ngục thời không thuộc tính kim đột nhiên có một đạo thủ ấn rực rỡ phá không đánh ra. Lục Lâm Thiên phóng theo đạo thủ ấn rực rỡ này đánh thẳng về phía ngọn núi của Hậu Điền lão tổ. Thủ ấn màu vàng phá không xuất hiện, cả không gian sôi trào. Khí tức sắc bén lạnh lẽo tới tận cùng, kim quang che khuất bầu trời mang theo uy áp tràn ngập phía chân trời. Ầm ầm ầm. Dưới sự bao phủ của thủ ấn màu vàng, ngọn núi dễ dàng nứt vỡ từng khúc. Thế nhưng vẫn tiếp tục hung hăng xông về phía trước. Thủ ấn màu vàng dần dần phai nhạt, thế nhưng thân thể Lục Lâm Thiên được kim quang màu vàng bao phủ, mang theo thủ ấn màu vàng vẫn nhanh chóng phóng tới. Không gian nứt vỡ từng khúc, hư không đen kịt hiện ra, cả không gian to lớn giờ phút này giống như tận thế. Phanh phanh, cả ngọn núi khổng lồ dễ dàng bị phá hủy, thủ ấn màu vàng cực lớn kia cũng phai nhạt rồi biến mất. Trong hư không đen kịt, hai đạo trưởng ấn của Lục Lâm Thiên và Hậu Điền lão tổ nhanh chóng giống như thiên thạch va chạm vào nhau. Lúc hai đạo trưởng ấn va chạm,
cả không trung tựa như sơn băng địa liệt. Phía dưới bị liên lụy, một mảng lớn ngọn núi trùng điệp bị lún xuống. Năng lượng cuồng bạo chấn động giống như thực chất khiến cho không gian bị san bằng thành bình địa. Mặt đất vỡ nứt ra tạo thành một thâm uyên to lớn. Uy năng khủng bố khiến cho người ta run rẩy. Hai đạo trưởng của hai người đồng thời tán loạn, mà hai đạo thân ảnh cùng lúc bị đẩy lui. Chúng ta đi. Thân ảnh Lục Lâm Thiên bị đẩy lui, dựa thế phóng lên trên cao, lập tức đi tới trước người Tử Yên và Kim Xà Đại Đế, giơ tay đánh ra hai đạo kim quang bao phủ hai người. Sau đó phất tay xé rách không gian nhảy vào bên trong. Ánh mắt âm minh khẽ đổi, thân ảnh cũng nhanh chóng tiến vào bên trong, biến mất trên không trung. Trốn chỗ nào? Hậu Điền lão tổ hét lớn, thân hình xé rách không gian đuổi theo, thân ảnh hắn cũng lập tức biến mất trong không gian. Trong giây lát tất cả khôi phục lại như lúc ban đầu, ba người của Thác Bạt hoàng tộc lại ngây ngốc đứng tại chỗ. Cảnh tượng rung động vừa rồi bọn họ đều nhìn thấy. Áp lực tràn ngập không gian khiến cho ngay cả hít thở bọn họ cũng cảm thấy khó khăn. Ba người kinh hãi nhìn lên không trung, trong không gian mấy vạn thước đã bị san bằng thành bình địa. Công kích mang theo lực lượng hủy diệt như vậy, nếu như là Hậu Điền lão tổ thì ba người cũng không cảm thấy kỳ quái. Thế nhưng trong đó còn có phần của Lục Lâm Thiên, chính vì vậy bọn họ mới rung động. Siêu! Không gian xuất hiện chấn động, thân ảnh Hậu Điền lão tổ lần nữa xuất hiện trước mặt ba người. Sắc mặt vô cùng khó coi. Hậu Điền lão tổ, có đuổi kịp được Lục Lâm Thiên không? Thác Bạt Thanh Vũ lập tức hỏi Hậu Điền lão tổ. Không, hắn chạy thoát rồi. Hậu Điền lão tổ nghe Thác Bạt Thanh Vũ hỏi, sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn không ngờ Lục Lâm Thiên ở trước mặt hắn lại có thể chạy trốn. Mà Lục Lâm Thiên chỉ có tu vi vũ đế tam trọng, không ngờ thực lực lại mạnh mẽ tới tình trạng như vậy. Nghĩ vậy Hậu Điền lão tổ nắm chặt bàn tay. Trong lòng bàn tay của hắn cho tới bây giờ còn truyền tới cảm giác nóng át. Đồng thời trong lòng hắn cũng có chút nghi hoặc, thực lực của Lục Lâm Thiên này mạnh như vậy, đồn rằng còn thái cổ u minh viêm trên người, vừa rồi cũng chưa tới tình trạng phải chạy trốn, tại sao Lục Lâm Thiên kia lại nóng lòng rời khỏi nơi này? Hậu Điền lão tổ, vậy thì phải làm thế nào với Lam lão tổ? Lam lão tổ rơi vào trong tay Lục Lâm Thiên, sợ rằng sẽ gặp độc thủ. Thác Bạt Hướng lo lắng nói. Hắn đã chứng kiến Lục Lâm Thiên tâm ngoan thủ lạt ra sao. Hắn cũng không cho rằng Lục Lâm Thiên không dám động vào người của Thác Bạt hoàng tộc. Đối với Lục Lâm Thiên mà nói, biển hiệu Thác Bạt hoàng tộc không có một chút tác dụng nào. Còn có thể làm sao bây giờ? Bắt đầu tìm được Lục Lâm Thiên kia nhất định không thể để cho hắn chạy thoát nữa. Sắc mặt Hậu Điền lão tổ khó coi, ánh mắt âm trầm, cả giận nói. Lục Lâm Thiên, đừng để cho ta tìm được ngươi. Ta nhất định sẽ khiến ngươi hối hận. Trong không gian trắng xám, có xương cốt của cường giả Chu Tước hoàng tộc, Lục Lâm Thiên trở lại trong không gian bị cấm chế. Không gian bị cấm chế này so với cấm chế mà hắn bố trí tuyệt đối còn cường hãn hơn nhiều. Nhân loại nhà ngươi quá phận, không ngờ vừa rồi lại mặc kệ ta. Ta đang dẫn ngươi đi tìm đại cơ duyên A. Ánh mắt âm minh lúc nào cũng âm khí nặng nề như vậy, lúc này ánh mắt nàng nhìn về phía Lục Lâm Thiên có chút trách cứ. Vừa rồi Lục Lâm Thiên mang Kim Xà Đại Đế và Tử Yên đi theo mà không quan tâm tới nàng. Lục Lâm Thiên nhìn âm minh, khóe miệng nở nụ cười khổ nói. Dùng thực lực của ngươi, ta suy đoán cường giả Thác Bạt hoàng tộc ít nhất cũng không có cách nào làm gì được ngươi. Nói không chừng hắn còn không bằng ngươi, cho nên ta quản được ngươi sao. Ngược lại, còn phải trách ngươi, ta gặp kẻ địch mạnh mẽ như vậy ngươi cũng không hỗ trợ. Âm minh nhìn Lục Lâm Thiên nói. Ngươi cũng không nói ta ra tay giúp đỡ a, huống chi bình thường không phải ngươi toàn hành động một mình sao? Tên kia đã là cường giả đế cấp lục trọng gần đỉnh phong, không ngờ ngươi còn có thể chống lại. Quả thực khiến cho ta ngày càng kinh ngạc. Phụt, âm minh vừa mới dứt lời, đột nhiên Lục Lâm Thiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức trắng bệch. Trưởng môn, Lục trưởng môn, hai người Kim Xà Đại Đế, Tử Yên ngẩng đầu nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt bị dọa không nhẹ. Lập tức đi tới bên người Lục Lâm Thiên. Cường giả của Thác Bạt hoàng tộc kia chính là vũ đế lục trọng gần tới hậu kỳ sao. Thực lực quả thực rất mạnh. Lục Lâm Thiên cười khổ nói. Ngươi không sao chứ? Âm mình nhìn về phía Lục Lâm Thiên hỏi, ánh mắt có chút ân cần. Có chút phiền phức, sợ rằng nhất thời không có cách nào khôi phục. Lục Lâm Thiên nói, thực lực của tên kia quả thực đáng sợ. Vậy ngươi nhanh chóng điều tức đi. Âm Minh nói. Được,
ta sẽ đi vào điều tức khôi phục một lát. Nhưng mà ngươi lại phải đợi một chút, trong này có lẽ rất an toàn, cường giả của Thác Bạt hoàng tộc có lẽ sẽ không phát hiện ra nơi này. Lục Lâm Thiên định tiếp tục tiến vào trong Tử Lôi huyền đỉnh. Ta biết trong này rất an toàn. Ngay khi Lục Lâm Thiên vừa mới nói xong, Âm Minh bỗng nhiên lạnh lùng quát một tiếng. Tay đánh ra một đạo sát khí âm trầm mênh mông mang theo linh hồn chấn động, ngưng tụ thành một đạo trưởng ấn nhanh như thiểm điện vỗ vào ngực Lục Lâm Thiên. Phanh! Lục Lâm Thiên không hề phòng bị, trong nháy mắt đã bị đánh bay về phía sau, hưng hăng đập vào thân thể đế giả của Chu Tước hoàng tộc kia. Phụt! Miệng Lục Lâm Thiên lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Ánh mắt hắn đại biến, khí tức suy yếu không ít, ngẩng đầu nhìn qua Âm Minh nói. Âm Minh, ngươi không có ý tốt với ta. Khặc khặc, bây giờ ngươi mới biết được sao? Đáng tiếc đã quá muộn rồi. Giờ phút này Âm Minh cười lạnh, khí chất ngày càng âm trầm. Trưởng môn, Lục trưởng môn, Kim Xà đại đế, Tử Yên biến sắc, nhìn thấy Lục Lâm Thiên bị trọng thương, hai người trong nháy đi tới trước người Lục Lâm Thiên, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Âm Minh. Các ngươi không phải là đối thủ của nàng, lui ra đi. Lục Lâm Thiên chật vật đứng dậy, ý bảo Tử Yên và Kim Xà đại đế lui ra phía sau, thực lực của hai người này đặc biệt là Kim Xà đại đế căn bản không phải là đối thủ của Âm Minh. Thực lực của Âm Minh Lục Lâm Thiên hiểu rất rõ. Đúng vậy, đối với ta mà nói bọn chúng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Âm Minh cười lạnh, lạnh nhạt nhìn về phía Kim Xà đại đế và Tử Yên. Ánh mắt lại nhìn về phía Lục Lâm Thiên nói. Mà ngươi, vốn ta không nhìn thấu, thế nhưng hiện tại ngươi trốn không thoát đâu. Vì ngươi mà ta đã tốn không ít thời gian. Ngươi dẫn ta đi tìm kiếm đại cơ duyên, tất cả chỉ là giả. Lục Lâm Thiên nhìn Âm Minh, lau sạch vết máu ở khóe miệng. Đại cơ duyên kia dương nhiên là thật, mang ngươi tới đó cũng là thật. Nhưng mà ta cần mượn thân thể ngươi một lát, chỗ đại cơ duyên kia thân thể tàn hồn chúng ta không có cách nào đi vào. Đến bây giờ Âm Minh cũng không định giấu giếm nữa, đối với sự sắp đặt của mình dường như rất hài lòng. Cho nên ngươi muốn đoạt xá ta. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu, lúc này hắn đã hiểu rõ mục đích của Âm Minh. Đúng vậy. Sau khi ngươi trúng một kích của âm đàm mà không có vấn đề gì, ta đã cảm thấy ngươi là lựa chọn thích hợp nhất. Thể chất của ngươi so với người có tu vi đồng cấp còn mạnh hơn nhiều. Dùng thân thể ngươi tiến vào chỗ cơ duyên kia mới có cơ hội. Trong mắt Âm Minh hiện lên sự vui vẻ, nàng đã sớm biết chỗ của đại cơ duyên kia, nhân loại trước mắt này chính là lựa chọn thích hợp nhất. Vậy sao ngươi không động thủ sớm một chút? Lục Lâm Thiên nhìn Âm Minh, ánh mắt có chút nghi hoặc. Bởi vì trên người ngươi có lực lượng lôi điện, thứ này ta lại có chút kiêng kỵ. Mà ta cùng với âm đàm đại chiến một hồi, tiêu hao cũng tương đối nhiều, cho nên đã suy yếu. Tuy rằng thôn phệ âm đàm, thế nhưng chưa có thời gian dung hợp hắn, cho nên đối phó với ngươi ta không có một chút nắm chắc nào. Chỉ có thể lợi dụng hiểm cảnh ở nơi này đối phó với ngươi mà thôi. Chẳng lẽ hiểm cảnh dọc đường chúng ta gặp phải đều do ngươi cố ý sắp xếp? Ánh mắt Lục Lâm Thiên không biết từ khi nào đã bắt đầu âm trầm. Âm Minh nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt âm trầm run rẩy, trầm giọng nói. Đúng vậy, đại trận thiên nhiên kia ta vốn cho rằng có thể đối phó với ngươi. Ít nhất sau khi ngươi bị trọng thương ta cũng có thể nhẹ nhõm bắt ngươi. Ai ngờ ngươi lại có thể thôn phệ năng lượng thiên địa để đột phá, đạt được chỗ tốt cực lớn. Không phải cấm chế không gian này cũng là do ngươi cố ý mang chúng ta tới. Lục Lâm Thiên nói, ngươi thử nói xem, không gian cấm chế này quả thực là do ta cố ý mang các ngươi tới. Muốn vây khốn các ngươi, thế nhưng ta thật không ngờ ngươi lại hiểu được lực lượng không gian, lại khiến cho ta thất bại. Âm Minh cười lạnh, nhân loại trước mặt này luôn làm cho nàng kinh ngạc, khắp nơi đều vượt quá dự đoán của nàng. Thế nhưng như vậy cũng tốt, nhân loại này càng mạnh đến lúc đó sẽ càng có lợi với nàng. Vậy ngươi bây giờ muốn động thủ với ta? Lục Lâm Thiên ngẩng đầu, cười lạnh nói. Ta không ngờ ngươi lại hiểu lực lượng không gian, sau khi rời khỏi cấm chế không gian này kỳ thực ta định đi tới chỗ đại cơ duyên rồi đối phó với ngươi cũng không muộn. Tiếp tục một đoạn thời gian nữa ta có thể triệt để dung hợp âm đàm, khi đó muốn đối phó với ngươi sẽ vô cùng dễ dàng. Thế nhưng không ngờ ngươi lại bị tên nhân loại kia làm trọng thương. Ánh mắt Lục Lâm Thiên âm trầm, trầm giọng nói. Thực lực của ngươi quá mạnh mẽ. Bắt phủ đế tam trọng nhân loại kia, ta đoán ngươi muốn thôn phệ người này. Đến lúc đó rất có thể ngươi lại đột phá một tầng nữa.
thực lực càng mạnh hơn nữa. Khi đó ta muốn đối phó với ngươi sẽ càng thêm phiền phức. Cho nên hiện tại ta đổi ý, đối phó với ngươi ngay bây giờ. Không cho ngươi bất kỳ cơ hội nào nữa. Xem ra ta suy đoán không sai. Ngươi không có ý tốt với ta. Trên khuôn mặt trắng bệch của Lục Lâm Thiên, ánh mắt khẽ đổi, hít sâu một hơi nói. Ngươi luôn đề phòng ta. Âm Minh ngẩng đầu nhìn Lục Lâm Thiên, trầm giọng nói. Từ lúc nào ngươi đã hoài nghi ta? Ngại quá, từ trước tới nay ta không tín nhiệm ngươi. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng nói. Nhưng tới khi vào trong không gian bị cấm chế này ta mới xác định được ngươi không có ý tốt. Làm sao ngươi biết được? Âm Minh rất là kinh ngạc nói. Bởi vì cấm chế không gian này chính là do cường giả Chu Tước Hoàng tộc bố trí. Nếu như chưa từng có ai đi vào, hơn phân nửa sẽ lưu lại khí tức tàn hồn của hắn. Thế nhưng nơi này chỉ để lại thân thể của cường giả Chu Tước Hoàng tộc, không có bất kỳ khí tức tàn hồn nào. Hơn nữa ta đã kiểm tra qua, trong không gian này mơ hồ còn có khí tức giống như ngươi. Cho dù ngươi vừa tiến đến lập tức cố ý phóng ra khí tức của ngươi để che đậy, thế nhưng vẫn khó tránh khỏi sự dò xét của ta. Lục Lâm Thiên nhìn Âm Minh, khẽ thở dài nói. Cho nên ta suy đoán, cấm chế không gian này là địa phương ngươi thường xuyên tiến vào. Bởi vì ngươi thôn phệ tàn hồn của cường giả Chu Tước Hoàng tộc này, cho nên trên người ngươi có khí tức của Chu Tước Hoàng tộc. Ngươi cũng có thể tự do ra vào cấm chế không gian này. Nghe Lục Lâm Thiên nói, đôi mắt xinh đẹp của Tử Yên biến đổi, những chuyện này nàng hoàn toàn không chú ý tới. Mà hắn không ngờ lại cẩn thận như vậy. Đúng vậy, ngươi đoán đúng rồi. Tàn hồn của Chu Tước Hoàng tộc này đã bị ta thôn phệ từ lâu. Kỳ thực không gian bị cấm chế này cũng là nơi ở của ta. Cũng bởi vì không gian bị cấm chế này cho nên bao nhiêu năm qua Âm Đàm cũng không có cách nào làm gì được ta. Ta đem bọn ngươi tới đây vốn muốn vây khốn các ngươi, sau đó lại nghĩ biện pháp đối phó với ngươi. Không ngờ ngươi lại hiểu được lực lượng không gian. Âm Minh cũng kinh ngạc nhìn về phía Lục Lâm Thiên, lạnh nhạt nói. Thế nhưng nhân loại nhà ngươi có thông minh thì sao? Vẫn nằm trong sự khống chế của ta. Hiện tại ngươi đã bị trọng thương, còn ta đã khôi phục. Còn dung hợp không ít thực lực của Âm Đàm, ngươi đối với ta đã không còn sự uy hiếp. Ngươi biết tại sao ta vừa gặp cường giả Thác Bạt Hoàng tộc thì lập tức trốn đi không? Lục Lâm Thiên nhìn Âm Minh, giờ phút này trong mắt hắn không có một chút lo lắng nào. Thậm chí khóe miệng trong lúc mơ hồ còn nhếch lên nở nụ cười lạnh. Bởi vì thực lực của ngươi không phải là đối thủ của hắn. Tu vi của hắn là vũ đế lục trọng hậu kỳ, ngươi chỉ là vũ đế tam trọng đỉnh phong. Cho dù mạnh mẽ như thế nào cũng không phải là đối thủ. Trong một chiêu ngươi đã bị trọng thương, cho nên chỉ có thể trốn mà thôi. Âm Minh lạnh nhạt nói. Sai rồi, bởi vì ta muốn đối phó với ngươi. Đối với ta mà nói, ngươi mới là kẻ mà ta cần phòng bị và đối phó nhất. Mà lão cẩu của Thác Bạt Hoàng tộc kia ta có thể chậm rãi đối phó. Nếu như ta lưỡng bại câu thương với hắn, vậy thì ngươi sẽ thừa cơ ra tay với ta. Khóe miệng Lục Lâm Thiên nhếch lên. Hừ, hóa ra ngươi đã sớm có chuẩn bị. Thế nhưng bây giờ ngươi đã bị trọng thương. Ngươi có thể làm khó dễ gì được ta. Ngươi đã quá coi trọng thực lực của mình rồi. Âm Minh âm trầm nhìn Lục Lâm Thiên nói. Ngươi phát triển trong thiên chủng, tuy rằng âm hiểm có thừa. Thế nhưng dù sao cũng thiếu khuyết kinh nghiệm a. Lục Lâm Thiên cười cười, miệng thở ra một ngụm chọc khí trong bụng. Lập tức khuôn mặt trắng bệch và khí tức suy yếu trong ánh mắt kinh ngạc của ba người Tử Yên, Kim Xà Đại Đế, Âm Minh hoàn toàn trở lại bình thường. Khuôn mặt hồng nhuận, tinh thần sáng láng, hoàn toàn không có dấu vết trọng thương. Ngươi cố ý, ngươi không bị thương. Âm Minh biến sắc, nói. Nhưng ngươi vừa mới chịu một chưởng của ta a. Ngươi chỉ có tu vi vũ đế tam trọng, sao có thể chống lại? Nhìn bộ dáng này của ta giống như bị thương sao? Thực lực của lão cẩu Thác Bạt Hoàng tộc kia tuy rằng rất mạnh, thế nhưng muốn làm trọng thương ta hắn còn chưa làm được. Về phần ngươi, thực lực không dưới Thác Bạt lão cẩu kia, thậm chí sau khi ngươi dung hợp Âm Đàm kia dường như còn mạnh hơn một ít. Chỉ tiếc là trong công kích của ngươi đại đa số là công kích linh hồn. Cho nên đối với ta không có một chút hiệu quả nào. Lục Lâm Thiên nói xong, khóe miệng nở nụ cười tà. Nhân loại đáng chết, không ngờ lại che giấu sâu như vậy. Nhưng mà ngươi cho rằng bằng vào thực lực của ngươi có thể chống lại ta sao? Ta khôi phục tới thời kỳ toàn thịnh, lại còn chỗ tốt khi thôn phệ Âm Đàm, lực lượng lôi điện của ngươi không có bao nhiêu tác dụng với ta.
âm minh càng thêm âm trầm, nàng không ngờ tất cả bố trí của mình đều nằm trong toan tính của nhân loại kia. Ta không định dùng lực lượng lôi điện, đối phó với ngươi kỳ thực cũng không khó khăn lắm. Ngươi muốn đoạt xá ta, ngươi không biết rằng kỳ thực ngươi đối với ta cũng là một vật đại bổ a. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, trong mắt thậm chí còn hiện lên vẻ mừng rỡ. Hiện tại Lục Lâm Thiên đang nói thật, tuy rằng âm minh này thực lực cường hãn, thế nhưng đối phó với âm minh này, đối với Lục Lâm Thiên mà nói thực sự không khó. Bởi vì âm minh này là do tàn hồn và sát khí ngưng tụ thành linh hồn thể. Đối với công kích linh hồn Lục Lâm Thiên đã ở thế bất bại. Mà âm minh này muốn đoạt xá hắn, đối với Lục Lâm Thiên mà nói càng không có một chút áp lực nào. Ngay cả thái cổ U Minh Viêm cũng bị kim đao màu vàng áp chế. Cho nên muốn đối phó với âm minh này, tự nhiên không cần phải nói. Nếu như âm minh này muốn đoạt xá hắn, Lục Lâm Thiên dám cam đoan âm minh đi vào sẽ bị chém thành mảnh vỡ. Chỉ là Lục Lâm Thiên không dám làm như vậy, nếu như âm minh bị kim đao màu vàng xử lý, hắn không chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Tất cả sẽ bị kim đao màu vàng thôn phệ. Muốn đối phó với âm minh, dùng thực lực và thủ đoạn của thái cổ U Minh Viêm hiện tại, muốn đối phó với âm minh không có vấn đề quá lớn. Không biết tự lượng sức mình. Nghe Lục Lâm Thiên nói vậy, âm minh cười lạnh, khẽ phất tay một cái. Sát khí mênh mông và linh hồn chấn động tuôn ra, lập tức hóa thành một cơn lốc linh hồn khuếch tán về phía Lục Lâm Thiên. Cái người lui về phía sau. Lục Lâm Thiên vung tay lên, đẩy lui hai người Tử Yên và Kim Xà Đại Đế ra phía sau. Thân ảnh lập tức bị cơn lốc bằng linh hồn bao phủ. Ô ô, trong vòng xoáy tràn ngập sát khí. Thậm chí còn mơ hồ truyền ra âm thanh quỷ khóc thần sầu. Không gian chung quanh đột nhiên vặn vẹo, lập tức có thứ gì đó trong vòng xoáy rít lên, công kích linh hồn cùng với sát khí liên miên trong khoảnh khắc giống như thủy triều, từng đợt đánh vào người Lục Lâm Thiên. Công kích linh hồn thật mạnh. Tử Yên và Kim Xà Đại Đế là linh đế, đương nhiên bọn họ biết rõ sự khủng bố của công kích linh hồn. Dưới công kích linh hồn bàng bạc kia bọn họ chỉ có thể lùi lại, căn bản không dám tới gần. Công kích linh hồn mạnh mẽ như vậy, hai người cũng chỉ có thể hít sâu một hơi lo lắng thay Lục Lâm Thiên mà thôi. Siêu siêu, thân ảnh âm minh biến mất không thấy gì nữa, cũng dung nhập vào trong cơn lốc linh hồn bàng bạc. Cơn lốc bằng linh hồn xoay tròn, giống như một cái vòi rồng, bao phủ thân thể Lục Lâm Thiên vào bên trong. Công kích linh hồn mạnh mẽ như vậy, bên trong còn ẩn chứa sát khí ngập trời khiến cho không gian bị cấm chế run rẩy không ngớt, giống như muốn nứt vỡ ra vậy. Mà sát khí khủng bố cùng với công kích linh hồn coi Lục Lâm Thiên là mục tiêu phát tiết. Dưới sự khắc chế của âm minh, một đạo công kích mạnh mẽ đánh tới. Linh hồn thể mà thôi. Trong cơn lốc bằng linh hồn, Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, hoàn toàn không để ý tới, tùy ý để cho công kích linh hồn bàng bạc cùng với sát khí cuốn tới. Công kích linh hồn mà tất cả mọi người kiêng kỵ đối với Lục Lâm Thiên mà nói, không cần lo lắng. Linh hồn lực bàng bạc cùng với sát khí âm trầm. Từng đợt chút xuống cơ thể Lục Lâm Thiên. Lập tức tiến vào trong đầu Lục Lâm Thiên, linh hồn lực khủng bố cùng với sát khí âm trầm không chút kiêng nể gì mạnh mẽ đâm vào không gian trong đầu. Công kích linh hồn và sát khí khủng bố như thế khiến cho Lục Lâm Thiên đang nhàn nhã cũng cảm thấy rung động thật sâu trong lòng. Nếu như không phải hắn có chỗ dựa vào thì làm có dám cưỡng ép chống lại công kích linh hồn khủng bố như vậy. Như vậy hoàn toàn chính là muốn chết. Công kích linh hồn mạnh mẽ như vậy coi như đế cáp thất trọng tuyệt đối cũng chỉ có thể trốn chạy. Một khi bị vây khốn sẽ không có cách nào thoát thân. Kết cục không cần phải nói. Mà lúc này, đúng như trong tưởng tượng của Lục Lâm Thiên, kim đao màu vàng cảm nhận được công kích linh hồn mạnh mẽ, kim đao màu vàng trong đầu nhảy ra. Trên thân đao, kim quang đại thịnh, công kích linh hồn cùng với sát khí tiến vào trong đầu Lục Lâm Thiên tức thì bị hấp lực lớn hút lại. Lập tức biến mất trong kim đao màu vàng. Siêu siêu, gió nổi mây phun, không gian nứt vỡ, công kích linh hồn bàng bạc tiếp tục cuồng bạo tiến vào trong đầu Lục Lâm Thiên. Công kích linh hồn cùng với sát khí tiến vào trong đầu Lục Lâm Thiên lại không tạo thành chút phản ứng nào. Lục Lâm Thiên đứng trong cơn lốc bằng linh hồn, thân hình cao ngất trong cơn lốc linh hồn giống như bàn thạch không thể di chuyển. Cơn lốc linh hồn cùng với sát khí khuếch tán, không có cách nào làm hắn rung chuyển. Ồ, âm minh cũng cảm giác được điểm này. Trong đôi mắt âm trầm lần nữa hiện lên vẻ kinh ngạc. Chuyện này hoàn toàn vượt qua dự đoán của nàng. Nhân loại này làm sao lại không sợ công kích linh hồn như vậy? Ai, đối phó với ngươi có không ít phương pháp,
thế nhưng ngươi muốn đoạt xá ta. Cho nên ta cũng chỉ có thể làm như vậy. Trong cơn lốc linh hồn, Lục Lâm Thiên ngẩng đầu cười cười, âm thanh quanh quẩn trong vòng xoáy khủng bố, nói. Cho nên ta quyết định ta cũng muốn đoạt xá ngươi. Nhân loại, ngươi muốn đoạt xá ta. Ngươi mất trí rồi sao? Ta chính là linh hồn thể, ngươi căn bản không có cách nào làm gì được ta. Trong vòng xoáy bằng linh hồn, truyền ra âm thanh âm trầm của âm minh. Thật sao, ngươi sẽ lập tức biết được. Lục Lâm Thiên quỷ dị cười cười, bên ngoài vòng xoáy linh hồn đột nhiên cả hư không run lên. Trong gợn sóng không gian có quang mang màu lam chói mắt giống như mặt trời lên cao lan tràn ra. Trong giây lát có nhiệt độ kinh khủng xuất hiện trong không gian bị cấm chế bao la mờ mịt này. Dưới nhiệt độ này, da rẻ Kim Xà Đại Đế và Tử Yên lập tức cảm thấy như bị phỏng. Hai người đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên hư không, chỉ thấy giờ phút này trên không trung có hỏa diễm màu xanh ra trời dùng tốc độ và xu thế khủng bố, trong nháy mắt bao phủ vòng xoáy bằng linh hồn minh mông âm trầm kia, giống như vây công vậy. Vốn Lục Lâm Thiên là con mồi, mà bây giờ cơn lốc linh hồn bàng bạc chính là con mồi. Hay nói cách khác âm minh chính là con mồi, hỏa diễm màu xanh ra trời bàng bạc bao phủ lấy nàng. Siêu! Quang mang màu xanh ra trời chói mắt từ trên hư không đổ xuống, lộ ra nhiệt độ đáng sợ mà ngay cả linh hồn cũng không có cách nào thừa nhận. Bên trong hỏa diễm màu xanh ra trời lan tràn ra khí tức cổ xưa. Cả không gian lập tức run lên. Hỏa diễm cuồn cuộn màu xanh ra trời tạo thành một biển lửa, vây khốn vòng xoáy linh hồn âm trầm vào bên trong. Khí tức khiến cho người ra run sợ, dùng xu thế hủy diệt vạn vật lan tràn. Chung quanh vòng xoáy bằng linh hồn lực, một khi vòng xoáy va chạm với hỏa diễm màu xanh ra trời, lập tức bị đốt cháy thành sương mù màu trắng. Dưới hỏa diễm màu xanh ra trời khủng bố này, cơn lốc linh hồn hoàn toàn không có lực chống lại. Phàm là nơi bị nhiễm một tia hỏa diễm màu xanh ra trời đều bị thiêu đốt sạch sẽ. Đây là hỏa diễm gì? Âm thanh kinh ngạc của âm minh vang lên, trong âm thanh tràn ngập vẻ kinh hãi. Dưới cỗ hỏa diễm khủng bố này, khiến cho linh hồn nàng run rẩy, rung động. Thứ này nàng có cảm giác mình không chống lại. Bốn phía có hỏa diễm màu xanh ra trời cuồn cuộn, nhiệt độ cao như hủy diệt bao phủ cả không gian. Thứ này đối với nàng mà nói là khắc tinh. Dưới nhiệt độ khủng bố này, trong nháy mắt nàng cảm thấy kinh hãi. Linh hồn thể suy yếu không thể chống đỡ. Thực lực của nàng rất mạnh, thế nhưng dưới nhiệt độ cao khủng bố như vậy, lại không phát huy ra được bao nhiêu tác dụng. Thiên hỏa, đây là thiên hỏa. Trên người nhân loại nhà ngươi còn có thiên hỏa. Âm thanh kinh hãi run rẩy của âm minh truyền ra. Đúng vậy, vốn ta muốn biết đại cơ duyên kia là thứ gì cho nên mới để cho ngươi dẫn đường. Thế nhưng hiện tại dường như ngươi cũng không biết bao nhiêu a. Lục Lâm Thiên ở trong cơn lốc bằng linh hồn lạnh lẽo nhìn vào cơn lốc bằng linh hồn rồi nói. Nhân loại, chúng ta không cần phải như thế a. Ta có thể xin lỗi ngươi. Sớm biết ngươi có thiên hỏa khủng bố như vậy ta sao dám ra tay với ngươi cơ chứ? Về sau ngươi không cần lo lắng ta ra tay. Ngươi nhanh thu thiên hỏa. Ta sẽ mang ngươi đi tìm đại cơ duyên. Thậm chí còn giúp ngươi đạt được đại cơ duyên. Âm minh lớn tiếng nói. Linh hồn lực âm trầm minh mông dưới hỏa diễm màu xanh ra trời áp chế căn bản không có cách nào nhúc nhích. Một khi đỡ upsilon.ng chạm hóa thành cho tàn, căn bản không có cách nào chống lại. Ngươi nói quả thực êm tai, chỉ tiếc ta sẽ không tin tưởng ngươi. Lục Lâm Thiên đứng chắp tay, hắn căn bản không tin tưởng lời của âm minh này. Ngay từ đầu Lục Lâm Thiên chưa từng tin tưởng âm minh này, bởi vì âm đàm kia chính là kết cục. Siêu siêu! Hỏa diễm màu xanh ra trời không ngừng co rút lại, vòng xoáy bằng linh hồn va chạm với hỏa diễm màu xanh ra trời lập tức bị thiêu đốt thành cho tàn, lập tức biến mất. Vòng xoáy bằng linh hồn quanh thân âm minh chỉ có thể co rút lại, càng ngày càng nhỏ. Nhân loại, ngươi cho rằng ngươi có thể làm gì được ta sao? Ngươi đừng quên hiện tại ngươi còn đang nằm trong sự khống chế của ta. Càng ngày càng không có cách gì chống lại, âm minh âm trầm hét lớn một tiếng. Trong giây lát từ trong vòng xoáy bằng linh hồn có một đạo lưu quang âm trầm lướt đi. Lưu quang mang theo linh hồn chấn động minh mông, trong sát na phóng vào trong mi tâm Lục Lâm Thiên rồi biến mất không thấy gì nữa. Rốt cuộc linh hồn bổn nguyên cũng đi ra sao? Linh hồn âm trầm chấn động minh mông kia phóng tới, Lục Lâm Thiên không có ý định ngăn cản. Tùy ý để cho nó tiến vào trong mi tâm. Trong chớp mắt này trong lòng âm minh đã mơ hồ cảm thấy một tia dự cảm không tốt. Nàng cảm thấy rất kỳ quái, linh hồn bổn nguyên của nàng muốn đoạt xá nhân loại này,
vì sao nhân loại này lại không có chút phản ứng nào? Chuyện này quá kỳ quái. Siêu. Trong lúc cấp bách, Âm Minh cũng không dám nghĩ nhiều, lập tức tiến vào trong mi tâm của Lục Lâm Thiên. Âm Minh tiến vào trong đầu, khóe miệng Lục Lâm Thiên nở nụ cười thỏa mãn. Muốn đối phó với Âm Minh này tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Lục Lâm Thiên đã sớm nghĩ qua, muốn đối phó với Âm Minh này tổng cộng có 3 phương pháp. Loại thứ nhất là lợi dụng kim đao màu vàng giải quyết Âm Minh này. Nhưng mà đến lúc đó chỗ tốt mà hắn đạt được lại ít nhất. Đại bộ phận chỗ tốt đều bị kim đao màu vàng đoạt lấy. Nếu là bình thường, kim đao màu vàng đạt được chỗ tốt Lục Lâm Thiên cũng không đau lòng. Thế nhưng hiện tại lại không giống như vậy. Trong thiên chủng này hắn phải cố gắng đề cao thực lực. Như vậy mới có cơ hội bảo vệ bản thân mình. Phương pháp thứ hai là dùng thái cổ U Minh Viêm luyện hóa Âm Minh, chuyện này quả thực quá dễ dàng. Sau khi thái cổ U Minh Viêm luyện hóa Âm Minh, thực lực nhất định sẽ khôi phục không ít. Nhưng Lục Lâm Thiên đều không có ý định dùng hai loại phương pháp này. Cho dù là phương pháp thứ hai khiến cho linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm luyện hóa Âm Minh này có thể khôi phục được không ít. Thế nhưng lại không đạt được toàn bộ chỗ tốt mà Âm Minh mang lại. Thực lực của Âm Minh này thậm chí còn trên vũ đế lục trọng hậu kỳ của Thác Bạt hoàng tộc kia. Nghĩ tới chỗ tốt lớn nhất có thể đạt được từ Âm Minh chuyển thành cho mình sử dụng. Lục Lâm Thiên lựa chọn phương pháp thứ ba, dùng đại hồn anh thôn phệ. Đại hồn anh và Âm Minh hoàn toàn giống nhau. Chỉ cần thôn phệ dung hợp, đến lúc đó có thể triệt để hòa tan vào làm một thể với đại hồn anh. Khi đó thực lực có thể còn mạnh hơn Âm Minh hiện tại. Tăng thêm thủ đoạn của đại hồn anh. Lục Lâm Thiên rất dễ dàng quyết định, Âm Minh để cho Đại Hồn Anh giải quyết. Nhưng mà muốn để cho Đại Hồn Anh giải quyết Âm Minh lại phiền phức không ít. Đầu tiên thực lực của Âm Minh so với Đại Hồn Anh hiện tại không biết cường hãn hơn bao nhiêu lần. Dưới tình huống bình thường mà nói, Đại Hồn Anh và Âm Minh thôn phệ lẫn nhau thì quả thực là muốn chết. Đại Hồn Anh sẽ trở thành thuốc bổ cho Âm Minh, để cho thực lực của Âm Minh một lần nữa tăng cường. Cho nên Lục Lâm Thiên mới rườm rà như vậy. Đầu tiên cố ý giả vờ mình bị thương, để cho Âm Minh trở mặt. Sau đó hắn cố ý để cho Âm Minh vây khốn. Kỳ thật Lục Lâm Thiên đã sớm âm thầm thúc giục thái cổ U Minh Viêm giấu ở trong không gian này. Dưới sự bao phủ của thái cổ U Minh Viêm, Âm Minh này thậm chí muốn chạy trốn cũng khó. Cuối cùng vì bị ép tới mức đường cùng cho nên Âm Minh dành phải vận dụng linh hồn bổn nguyên đoạt xá hắn. Mục tiêu cuối cùng của Lục Lâm Thiên chính là bản thể của Âm Minh. Bản thể của nàng ta chính là sát khí mênh mông và tàn hồn ngưng tụ lại mà thành. Cuối cùng ở trong thiên chủng trải qua vô số năm mà có linh trí. Cho nên chắc chắn sẽ có linh hồn bổn nguyên. Thứ này giống như hồn anh của vũ giả và linh giả vậy. Linh hồn bổn nguyên mới thực sự là Âm Minh. Nếu như Âm Minh không có linh hồn bổn nguyên thì chỉ là sát khí và tàn hồn mênh mông âm trầm mà thôi. Giống như là vũ giả và linh giả mất đi hồn anh vậy. Đến lúc đó cho dù sát khí và tàn hồn mạnh mẽ tới đâu cũng đều bị đại hồn anh thôn phệ. Cho nên lúc này Lục Lâm Thiên mới quyết định ép linh hồn bổn nguyên của Âm Minh tiến hành đoạt xá với hắn. Nếu như không phải vì vậy, muốn để cho đại hồn anh thôn phệ Âm Minh cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nếu như để cho thái cổ U Minh Viêm động thu mà nói, nhất định Âm Minh sẽ bị luyện hóa triệt để. Siêu! Linh hồn bổn nguyên của Âm Minh tiến vào trong mi tâm của Lục Lâm Thiên. Chui thẳng vào trong đầu Lục Lâm Thiên, mang theo khí tức âm trầm ngập trời, sau đó lập tức hóa thành bộ dáng của Âm Minh. Ngay lập tức Âm Minh tiến vào chỗ sâu trong linh hồn của Lục Lâm Thiên. Nhân loại, ngươi quá tự phụ, đoạt xá ngươi là ta có thể tiến vào chỗ có đại cơ duyên kia. Âm Minh cười lạnh một tiếng, thân ảnh xuất hiện chỗ sâu trong đầu Lục Lâm Thiên. Siêu! Nhưng mà cũng vào lúc này, kim đao màu vàng lan tràn ra đao mang đột nhiên có động tĩnh. Đột nhiên có tiếng xé gió phá không vang lên. Trong đầu, sát khí ngập trời xuất hiện. Đây là thứ gì? Năng lượng thật mạnh. Âm Minh hoàn toàn dừng lại, nụ cười lạnh trên môi lúc này chuyển thành kinh hãi. Trong ánh mắt của nàng, ở không gian phía trước có kim quang vạn trượng, phóng ra sát khí ngập trời. Cỗ sát khí này so với sát khí trên người nàng quả thực là sư phụ. Trong kim quang vạn tượng kia có khí tức đè nặng khiến cho nàng không có cách nào phản kháng. Trước mặt khí tức này, nàng cảm giác mình giống như con sâu cái kiến. Siêu! Trong lúc Âm Minh kinh hãi, nàng muốn chạy trốn thế nhưng trong này có năng lượng vô hình giam cầm nàng vào bên trong, khiến cho nàng không có cách nào động đậy. Lực lượng ngập trời bao phủ nàng, bên trong có một đạo đao mang màu vàng dùng xu thế như sấm sét ầm ầm đánh xuống.
Bên trong khí tức này có một sự hủy diệt. Nhân loại âm hiểm, ngươi cố ý để cho ta đoạt xá ngươi. Đến thời điểm này âm minh rốt cuộc cũng phát hiện ra, nàng đơn giản tiến vào không gian trong đầu của nhân loại này như vậy là do nhân loại âm hiểm này cố ý dẫn nàng vào trong. Trong đầu nhân loại này có trọng bảo này đủ để áp chế nàng. Siêu. Chỉ tiếc là lúc này âm minh có hối hận cũng đã không kịp. Đao mang chói mắt trên không trung đã mang theo xu thế hủy diệt bổ vào trên người nàng. Siêu. Đao mang đánh xuống, thân thể linh hồn bổn nguyên của âm minh dễ dàng chia năm xẻ bảy. Sau đó hóa thành mảnh vỡ linh hồn tán loạn trong đầu Lục Lâm Thiên, bị kim đao màu vàng thôn phệ. Siêu. Cùng một thời gian, âm minh bị diệt, vòng xoáy bằng linh hồn cực lớn dừng xoay tròn. Giữa không trung, hỏa diễm màu xanh ra trời co rút lại, cuối cùng hóa thành một Lục Lâm Thiên mặc áo bào xanh xuất hiện trên không trung. Thôn phệ. Trong nghi tâm của Lục Lâm Thiên, đại hồn anh lướt đi, đạp không đứng lơ lửng. Hai tay vung lên, hấp lực, cắn nuốt từ trong miệng tuôn ra. Thôn phệ linh hồn lực mênh mông và sát khí âm trầm. Đại hồn anh thôn phệ sát khí âm trầm và linh hồn lực mênh mông giống như cá voi hút nước, tạo thành một vòng xoáy trước người. Linh hồn lực mênh mông và sát khí âm trầm, cuồn cuộn không dứt, giống như hồng thủy trút xuống, bị đại hồn anh thôn phệ vào trong cơ thể. Thân thể đại hồn anh lúc này giống như một cái động không đáy cực lớn, cho dù có nhiều sát khí, linh hồn lực hơn thì cũng bị thôn phệ. Nhưng mà sát khí âm trầm và linh hồn lực mênh mông lại không phải là thứ mà trong thời gian ngắn đại hồn anh có thể thôn phệ sạch sẽ. Thực lực của âm minh so với đại hồn anh thực sự cường hãn hơn quá nhiều. Tử Yên và Kim Xà Đại Đế ngẩng đầu, nhìn thấy bản thể Lục Lâm Thiên, linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm, đại hồn anh. Ba đạo thân ảnh này khiến cho hai người nghi hoặc, khiếp sợ. Rốt cuộc trong đó xảy ra chuyện gì hai người nghĩ mãi mà không ra. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn đại hồn anh đang thôn phệ, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ. Chỉ có bản thân Lục Lâm Thiên mới rõ nhất hiện tại đại hồn anh nhận được bao nhiêu chỗ tốt. Sau khi đại hồn anh thôn phệ linh hồn lực và sát khí của âm minh, đủ để trở thành một cường giả đỉnh cấp. Các ngươi không sao chứ? Linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm tiến vào trong nghi tâm, bản thể Lục Lâm Thiên cũng lập tức đi tới bên người Kim Xà Đại Đế và Tử Yên. Lục trưởng môn, âm minh kia đâu? Tử Yên nhìn Lục Lâm Thiên, tình huống cụ thể tuy rằng nàng nhìn thấy, thế nhưng cũng không quá rõ. Nàng chỉ biết linh hồn bổn nguyên của âm minh đã tiến vào trong đầu Lục Lâm Thiên. Âm minh đã bị giải quyết, chúng ta không có việc gì. Lục Lâm Thiên nói xong khẽ phất tay một cái, lưu quang màu tím lóe lên. Lão giả thất tuần bị đứt một cánh tay của Thác Bạt hoàng tộc rơi xuống mặt đất. Lúc này lão giả thất tuần này vô cùng chật vật, ủ rũ giống như gà trống thua trận. Không còn là hoàng tộc cuồng ngạo, coi rẻ chúng sinh nữa. Lục trưởng môn, người này là thái thượng trưởng lão Thác Bạt Lam của Thác Bạt hoàng tộc. Dù sao cũng là người hoàng tộc, người định xử trí như thế nào? Tử Yên nhìn lão giả thất tuần này, lại nhìn qua Lục Lâm Thiên hỏi ý kiến. Ta cũng là người hoàng tộc. Lục Lâm Thiên nhìn Tử Yên nói, lập tức phung tay, bàn tay hóa thành chảo, trưởng ấn mang theo không gian vặn vẹo đặt lê y đỉ y hát đầu Thác Bạt Lam. Lục Lâm Thiên, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ngươi không thể giết ta. Ngươi thân là hoàng tộc, nếu như ngươi giết ta sẽ làm ảnh hưởng tới cả kế hoạch lớn. Thác Bạt Lam hét lớn với Lục Lâm Thiên, trong mắt có oán hận, thế nhưng không còn tiếp tục cuồng vọng nữa. Hiện tại biết xin ta rồi sao? Chỉ tiếc kế hoạch của các ngươi liên quan gì tới ta? Ngươi năm lần bảy lượt muốn trêu ta, nhất định ngươi sẽ chết. Dứt lời. Hấp lực từ trong lòng bàn tay Lục Lâm Thiên tràn ra. Hấp lực cực lớn trong cơ thể Lục Lâm Thiên tuôn ra. Chân khí trong cơ thể mạnh mẽ bị Lục Lâm Thiên thôn phệ. A hát! Cơ bắp trên khuôn mặt già nua của Thác Bạt Lam run rẩy, mặt mũi dữ tợn, cũng không có bao lâu lập tức kêu lên thảm thiết. Tiếng kêu thảm khiến cho thân thể Tử Yên và Kim Xà Đại Đế run lên. Có thể khiến cho một vũ đế tam trọng đỉnh phong kêu thảm thiết như vậy đủ để thấy được hắn đang phải thừa nhận thống khổ, thừa nhận tra tấn ra sao. Mấy thời thần sau, Thác Bạt Lam dưới tay Lục Lâm Thiên trở thành thây khô. Thi thể hắn lập tức hóa thành cho tàn dưới linh hỏa của Lục Lâm Thiên. Phù! Cũng vào lúc này, trong không gian bị cấm chế này đột nhiên gió nổi mây phun. Năng lượng thiên địa mênh mông đột nhiên hội tụ tới. Năng lượng thiên địa bàng bạc bắt đầu quay chung quanh Lục Lâm Thiên. Đây là Tử Yên và Kim Xà Đại Đế kinh hãi,
Ngay khi hai người đang nghi hoặc, hai mắt Lục Lâm Thiên đã nhắm chặt. Trên khuôn mặt có khí tức mênh mông kéo lên, quanh thân có kim quang đem thân thể hắn bao phủ lại. Hai tay mở rộng, tùy ý để cho năng lượng thiên địa rót vào trong cơ thể. Đột phá, hắn lại đang đột phá. Trưởng môn sắp đột phá a. Tử Yên và Kim Xà Đại Đế há hốc mồm, đặc biệt là Tử Yên, nàng có cảm giác mình đã không có cách nào thừa nhận những chuyện khủng bố như vậy nữa. Lục Lâm Thiên vừa mới đột phá bao lâu, hiện tại lại muốn đột phá nữa rồi. Đây quả thực không muốn để cho người khác sống a. Loại tốc độ đột phá như vậy coi như dùng hai chữ nghịch thiên cũng không có cách nào hình dung. Nhìn cảnh này, sau khi kinh ngạc rung động, trong đôi mắt như bảo thạch của Tử Yên tràn ngập vẻ bất đắc dĩ, miệng thở dài. Nàng có cảm giác, sau này mình sẽ không khiếp sợ vì bất luận thứ gì khác nữa. Bởi vì chuyện kinh khủng nhất, khiến cho người ta khiếp sợ nhất nàng đã tận mắt nhìn thấy không ít. Gió nổi mây phun, năng lượng mênh mông hội tụ, không trung lung lay giống như sắp đổ. Tựa như sơn băng địa liệt. Ầm ầm. Không gian bị cấm chế này rốt cuộc cũng không có cách nào thừa nhận khí tức mênh mông chấn động. Sau khi có vô số khe nứt lan tràn, không gian to lớn lập tức ầm ầm nghiền nát. Cả không gian bị cấm chế sụp đổ. Oanh! Trên không trung, một đạo năng lượng thiên địa bàng bạc tiến vào trong cơ thể Lục Lâm Thiên. Khí tức Lục Lâm Thiên kéo lên, dễ dàng phá vỡ bình chướng vô hình, từ Vũ Đế Tam Trọng đỉnh phong đặt chân lên Vũ Đế Tứ Trọng. Đột phá Vũ Đế Tứ Trọng, uy thế đột phá tại sao lại mạnh như thế? Tử Yên nhìn lên không trung, nàng cũng chỉ có thể lắc đầu. Chuyện này không làm cho nàng cảm thấy kỳ quái gì nữa. Siêu siêu. Động tĩnh kinh người này khiến cho không ít người ở gần đó chú ý. Lập tức từ trên không trung xa xa vang lên tiếng xé gió không ngừng, liên tục có những thân ảnh tiến đến. Tổng cộng có 5 đạo thân ảnh, không ngờ lại là đám người Thánh Thủ Linh Đế, Nam Thúc, Thánh Linh Lão Tổ, còn có 2 người là thần nữ Thái Công Tĩnh Nhiễm của Thái Công Hoàng Tộc và Tử Hiên Lão Tổ của Cửu Vĩ Thiên Hồ Nhất Tộc. 5 người đáp xuống, ánh mắt lập tức bị Lục Lâm Thiên trên không trung hấp dẫn. Vũ Đế Tứ Trọng. Cảm nhận khí tức trên người Lục Lâm Thiên, khi 5 người vừa mới đáp xuống đất, ánh mắt ngây ngốc. Mà lúc này Đại Hồn Anh đã thôn phệ linh hồn lực minh mông và sát khí âm trầm của âm minh vào trong cơ thể. Linh hồn thể và sát khí không có linh hồn bổn nguyên đối với Đại Hồn Anh mà nói cho dù có mạnh mẽ thế nào đi nữa cũng chỉ là thuốc bổ mà thôi. Không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Siêu. Khi động tĩnh kinh người trên không trung dần dần yên tĩnh lại thì hai con mắt nhắm chặt của Lục Lâm Thiên mở ra, tinh quang giống như thực chất lóe sáng, đánh văng gợn sóng trong không gian. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lục Lâm Thiên không để ý tới mọi người mà gọi ra thiên trụ giới, để cho Đại Hồn Anh tiến vào thiên trụ giới. Trong đám mọi người có mặt ở đây cũng chỉ có Thái Công Tĩnh Nhiễm là chưa từng nhìn thấy thiên trụ giới. Còn chưa kịp nhìn kỹ thì Đại Hồn Anh đã tiến vào trong thiên trụ giới. Thiên trụ giới một lần nữa được Lục Lâm Thiên thu vào trong tay. Tuy rằng Đại Hồn Anh thôn phệ linh hồn lực minh mông và sát khí âm trầm của âm minh lưu lại. Thế nhưng số linh lực và sát khí quả thực quá mức khổng lồ. Cho nên Đại Hồn Anh muốn dung hợp hoàn toàn cũng mất một khoảng thời gian khá khá. Mà trong quá trình thôn phệ, Lục Lâm Thiên còn kinh ngạc phát hiện ra. Vốn hắn tưởng rằng sau khi linh hồn bổn nguyên của âm minh bị kim đao màu vàng diệt sát, chỗ tốt mà Đại Hồn Anh nhận được từ âm minh sẽ giảm đi nhiều. Thế nhưng trong lúc thôn phệ, Lục Lâm Thiên mới biết được tuy rằng linh hồn bổn nguyên của âm minh bị diệt, thế nhưng lúc trước âm minh thôn phệ âm đàm còn chưa kịp luyện hóa hết. Linh hồn bổn nguyên của hắn bị trọng thương. Đến lúc này đương nhiên linh hồn bổn nguyên của âm đàm cũng bị Đại Hồn Anh đoạt được. Cho nên lúc này Đại Hồn Anh muốn dung hợp hoàn toàn thì phải luyện hóa linh hồn bổn nguyên của âm đàm. Mà sau khi luyện hóa linh hồn bổn nguyên của âm đàm là có thể dung hợp tất cả linh hồn lực minh mông của âm đàm lúc trước. Tăng thêm thôn phệ âm minh, Lục Lâm Thiên phán đoán, một khi dung hợp hoàn tất. Thực lực của Đại Hồn Anh có thể vượt qua âm minh và âm đàm khi trước. Về phần cuối cùng có thể tới mức nào, vậy thì phải triệt để luyện hóa linh hồn bổn nguyên của âm đàm mới biết được. Linh hồn bổn nguyên của âm đàm đã bị âm minh luyện hóa gần hết, cho nên lúc này Đại Hồn Anh muốn luyện hóa cũng không cần thời gian quá dài. Thế nhưng vì không có thời gian cho nên Lục Lâm Thiên lựa chọn để cho Đại Hồn Anh vào trong thiên trụ giới. Có thiên trụ giới, thời gian không thành vấn đề. Nghĩa phụ, sư mẫu, sư phụ, Tử Hiên sư bá. Thu hồi thiên trụ giới. Thân ảnh Lục Lâm Thiên lập tức đi tới trước mặt 5 người rồi hành lễ.
Đối với Thái Công Tĩnh Nhiễm thì hắn chỉ gật đầu chào hỏi một cái. Tiểu tử nhà con không ngờ lại đột phá, chẳng lẽ thu được đại cơ duyên gì sao? Thánh Thủ Linh Đế nhìn qua Lục Lâm Thiên, trong mắt vô cùng vui vẻ. Vừa rồi con mới giết Thác Bạt Lam của Thác Bạt Hoàng tộc. Khóe miệng Lục Lâm Thiên nhếch lên nở nụ cười nhạt một tiếng, hắn cũng không có ý định giấu giếm. A hát! Nghe vậy đám người Thánh Thủ Linh Đế, Nam Thúc, Thánh Linh Lão Tổ cùng Tử Hiên Lão Tổ sững sờ. Đối với bốn người mà nói, giết một cường giả Thác Bạt Hoàng tộc bọn họ đã biết rõ tại sao Lục Lâm Thiên vừa rồi lại đột phá. Mà giết một cường giả Hoàng tộc dường như cũng không phải là một việc nhỏ. Ánh mắt Thái Công Tĩnh Nhiễm khẽ đổi, ánh mắt nhìn qua Lục Lâm Thiên thế nhưng lại không nói thêm gì. Là người Thác Bạt Hoàng tộc 5 lần 7 lượt muốn đối phó với con. Bọn họ động thủ trước vậy thì con cũng không cần khách khí. Trong mắt Lục Lâm Thiên có một đạo hàn mang bắn ra. Sau khi giao thủ với Hậu Điền Lão Tổ kia, thực lực của Hậu Điền Lão Tổ tuyệt đối mạnh mẽ hơn hắn. Lúc trước giao thủ tuy rằng hắn không bị trọng thương, thế nhưng trong cơ thể cũng không khá gì. Nếu như không phải dựa vào bất diệt huyền thể và bất tử thần thể hộ thân, hậu quả không cần phải nói. Cho nên Lục Lâm Thiên hiểu rõ, trên phương diện thực lực hắn còn chưa có cách nào bằng được Hậu Điền Lão Tổ kia. Lúc đó hắn chỉ dựa vào lực phòng ngự mà thôi, mà bây giờ hắn một lần nữa đột phá lên Vũ Đế Tứ Trọng. Chuyện này cũng khiến cho Lục Lâm Thiên tin tưởng nhiều hơn. Dùng tu vi của hắn hiện tại, muốn chính diện chống lại Hậu Điền Lão Tổ kia có lẽ không thành vấn đề. Lúc trước chịu một chưởng của Hậu Điền Lão Tổ là Lục Lâm Thiên cố ý chịu, một phần có thể thăm dò thực lực chân chính của Hậu Điền Lão Tổ kia. Một phần là thừa cơ để cho âm minh bại lộ, mắc câu hắn. Lúc trước hắn thúc giục thời không lao ngục thuộc tính kim, trên thực tế đã rơi vào thế hạ phong. Bất quá khi đó Lục Lâm Thiên cũng không sử dụng toàn bộ thủ đoạn. Ít nhất linh hồn phân thân Thái Cổ U Minh Viêm còn chưa được sử dụng. Bằng vào thực lực khôi phục của Thái Cổ U Minh Viêm hiện tại, Lục Lâm Thiên phỏng đoán, ít nhất có thể đối phó với Hậu Điền Lão Tổ kia cũng không thành vấn đề. Thác Bạt Hoàng tộc thì thế nào? Giết thì giết, cũng là cho bọn chúng một chút giáo huấn. Bằng không bọn chúng lại cho rằng là Hoàng tộc ưu việt. Thánh Thủ Linh Đế trầm giọng nói. Thái Công Tĩnh Nhiễm nghe vậy, trên khuôn mặt tinh xảo hiện lên nụ cười khổ. Mọi người nói chuyện phiếm một chút, Lục Lâm Thiên biết được đám người nghĩa phụ Nam Thúc cùng sư phụ Thánh Thủ Linh Đế trên đường đi gặp không ít hiểm cảnh mới tới được đây. Đối với chuyện đại cơ duyên trong lời âm minh bởi vì có Thái Công Tĩnh Nhiễm cho nên Lục Lâm Thiên cũng không tiện nói ra. Còn chưa nhìn thấy đám người Vô Song, Tâm Đồng, Tiểu Long, trong lòng Lục Lâm Thiên vẫn còn lo lắng. Thế nhưng cũng không có cách nào, đành phải tiếp tục xuất phát. Thân thể đế giả của Chu Tước Hoàng tộc trên mặt đất kia Lục Lâm Thiên không có ý định động tay động chân cho nên mọi người cũng không có ý định thu lấy. Dù sao lúc này thu cũng không có bao nhiêu tác dụng. Hai ngày sau, trên đường đi Lục Lâm Thiên lần nữa gặp không ít người quen. Chính là Linh Hạo Đại Đế của Linh Thiên Môn, còn có Vân Thủy Đế Tiên của Vân Dương Tông. Dùng quan hệ của hai người với Lục Lâm Thiên, đương nhiên mọi người nhanh chóng tụ họp rồi đi cùng nhau. Ầm ầm. Trên không trung sơn mạch vẫn tràn ngập sương mù màu trắng. Sương trắng quỷ dị này có thể ngăn cản tâm thần dò xét. Âm thanh trầm thấp bạo yệt truyền ra, hẳn có cường giả đang giao thủ. Đi xem một chút. Lục Lâm Thiên nói, quang mang màu trắng dưới chân lóe lên, lập tức biến mất tại chỗ. Ánh mắt mọi người lóe lên, lập tức theo đuôi Lục Lâm Thiên. Khi thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện lần nữa đã tới một chỗ cát khô. Khắp nơi đều là cát đá màu xám. Một con sông cạn uốn lượn chảy qua sơn mạch, có lẽ con sông này mấy năm trước còn có nước chảy qua, chỉ là hiện tại chỉ còn trơ lòng sông mà thôi. Phanh! Cát đá bắn tứ tung, từng đạo âm thanh trầm thấp bạo liệt vang vọng. Lúc này trong cát đá bao la phía trước có một đạo thân ảnh xinh đẹp đang kịch chiến với mấy đạo thân ảnh khác. Từng đạo công kích được đánh ra, cát đá bắn tứ tung. Từng đạo thân ảnh cực lớn kia đều do vô số đá vụn ngưng tụ mà thành. Lớn nhỏ chừng trăm thước. Dập dạm chằng chịt, mỗi một cự nhân bằng đá đều có thực lực đế giả nhất trọng đang vây công một đạo thân ảnh xinh đẹp ở bên trong khiến cho nàng ta không có cách nào thoát thân. Thân ảnh xinh đẹp kia lúc này chật vật không thôi, trên người dường như còn có thương thế. Đông Cung Huyên. Khi ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn chăm chú vào đạo thân ảnh này, ánh mắt hắn lập tức biến đổi. Người này chính là nữ tử đeo khăn che mặt màu hồng của Thiên Vân đảo Đông Cung Huyên. Đồn rằng có quan hệ không phải là nông cạn với nghĩa phụ Nam Thúc.
cẩn thận. Trong lúc Lục Lâm Thiên do dự có nên ra tay hay không thì sau lưng đã có một đạo thân ảnh đánh về phía trước. Thân ảnh này nhảy về phía trước, lưu quang lóe lên trong tay. Một đại đỉnh cực lớn xuất hiện trên không trung. Ngao ngao. Trên đại đỉnh cực lớn có bí văn quanh quẩn, khí tức mênh mông lan tràn ra. Chín tiếng rồng ngâm vang vọng, chín đầu cự long bằng lửa cực lớn lập tức phóng ra, va chạm với chín cự nhân bằng đá khổng lồ phía trước. Hỏa diễm cuồn cuộn thôn vệ chín cự nhân bằng đá. Ầm ầm. Thân thể chín cự nhân bằng đá sau khi bước lên phía trước vài bước lập tức nứt vỡ, rơi lả tả xuống phía dưới. Nàng không sao chứ? Trường bào trên người nam thúc run lên, thân ảnh cao ngất nhanh chóng đi tới bên người Đông Cung Huyên. Nhìn thấy nàng bị thương, trong mắt nam thúc tràn ngập vẻ lo lắng. Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm, chúng ta đã nói qua, từ nay về sau ta không quen biết ngươi. Ngươi cũng không biết ta. Đông Cung Huyên đeo một chiếc khăn che mặt màu hồng, không nhìn rõ vẻ mặt của nàng. Trường kiếm trong tay bay múa, một đạo kiếm quang xé rách không gian bổ vào trên người một cự nhân bằng đá. Những cực nhân bằng đá cực lớn này đều có thực lực vũ đế nhất trọng, thế nhưng Đông Cung Huyên cũng không thể nào dùng một kích chém nát chúng. Cẩn thận! Nam Thúc khẽ thở dài, bỗng nhiên nhìn thấy một cự nhân bằng đá cực lớn đang dùng nắm đấm bằng đá đánh về phía Đông Cung Huyên. Trong khoảnh khắc Nam Thúc lập tức đánh ra một đạo linh lực. Phanh! Nắm quyền bằng đá cực lớn kia lập tức bị Nam Thúc đánh nát. Lão quát vật kia và Đông Cung Huyên đều đang gặp nguy hiểm, chúng ta xuất thủ một lượt đi. Tử Hiên lão tổ nhìn thấy Nam Thúc gặp nguy hiểm, lập tức định xuất thủ tương trợ. Chân khí linh lực trên người đám người thánh thủ linh đế trong nháy mắt tuôn ra. Để cho con tới đi. Lục Lâm Thiên nhíu mày, ánh mắt chăm chú nhìn vào những cự nhân bằng đá kia. Quang mang màu trắng dưới chân lóe lên, bàn chân bước ra một bước, thân thể xuất hiện phía trước. Siêu. Trên tầng trời thấp, thân ảnh Lục Lâm Thiên đột nhiên bộc phát ra khí thế mạnh mẽ. Một đạo quang mang màu vàng bành trướng, cuối cùng giống như quang cháo bao phủ thân thể hắn. Năng lượng mạnh mẽ tạo thành cảm giác áp lực lan tràn. Lập tức khiến cho không gian cứng lại, vô số đế giả cảm nhận khí tức này lập tức cảm thấy run sợ. Phá cho ta! Trong chớp mắt ngắn ngủi, thân ảnh Lục Lâm Thiên hung hăng đạp mạnh vào mặt đất. Cả mặt đất đột nhiên run lên, giống như địa chấn vậy. Trên mặt đất bắt đầu rạn nứt tạo thành một cái khe lớn. Ken két! Vô số khe hở trên mặt đất bắt đầu dùng xu thế nhanh chóng lan tràn về phía trước, lập tức va chạm vào chân vô số cự nhân bằng đá kia. Trong nháy mắt khi khe nứt va chạm với cự nhân, trăm tiếng nổ vang không có một chút dấu hiệu nào vang vọng. Phanh phanh phanh. Âm thanh trầm thấp giống như sấm sét vang vọng không ngớt, không gian vỡ nát, sơn băng điện liệt, kình khí khuếch tán. Vô số đất cát giống như cơn lốc nhanh chóng bắn tứ tung. Ầm ầm. Cơ hồ tất cả cự nhân bằng đất đá dễ dàng sụp đổ, hóa thành đống đất đá cực lớn. Thực lực thật mạnh. Trên trăm cự nhân được ngưng tụ từ đất đá cùng lúc bị đánh tan, chuyện này khiến cho đám người Tử Hiên lão tổ, Thái Công Tĩnh Nhiễm kinh hãi. Những cự nhân do đất đá ngưng tụ này ít nhất cũng có thực lực đế giả nhất trọng A. Chỉ có Kim Xà Đại Đế và Tử Hiên không có một chút khiếp sợ nào. Đối với hai người bọn họ mà nói, chuyện khiếp sợ tới nhường nào bọn họ cũng đã gặp. Cảnh này chỉ là chút tài mọn mà thôi. Nam Thúc và Đông Cung Huyên nhìn đống đất đá cực lớn này, lúc này mới thở dài một hơi. Một lát sau mọi người tiếp tục xuất phát, Đông Cung Huyên đương nhiên đi cùng với mọi người. Nhìn bộ dáng trên đường đi của hai người Nam Thúc, Đông Cung Huyên, mọi người âm thầm để trong lòng, cũng không có nói gì. Dường như mọi người cũng biết Thiên Linh Đan Tôn khi trước và Đông Cung Huyên có một đoạn tình cảm với nhau. Lục Lâm Thiên cũng không để ý mà coi như không biết. Ngược lại còn âm thầm sáng tạo một chút cơ hội cho nghĩa phụ Nam Thúc. Đông Cung Huyên bị thương không nhẹ, nể mặt nghĩa phụ Nam Thúc và Mộ Dung Lan Lan cho nên Lục Lâm Thiên mới hào phóng cho nàng rất nhiều đan dược. Mọi người tiếp tục xuất phát, trên đường đi thậm chí còn gặp hai tán tu. Hai tán tu nhìn thấy bọn người Lục Lâm Thiên lập tức tránh đi xa. Sợ bọn người Lục Lâm Thiên ra tay với hai người bọn hắn. Mà đám người Lục Lâm Thiên cũng không để ý tới hai tán tu này. Mà chừng hai ngày sau, trong tầng thứ tư thiên trụ giới, đối với Đại Hồn Anh mà nói đã là 80 ngày trôi qua. Đại Hồn Anh triệt để luyện hóa linh hồn bổn nguyên âm đàm lưu lại, triệt để dung hợp với linh hồn lực minh mông và sát khí âm trầm của âm minh và âm đàm. Giờ phút này thực lực của Đại Hồn Anh trong thời gian ngắn ngủi đã đạt tới một tình trạng khủng bố.
Lục Lâm Thiên có thể cảm nhận được rõ ràng, sau khi triệt để dung hợp với âm minh và âm đàm, cấp độ của đại hồn anh lúc này so với âm minh lúc trước còn cường hãn hơn nhiều. Dù sao âm minh lúc trước còn chưa triệt để dung hợp với âm đàm. Thực lực của đại hồn anh hiện tại đã vượt quá dự tính của Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên đoán, tu vi hiện tại của đại hồn anh tuyệt đối trên hậu điền lão tổ của Thác Bạt hoàng tộc kia. Phải biết rằng thực lực của âm minh so sánh với hậu điền lão tổ kia chỉ có mạnh hơn chứ không yếu hơn. Đại hồn anh cường hãn tới tình trạng như thế đối với Lục Lâm Thiên mà nói chính là một chuyện mừng rỡ không thôi. Cho nên hiện tại Lục Lâm Thiên cũng không muốn bạo lộ đại hồn anh, hoàn toàn có thể coi như một con át chủ bài tới lúc cuối cùng mới dùng. Bằng vào con át chủ bài như đại hồn anh, nếu xét thực lực đám người tiến vào thiên chủng tuyệt đối có thể coi như tồn tại đỉnh tiêm. Vạn nhất đến lúc cuối cùng, vì vô tự thiên thư mà phải cướp đoạt với người khác. Một khi có động thủ thì đại hồn anh sẽ là con át chủ bài mạnh nhất của hắn. Không bạo lộ đại hồn anh, mà lúc này còn có một chuyện khiến cho Lục Lâm Thiên mừng rỡ lần nữa là sau khi đại hồn anh luyện hóa dung hợp linh hồn bổn nguyên của âm đàm, không ít trí nhớ tàn phá của âm đàm cũng bị đại hồn anh đoạt được. Bởi vì âm đàm bị âm minh luyện hóa hơn phân nửa, cho nên phần trí nhớ trong linh hồn này cũng không nhiều. Mà âm minh thì bị kim đao màu vàng thôn phệ, bổ ra một đao. Linh hồn trí nhớ của nàng ta Lục Lâm Thiên cũng không chiếm được. Lục Lâm Thiên phỏng đoán, không có âm minh tương đương với việc mất đi đại cơ duyên và không ít tin tức trong thiên chủng, đây cũng là lý do mà hắn không động vào âm minh. Thế nhưng làm người nên có tâm tư đề phòng người khác, Lục Lâm Thiên đi cùng với âm minh mà còn có mưu đồ khác là bởi vì trong đầu hắn có kim đao màu vàng. Cho nên ở cùng một chỗ với âm minh, Lục Lâm Thiên không có bất kỳ chút lo lắng nào, ít nhất hắn đã ở thế bất bại. Lúc này hắn rất muốn tìm được một chút tin tức về thiên chủng và đại cơ duyên. Nếu không lúc trước Lục Lâm Thiên cũng không dám đi cùng cường giả như âm minh kia. Về sau âm minh bị diệt, mất đi khả năng biết không ít tin tức, chuyện này khiến cho Lục Lâm Thiên đau lòng không thôi. Thế nhưng lúc này hắn đạt được không ít trí nhớ tàn phá của âm đàm, Lục Lâm Thiên bỗng nhiên mừng rỡ trong lòng. Những trí nhớ tàn phiến này có tin tức về đại cơ duyên kia. Trong đó thậm chí còn có chỗ hạ lạc của đại cơ duyên. Địa điểm nằm trong một quần sơn, về điểm này âm minh cũng không nói dối. Theo đại hồn anh biết được tin tức này, Lục Lâm Thiên cũng không có nói cùng với mọi người. Chỉ nói là nhanh chóng đi về phía trước, hy vọng nhanh chóng đi qua nơi này, tiến về phía trước xem xét một chút. Trên đường đi mọi người lần nữa gặp không ít hiểm cảnh. Mà vì đám người Lục Lâm Thiên tụ tập lại cho nên đều vượt qua được nguy hiểm. Đáng nhắc tới chính là nửa đường đi đám người Lục Lâm Thiên lần nữa gặp phải đế giả của Nhật Sát Các và Khôn Dương Đảo. Mà theo bọn họ nói, Khôn Dương Đảo và Nhật Sát Các đều có một đế giả vẫn lạc trong hiểm cảnh thiên trùng. Lục Lâm Thiên cũng chỉ có thể cảm thán, đế giả trên đại lục chính là tồn tại đỉnh phong. Thế nhưng ở trong thiên trùng này lại tùy thời có thể vẫn lạc. Mọi người tiếp tục di chuyển, ước chừng vào 3 ngày sau, rốt cuộc mọi người cũng xuất hiện ở biên giới sơn mạch này. Ngay biên giới sơn mạch, trước mặt bọn họ xuất hiện một quảng trường vô cùng lớn. Quảng trường bao la, màu xám trắng, trong lúc mơ hồ truyền ra khí tức khiến cho linh hồn người ta rung động. Khí tức này tràn ngập trong thiên địa khiến cho cả phiến không gian có cảm giác vặn vẹo. Trên quảng trường lúc này còn có một kiến trúc khổng lồ màu xanh sừng sững đứng đó. Giống như kết nối giữa trời và đất, sững sững đứng trên quảng trường. Điều khiến cho người ta kinh ngạc nhất chính là kiến trúc khổng lồ này tựa như một mộ địa cực lớn. Khí tức cường hãn lan tràn ra, khiến cho người ta từ xa nhìn lại có cảm giác hãi hùng, khiếp vía. Khí tức thật đáng sợ. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn vào kiến trúc khổng lồ giống mộ địa, nhịn không được mà hít sâu một hơi. Trên mặt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Từ trong trí nhớ của âm đàm, Lục Lâm Thiên biết rất rõ đây chính là vị trí của đại cơ duyên kia. Khí tức này rất khủng bố. Sợ rằng hung hiểm trong này cũng không ít. Nam Thúc nhìn quảng trường nói. Lục Lâm Thiên gật đầu nói. Chư vị, quảng trường này hung hiểm vô cùng, mỗi một bước đều phải cẩn thận. Đế giả ngũ trọng lục trọng cũng có thể dễ dàng hồn phi phách tán. Tất cả không được hành động thiếu suy nghĩ mà đặt chân lên quảng trường. Đế giả ngũ trọng, lục trọng cũng bị hồn phi phách tán sao? Mọi người nghe thấy Lục Lâm Thiên nói vậy ánh mắt không nhịn được mà biến hóa. Đế giả ngũ trọng lục trọng cũng phải hồn phi phách tán, uy lực như vậy khủng bố bực nào. Đế giả ở đây đâu còn dám lộn xộn. Lâm Thiên, sao ngươi lại biết được chuyện này?
Linh Hạo Đại Đế hiếu kỳ hỏi Lục Lâm Thiên. Tiểu tử chỉ ngẫu nhiên biết được một chút, tóm lại tất cả mọi người nên cẩn thận. Lục Lâm Thiên cũng không nói quá rõ ràng. Ta có cảm giác bên trong vật giống như mộ địa kia có thứ gì đó. Và chúng ta phải xuyên qua quảng trường này mới có thể tiến vào. Tử Yên nhìn chăm chú vào kiến trúc to lớn màu xanh kia một hồi, rồi mới lên tiếng. Cứ chờ một chút đã. Lục Lâm Thiên lắc đầu, từ trong trí nhớ không trọn vẹn của âm đàm, Lục Lâm Thiên biết được quảng trường này hung hiểm vô cùng. Cho nên giờ phút này Lục Lâm Thiên cũng không muốn làm chim đầu đàn đi vào nơi này. Tất cả mọi người thân là đế giả cho nên lúc này đều cảm nhận được rõ ràng khí tức trên quảng trường này mạnh bao nhiêu. Tăng thêm Lục Lâm Thiên nhắc nhở cho nên cũng không ai dám thử trước. Mà khi đám người Lục Lâm Thiên đang nhìn vào quảng trường thì trên không trung đột nhiên xuất hiện chấn động. Lập tức có không ít thân ảnh như cầu vồng lập tức xuất hiện trên không trung. Khí tức mênh mông lập tức lan tràn. Mấy người này vừa mới xuất hiện lập tức nhìn về phía đám người Lục Lâm Thiên. Lúc này lưu quang thu liếm, mấy đạo thân ảnh vừa mới xuất hiện hiện lên rõ ràng trong mắt mọi người. Giới chủ linh vũ giới. Khi nhìn thấy rõ mấy đạo thân ảnh này, đặc biệt là người đi đầu có khí tức âm hàn khủng bố kia, ánh mắt Lục Lâm Thiên bỗng nhiên trầm xuống, chân khí trong cơ thể lặng lẽ vận chuyển. Ánh mắt quét qua, Lục Lâm Thiên cũng nhanh chóng nhìn thấy ba người quen khác. Đó chính là Huyết Kiếm Đại Đế và hai người Sinh Tử Diêm La. Mà sau lưng ba người này còn có bốn đạo thân ảnh khác. Khi tiến vào trong thiên chủng Lục Lâm Thiên cũng đã nhìn thấy bốn người này. Bốn người này là tán tu, thực lực không được tốt lắm. Hai đế giả nhất trọng, một đế giả tam trọng, còn lại một người cũng không kém, thực lực sợ rằng không dưới Huyết Kiếm Đại Đế. Ánh mắt khẽ đảo, Lục Lâm Thiên suy đoán có lẽ mấy tán tu này đi cùng một chỗ với giới chủ linh vũ giới. Sợ rằng đã gia nhập linh vũ giới, hoặc là hợp tác với linh vũ giới. Bằng vào thực lực của Lục Lâm Thiên hiện tại, cho dù Huyết Kiếm Đại Đế cùng hai người Sinh Tử Diêm La, tăng thêm bốn tán tu kia thì Lục Lâm Thiên cũng không để vào trong mắt. Người Lục Lâm Thiên coi trọng và phải cảnh giác cũng chỉ có một mình giới chủ linh vũ giới kia mà thôi. Đối với giới chủ linh vũ giới này, trừ quan hệ của hắn và Lăng Thanh Tuyền, dù thực ra, Lục Lâm Thiên đã giao thủ qua với hắn hai lần. Thế nhưng sâu trong lòng, Lục Lâm Thiên mơ hồ nhận ra giới chủ linh vũ giới này vẫn là một ẩn số. Trong số chúng cường giả người này là người mà Lục Lâm Thiên không nhìn thấu được nhất. Đám người Nam Thúc, Thánh Thủ Linh Đế cũng dùng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía giới chủ linh vũ giới. Mọi người đều biết thực lực của kẻ này mạnh mẽ ra sao. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Người của linh vũ giới cũng nhanh chóng nhìn về phía mọi người. Ánh mắt giới chủ linh vũ giới cuối cùng nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Ánh mắt âm hàn khiến cho người nào cũng cảm thấy tim mình đập nhanh. Cảm giác này khiến cho Lục Lâm Thiên có cảm giác quen thuộc mà lạ lẫm. Từ khi hắn nhìn thấy giới chủ linh vũ giới này lần đầu tiên hắn đã có cảm giác này. Ồ! Nhưng cũng vào lúc này, trên không trung lần nữa xuất hiện chấn động kịch liệt, lập tức có mấy đạo thân ảnh chậm rãi hiện lên. Đi đầu có vài nữ nhân, một người thân ảnh linh lung, váy dài bồng bềnh, khuôn mặt xinh đẹp giống như tiên tử không nhiễm khói lửa nhân gian vậy. Mấy nữ nhân này không phải đám người Bạch Linh, Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, mẫu đơn nhìn còn có thể là ai. Bên cạnh bốn nữ nhân còn có chúng cường giả Độc Cô Hoàng Tộc, Thiên Mộc Thần Thụ. Cuối cùng chính là cường giả Bắc Cung Gia Tộc, trừ Bắc Cung Kình Thương, Bắc Cung Vô Song, Thiên Mộc Thần Thụ, Bắc Cung Tinh Mộc Gia còn có một lão giả Lục Lâm Thiên đã từng gặp qua. Người này mặc một trường bào màu xanh, giống như từ lâu chưa từng giặt rũ qua, thế nhưng lại không nhiễm một hạt bụi nào. Người này có bộ dáng chừng 70 tuổi, thoạt nhìn giống như tiên phong đạo cốt, khiến cho người ta nhìn vào có cảm giác sinh cơ bừng bừng. Không giống như một ông già, mà nhìn qua người này, trong lúc vô hình lại có cảm giác giống như một đứa trẻ con. Mái tóc lão giả này màu xanh lục, miệng nở nụ cười hiền lành khiến cho người ta có cảm giác hòa ái dễ gần. Thế nhưng người có ánh mắt thì lại không khó phát hiện ra, bên trong sự hòa ái kia ẩn tàng sự hủy diệt. Giống như miệng cười, ánh mắt liếc nhìn một cái khiến cho cả không gian mất đi sinh cơ vậy. Mắt nhìn mấy người vừa mới xuất hiện, ánh mắt giới chủ linh vũ giới khẽ đổi, lập tức nhìn về phía quảng trường cực lớn trước mặt. Lâm Thiên, ba người Vô Song, Cảnh Văn, Bạch Linh đáp xuống đất, nhanh chóng đi tới bên người Lục Lâm Thiên. Khuôn mặt xinh đẹp, dịu dàng cười cười vô cùng rung động lòng người.
Tam nữ cười giống như gió xuân thổi qua không gian xám trắng này vậy. Nhìn thấy tam nữ bình yên vô sự, trong lòng Lục Lâm Thiên thầm thở dài một hơi, cũng không cố kỵ có người khác bên cạnh mà lập tức nắm lấy bàn tay trắng như ngọc của tam nữ Cảnh Văn, Vô Song, Bạch Linh, ôm từng người vào trong lòng nói. Các nàng không sao chứ? Nhìn thấy cảnh này, nhị nữ Thái Công Tĩnh Nhiễm, Tử Yên khẽ biến hóa. Không có việc gì. Tam nữ ngượng ngùng, thế nhưng lại có chút hạnh phúc. Có trưởng bối ở bên cạnh khiến cho khuôn mặt ba nàng ửng hồ, càng có vẻ động lòng người. Dường như thực lực của ngươi có đột phá một chút a. Âm thanh thanh thúy như chuông bạc của mẫu đơn vang lên, âm thanh quanh quẩn trong không gian vắng vẻ. Đôi mắt màu đỏ xinh đẹp mang theo sự kinh ngạc nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Nàng không có cách nào dò xét tu vi cụ thể của Lục Lâm Thiên, thế nhưng mẫu đơn đi theo Lục Lâm Thiên đã lâu, cho nên trong lúc vô hình nàng có thể cảm nhận được khí tức trên người Lục Lâm Thiên biến hóa. Có chút tiến bộ mà thôi. Lúc này Lục Lâm Thiên mới cùng tam nữ tách ra, tức giận trừng mắt nhìn mẫu đơn rồi khẽ gật đầu với nàng ta. Nhìn ta làm gì, các ngươi cứ tiếp tục ôm nhau là được, không liên quan tới ta nha. Mẫu đơn không phải là người bình thường, nhìn thấy Lục Lâm Thiên trừng mắt nhìn mình, đôi mắt đỏ tươi cũng tức giận nhìn về phía Lục Lâm Thiên, mặc kệ Lục Lâm Thiên. Nghe vậy mọi người chung quanh hiểu ý mỉm cười, Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ không thôi. Tam nữ thì càng thêm ngượng ngùng. Lâm Thiên, có lẽ chàng còn không biết diễn siêu lão tổ a. Để thiếp giới thiệu với chàng một chút. Gò má Bắc Cung Vô Song hồng lên, đánh vỡ bầu không khí xấu hổ này. Đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía lão giả mặc áo vải thô kia rồi nói với Lục Lâm Thiên. Lâm Thiên, đây là diễn siêu lão tổ, cũng là lão tổ có bối phận cao nhất trong Bắc Cung gia của thiếp hiện tại. Vãn bối bái kiến diễn siêu lão tổ. Lục Lâm Thiên cung kính hành lễ với lão giả mặc áo vải thô màu xanh này. Không cần đa lễ, đều là người một nhà cả. Diễn siêu lão tổ này vô cùng ôn hòa, dùng lực lượng nhu hòa nâng lấy hai tay Lục Lâm Thiên. Miệng khẽ cười nhạt một tiếng khiến cho không gian chung quanh lập tức có cảm giác sinh cơ dạt dào, chân khí, linh lực trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển. Tu vi thật mạnh. Sắc mặt Lục Lâm Thiên lén lút biến đổi, trong lòng sợ hãi than một câu. Cảm nhận thực lực người này, Lục Lâm Thiên cũng không khỏi giật mình. Trong tất cả các đại hoàng tộc đều có nội tình kinh người. Thực lực diễn siêu lão tổ của Bắc Cung hoàng tộc này khó có thể nhìn ra, thế nhưng tuyệt đối là tồn tại cực kỳ cường hãn. Dưới sự giới thiệu của Độc Cô Cảnh Văn, Lục Lâm Thiên cũng biết được lão giả trong Độc Cô hoàng tộc gọi là Độc Cô Không Kính. Trong tộc gọi hắn là Không Kính lão tổ, tu vi của người này là Linh Đế Tứ Trọng, trong Linh Đế Tứ Trọng cũng có thực lực không thấp. Mà trong Độc Cô gia tộc còn có một tồn tại mạnh hơn đám người Độc Cô Ngạo Vũ, Độc Cô Hồn Long, chỉ là hiện tại còn không rõ tung tích. Theo lời Độc Cô Cảnh Văn nói, lão giả có thực lực mạnh nhất trong Độc Cô gia gọi là Việt Không lão tổ. Cũng là người có thực lực mạnh nhất trong Độc Cô hoàng tộc hiện giờ. Việt Không lão tổ này Lục Lâm Thiên cũng có một chút ấn tượng, người nọ có tuổi tác không kém diễn siêu lão tổ của Bắc Cung hoàng tộc là bao. Hai mắt thâm thúy mênh mông, khiến cho người ta tới gần lập tức có cảm giác linh hồn rung chuyển. Mắt nhìn quảng trường cực lớn trước mắt, cho dù là ai cũng có thể cảm giác được trên quảng trường cực lớn kia có khí tức khiến cho lòng người rung động. Nhìn thấy đám người Lục Lâm Thiên không tiến lên, bọn người giới chủ linh vũ giới dường như cũng ý thức được sự nguy hiểm, cũng không có ý định tiến lên trước mà chỉ lẳng lặng chờ đợi. Trong lúc mọi người chờ đợi, mấy thời thần sau lần nữa có mấy đạo thân ảnh phóng tới. Huyền Ô lão tổ của Huyền Vũ hoàng tộc, Huyền Xá lão tổ cùng với Long Bành lão tổ của Thanh Long hoàng tộc cùng với một đế giả khác của Thiên Vân đảo. Hôm sau lại có mấy đạo thân ảnh nữa phóng tới. Theo thứ tự là Hổ Tu, Hổ Mãnh lão tổ của Bạch Hổ hoàng tộc. Còn có tộc trưởng Chu Loan và Chu Thần Hy của Chu Tước hoàng tộc. Đám người Chu Loan xuất hiện lập tức chào hỏi với những người quen biết. Ánh mắt lập tức nhìn vào giới chủ linh vũ giới. Hai bản vô tự thiên thư trên người kẻ này tuyệt đối là thứ mà tất cả mọi người đều muốn. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn vào Chu Loan. Tộc trưởng Chu Loan này có chút bất phàm, nghe nói ban đầu ở phương diện thiên phú thì đại công chúa Long Bích Hàm và hoàng tử Huyền Hạo còn có thiên phú mạnh mẽ hơn nàng. Thế mà người đột phá đế giả trước lại là Chu Loan. Đại công chúa Long Bích Hàm và hoàng tử Huyền Hạo vẫn dừng lại ở cấp độ chuẩn đế. Muốn đột phá tới đế gia so với bát giai đỉnh phong đột phá lên đế giả còn khó khăn hơn nhiều. Chúng cường giả tới khiến cho Lục Lâm Thiên có cảm giác dường như ban đầu tất cả cường giả phân tán ra, sau đó lại bất chi bất giác đi tới chỗ này.
giống như trong lúc vô hình bị người ta khống chế vậy. Nhìn thấy tộc nhân tứ đại thú hoàng tộc, Lục Lâm Thiên không ngừng suy nghĩ, nghĩ tới tứ thần quyết của mình. Lúc này tứ thần quyết đã hội tụ toàn bộ, chỉ tiếc là không có cách nào dung hợp. Tứ thần quyết này Lục Lâm Thiên xác định tuyệt đối có quan hệ với tứ đại thú hoàng tộc. Nhưng mà hắn chỉ dung hợp được 3 quyết trong 4 quyết. Tứ thần quyết căn bản không có cách nào dung hợp, thậm chí là Thanh Long quyết muốn dung hợp với quyết nào trong 3 quyết còn lại đều được. Chỉ khi 4 quyết đồng thời dung hợp thì lại không có cách nào thành công. Trải qua vô số lần thí nghiệm, cuối cùng Lục Lâm Thiên phát hiện ra, cũng chỉ có thể dung hợp 3 quyết. Giờ phút này nhìn thấy tộc nhân tứ đại thú hoàng tộc, trong đầu Lục Lâm Thiên bỗng nhiên có linh quang lóe lên, giống như đốn ngộ vậy. Bạch Linh, Vô Song, Cảnh Văn, giúp ta hộ pháp. Lục Lâm Thiên nói với tam nữ xong phất tay một cái, xuất ra khôi lỗi đế giả mà hắn thu được từ trong tay thần kim các khi trước. Lại bố trí một đạo cấm chế trong suốt quanh người, sau đó hắn mới khoanh chân ngồi xuống. Hai mắt nhắm chặt, bắt đầu tiến vào trong lĩnh ngộ. Trong giây lát tiến vào trong trạng thái lĩnh ngộ. Lại có tâm tư lĩnh ngộ sao? Từng ánh mắt nhìn vào trên người Lục Lâm Thiên, lập tức im lặng. Tới thời điểm này còn lĩnh ngộ, mà nói lĩnh ngộ là lĩnh ngộ, tùy lúc tùy chỗ đều có thể lĩnh ngộ, tiểu tử này quả thực quá bía y thái. Mọi người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn qua. Ba người Bạch Linh, Vô Song, Cảnh Văn nghe vậy lập tức đứng trước người Lục Lâm Thiên, hộ pháp cho Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên tiến vào trong trạng thái lĩnh ngộ, tất cả đều vô cùng tự nhiên. Tâm thần chìm đắm trong lĩnh ngộ, giống như phát hiện ra đại đạo mênh mông vậy. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt lại trôi qua 5 ngày. Trong 5 ngày này không ít cường giả tiếp tục kéo đến. Huyền cảnh của Huyền Vũ Hoàng tộc, Long Siêu Lão Tổ của Thanh Long Hoàng tộc, Long Minh Lão Tổ, Long Ngộ, Hổ Khiếu Lão Tổ của Bạch Hổ Hoàng tộc. Còn có Chu Phượng Lão Tổ, Chu Hoàng Lão Tổ của Chu Tước Hoàng tộc. Dương Đỉnh Thiên của Vân Dương Tông, cùng với Bạch Long Đại Đế, Kim Lang Đại Đế. Mặt khác còn có không ít đế giả khác cũng tới. 6 ngày sau, lại có mấy người đáp xuống. Chính là đám người Lục Tâm Đồng, Dương Quá, còn có Tiểu Long, Lam Thập Tam và một cường giả đế cấp của Thiên Địa Các. Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Dương Quá đáp xuống đất lập tức phát hiện ra Lục Lâm Thiên đang lĩnh ngộ bên dưới. Lão đại quá phô trương A, lúc này còn có thể lĩnh ngộ. Tiểu Long đi tới trước mặt Lục Lâm Thiên, nhìn thấy Lục Lâm Thiên đang lĩnh ngộ, trong đôi mắt tà mị hiện lên sự vui vẻ. Thứ nhị đệ đang lĩnh ngộ dường như có chút cổ quái A. Dương Quá nhìn Lục Lâm Thiên trong quang cháo, thi thoảng lại xuất hiện vài đường vòng cung huyền ảo khiến cho Dương Quá nhận thấy cảm giác quen thuộc. Vì bảo đảm Lục Lâm Thiên lĩnh ngộ không có ai quấy rầy, đám người Tiểu Long, Dương Quá, Lục Tâm Đồng cũng gia nhập đoàn hộ pháp. Trong lúc lĩnh ngộ nếu như bị người khác quấy rầy chính là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Theo thời gian trôi qua, dường như không có ai có ý định bước vào quảng trường. Tất cả các đại hoàng tộc dường như đang chờ cái gì đó. Trong lúc vô hình tạo thành một loại ăn ý, tất cả không nói gì. Đế giả tới sớm cũng ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Siêu! Ngày thứ 7 không gian lần nữa xuất hiện chấn động, 6 đạo lưu quang giống như cầu vồng xẹt qua không trung. Lưu quang thu liễm 6 đạo thân ảnh hiện lên. 2 người trong đó chính là người Thái Công Hoàng tộc, mà 4 người còn lại chính là Hậu Điền Lão Tổ, Thác Bạt Hướng, Thác Bạt Thanh Vũ, còn có Thác Bạt Vĩnh Luân. Lục Lâm Thiên, người cút ra đây cho ta. Thân ảnh Hậu Điền Lão Tổ xuất hiện trên không trung, nhanh chóng nhìn thấy thân ảnh Lục Lâm Thiên. Hắn còn không thèm chào hỏi những người khác mà lại nhanh chóng hét lớn. Tiếng quát giống như sấm rền vang vọng trên không trung khiến cho chúng đế giả đang nhắm mắt dưỡng thần lập tức mở hai mắt ra nhìn về phía Hậu Điền Lão Tổ trên không trung. Trong lòng chúng đế giả hoài nghi, Hậu Điền Lão Tổ này đằng đằng sát khí, dường như đã xảy ra chuyện gì đó với Lục Lâm Thiên. Lại còn chịu thiệt, bằng không dùng tu vi và tâm cảnh của Hậu Điền Lão Tổ, tuyệt đối sẽ không nổi giận, thất thố như vậy. Lớn tiếng gọi lão đại ta như vậy làm cái gì? Lão đại ta giẫm phải đuôi của ngươi sao? Nghe thấy Hậu Điền Lão Tổ lớn tiếng hét lớn, đôi mắt đen nhánh của Tiểu Long dưới mái tóc xoăn màu vàng âm trầm. Tiểu Long khẽ phất tay một cái, thân hình đạp không đi lên, ánh mắt nhìn thẳng về phía Hậu Điền Lão Tổ. Tiểu tử, việc này không có liên quan tới Thanh Long Hoàng tộc ngươi. Tốt nhất ngươi nên lui lại thì hơn. Bị Tiểu Long quát lớn như vậy, ánh mắt Hậu Điền Lão Tổ âm trầm. Thế nhưng có thân phận của Tiểu Long ở đó, sau lưng lại có Thanh Long Hoàng tộc và Huyền Vũ Hoàng tộc,
tính cả tứ đại thú hoàng tộc, đây chính là thứ khiến cho hắn kiêng kỵ. Lùi con bà ngươi, ngươi hô to gọi nhỏ với lão đại ta còn bảo ta lui. Ngươi phải lui chính là ngươi đó. Trường bào màu vàng trên người tiểu long run lên, hung hăng càn quấy vô cùng. Cho dù lúc này đối mặt với hậu điền lão tổ nó cũng không đặt ở trong lòng. Hỗn trướng! Hậu điền lão tổ giận dữ, ánh mắt gần như muốn phun hỏa. Quay đầu nhìn mấy cường giả của Thanh Long Hoàng tộc, trầm giọng nói. Đây chẳng lẽ là ý tứ của Thanh Long Hoàng tộc các ngươi? Ân oán của ta và Lục Lâm Thiên là ân oán cá nhân, các ngươi muốn nhúng tay vào hay sao? Hậu điền, Lục Lâm Thiên có quan hệ sâu với Thanh Long Hoàng tộc ta. Ta sẽ không quản ân oán của các ngươi. Thế nhưng nơi này là thiên chủng, ngươi nên buông tay thì hơn. Trong Thanh Long Hoàng tộc, Long Bành lão tổ nhíu mày, nhìn hậu điền lão tổ nói. Ý tứ rất rõ ràng là đứng về phía Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên cùng với Huyền Vũ Hoàng tộc ta cũng có quan hệ không phải là nông cạn. Nếu ai dám động tới hắn thì đừng trách Huyền Vũ Hoàng tộc ta nhúng tay vào. Trong Huyền Vũ Hoàng tộc, gia gia huyền cảnh của Tiểu Long lên tiếng nói lập trường của mình. Hậu điền, nơi này là thiên chủng, tất cả mọi người đều là hoàng tộc, có ân oán gì, có cơ hội ra ngoài hãy giải quyết. Trong Bắc Cung Hoàng tộc, lão tổ Bắc Cung Ân Triều khẽ phất tay, khí tức sinh cơ bừng bừng tràn ngập. Dường như cố ý, vô tình cảnh cáo hậu điền lão tổ. Lục Lâm Thiên cũng là nửa người Độc Cô Hoàng tộc ta. Trong Độc Cô Hoàng tộc, trường bào trên người Việt Không lão tổ không gió mà bay. Biểu hiện dáng già nua, có một chút cảm giác tiên phong đạo cốt. Bộ dáng phong khinh vân đạm, mà dưới khí tức bình thản này, cho dù là ai cũng có thể cảm nhận được khí tức sắc bén. Ha ha! Nhìn Thanh Long Hoàng tộc, Huyền Vũ Hoàng tộc, Độc Cô Hoàng tộc và Bắc Cung Hoàng tộc đứng ra. Hậu điền lão tổ cười ha hả, nụ cười quanh quẩn trên không trung. Ta đã sớm biết các ngươi sẽ bảo vệ Lục Lâm Thiên này. Ra ngoài giải quyết, các ngươi có biết Lục Lâm Thiên này làm gì không? Hắn giết Thác Bạt Lam của Thác Bạt Hoàng tộc ta. Thù này mà các ngươi cũng muốn nhúng tay vào sao? Hậu điền lão tổ đột nhiên ngừng cười, trong âm thanh tràn ngập giận dữ và sát khí ngập trời. Âm thanh cuồn cuộn vang vọng trong không trung. Trên người Thác Bạt Lam có một ít thủ đoạn của Thác Bạt Hoàng tộc. Bất luận là cường giả trực hệ nào của Thác Bạt Hoàng tộc ngã xuống thì những cường giả khác trong Thác Bạt Hoàng tộc sẽ biết. Cho nên khi Thác Bạt Lam vừa chết, hậu điền lão tổ và đám người Thác Bạt Hướng đều nhận được tin tức. Dọc đường đi, đám người hậu điền lão tổ đều điên cuồng tìm kiếm Lục Lâm Thiên này. Bây giờ nhìn thấy Lục Lâm Thiên ngay trước mắt bọn họ làm sao có thể nhịn được. Nghe thấy hậu điền lão tổ nói vậy. Người của các đại hoàng tộc vốn còn muốn nói hậu điền lão tổ tại sao lại muốn ra tay với một vãn bối. Trong lòng mọi người đều nghĩ, Thác Bạt Hoàng tộc vẫn luôn làm khó Lục Lâm Thiên, về sau lại bị Lục Lâm Thiên chà đạp cho nên mới sinh ra hận ý. Thế nhưng nơi này là thiên chủng, mọi người đã nói qua phải đoàn kết, hậu điền lão tổ làm vậy là không lấy đại cục làm trọng. Nhưng mà lúc này nghe thấy Lục Lâm Thiên giết Thác Bạt Lam, không có người nào sẽ hoài nghi lời nói của hậu điền lão tổ. Dù sao bằng vào thân phận của hậu điền lão tổ, cũng không đổ oan cho Lục Lâm Thiên. Thân là hoàng tộc, bao nhiêu năm qua có ai dám giết người hoàng tộc cơ chứ? Người hoàng tộc chỉ có tự mình tới đại nạn mà vẫn lạc, chưa từng có ai bị người khác đánh chết. Nếu như ai đánh chết người hoàng tộc thì bất luận một hoàng tộc nào, kể cả tứ đại thú hoàng tộc cũng phải đuổi hung thủ tới chân trời góc bể, đồng thời còn diệt sát cả nhà hắn. Đây chính là tôn nghiêm và ngạo khí của hoàng tộc. Cho nên lúc này nghe thấy Lục Lâm Thiên giết Thác Bạt Lam, sắc mặt đám người Long Bành lão tổ, Việt Không lão tổ, Ân Triều lão tổ biến hóa. Đây tuyệt đối không phải là chuyện bình thường, khó trách hậu điền lão tổ này lại nổi giận như vậy. Hậu điền, Lục Lâm Thiên giết Thác Bạt Lam, ngươi có chắc chắn hay không? Lão tổ Độc Cô Việt Không do dự một chút, ánh mắt mênh mông biến ảo, hỏi hậu điền lão tổ. Độc Cô Việt Không, ngươi cho rằng ta sẽ đổ oan cho hắn sao? Hậu điền lão tổ lạnh nhạt nói, hắn tận mắt nhìn thấy Thác Bạt Lam bị Lục Lâm Thiên bắt, về sau Thác Bạt Lam vẫn lạc không phải Lục Lâm Thiên ra tay thì còn có thể là ai. Trừ Lục Lâm Thiên này ra, làm gì còn ai dám giết người Thác Bạt Hoàng tộc hắn nữa. Hậu điền, việc này không chừng còn có ẩn tình, đợi sau này rồi xử lý, lấy đại cục làm trọng. Lão tổ Bắc Cung Ân Triều lần nữa nói với hậu điền lão tổ. Vẻ mặt và ánh mắt hòa hoãn hơn nhiều. Dù sao hắn biết rõ tính nghiêm trọng của việc này, giết người Thác Bạt Hoàng tộc cũng không phải việc nhỏ.
Thác Bạt hậu điền này cũng không nói dối. Khặc khặc. Hậu điền lão tổ nhìn mọi người rồi nở nụ cười âm lệ, ánh mắt tràn ngập hàn ý, trầm giọng nói. Ta biết các ngươi có không ít quan hệ với Lục Lâm Thiên này. Lại cấu kết với nhau làm việc xấu. Thế nhưng ta nói cho các ngươi biết, hôm nay là việc tư của ta và Lục Lâm Thiên, là việc tư của Thác Bạt hoàng tộc và Lục gia. Thác Bạt hoàng tộc muốn động vào Lục gia, đều là hoàng tộc cũng không phải bắt nạt hắn. Thù của Thác Bạt hoàng tộc ta nhất định phải báo. Các ngươi nếu ai dám nhúng tay vào thì đừng trách ta không để ý tới đại cục. Thác Bạt hoàng tộc ta rời khỏi, cho các ngươi tiếp tục a. Đến lúc đó cùng chết là tốt nhất, huống chi Thác Bạt Lam đã chết, đã tạo thành không ít ảnh hưởng tới kế hoạch. Hậu Điền, người quá lỗ mãng. Nghe vậy tất cả mọi người đều nhìn qua Hậu Điền, cường giả trong các đại hoàng tộc biến sắc, lời nói của Hậu Điền lão tổ bọn họ rõ ràng nhất. Nếu như Thác Bạt hoàng tộc không tham dự, vậy thì tất cả sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Giờ phút này chúng cường giả hoàng tộc nhìn nhau, quả thực trong lòng có chút cố kỵ. Nếu như Thác Bạt hoàng tộc rời khỏi sẽ làm liên lụy tới tất cả mọi người a. Hừ, tóm lại ngày hôm nay ta nhất định phải lấy lại công đạo. Ai dám nhúng tay vào thì đừng trách ta không khách khí. Cùng chết là tốt nhất. Nhìn thấy uy hiếp có tác dụng, ánh mắt Hậu Điền lão tổ càng âm trầm, hàn ý trong mắt đại thịnh. Còn bà ngươi, không phải chỉ giết một người của Thác Bạt gia tộc các ngươi hay sao? Bớt lại nhảy đi, ngươi dám động vào lão đại ta thử xem, ta là người thứ nhất sẽ không khách khí với ngươi. Tiểu Long cũng không có khách khí, chết một người của Thác Bạt hoàng tộc Tiểu Long cũng không đặt vào trong mắt. Tóm lại hắn không để cho bất luận kẻ nào động vào lão đại của mình. Ai dám động tới thử xem? Trước người Lục Tâm Đồng có khói độc tràn ra, trường bào màu vàng trên người Dương Quá tung bay. Chân khí, linh lực, yêu nguyên của tam nữ Bạch Linh, Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn tràn ra. Tăng thêm mẫu đơn, Nam Thúc, Tử Hiên Lão Tổ, Thánh Thủ Linh Đế, Hàn Băng Đại Đế, Kim Lang Đại Đế, Bạch Long Đại Đế, Thánh Linh Lão Tổ, Kim Xà Đại Đế đều thủ hộ bên người Lục Lâm Thiên. Muốn động vào Lục Lâm Thiên thì đừng trách ta không khách khí. Một giọng nói dịu dàng vang lên, Bạch Côi Lão Tổ của Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc xuất hiện. Dáng người tuyệt mỹ rung động lòng người, vũ mị tới cực điểm. Khí tức mênh mông trong mắt khiến cho nhân tâm rung động. Khí tức trên người nàng đã đạt tới cửu giai trung kỳ, sợ rằng đã gần tới hậu kỳ. Thực lực như vậy bên trong tất cả đế giả có mặt lúc này sợ rằng cũng ở trong top 10. Hôm nay ta muốn động, ta xem ai có thể ngăn cản được ta. Hậu Điền lão tổ hét lớn một tiếng, chân khí đột nhiên run lên, chân khí phô thiên cái địa cùng với thổ hoàng khí cuồng bạo tuôn ra. Đám người Thác Bạt Hướng, Thác Bạt Vĩnh Luân, Thác Bạt Thanh Vũ lập tức được quang mang màu vàng đất bao phủ thân thể. Khí tức ngập trời phóng ra, bầu không khí bắt đầu căng cứng. Ầm ầm. Nhưng mà lúc này đột nhiên không gian run lên, trong không gian lập tức gió nổi mây phun. Cả không gian trong nháy mắt trở nên lờ mờ. Trong thiên địa lờ mờ đột nhiên có mây đen dày đặc nhanh chóng vọt tới. Ầm ầm. Trong chốc lát ngắn ngủi, trong cả thiên địa cuồng phong rít gào. Tiếng sấm vang vọng không ngừng. Cảnh tượng đột nhiên xảy ra như vậy khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ ngưng đầu, ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía động tĩnh cực lớn trên không trung. Dị tượng thiên địa. Đây là dị tượng thiên địa. Trong thiên chủng cũng có dị tượng thiên địa. Ai lại tạo thành dị tượng thiên địa như vậy? Từng cường giả ngẩng đầu nhìn chăm chú lên không trung tràn ngập tiếng sấm minh. Tất cả mọi người sững sờ, lập tức có người phát hiện ra đây là dị tượng thiên địa. Có người khiến cho thiên địa có dị tượng. Dị tượng thiên địa. Mắt nhìn dị tượng thiên địa cùng với tiếng sấm minh trên không trung. Từng đạo ánh mắt rung động nhìn về phía trước, ánh mắt trong khoảnh khắc đại biến. Chỉ thấy trong dị tượng thiên địa, tiếng sấm minh vang vọng không ngừng là Lục Lâm Thiên. Thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên không ngừng biến ảo, mỗi một đạo thủ ấn đều mang theo cảm giác hỗn loạn giống như ảo giác khiến cho người ta nhìn vào chỉ có thể thấy được từng đạo tàn ảnh liên tiếp. Mỗi một đạo thủ ấn được kết, trên không trung lập tức vang lên tiếng sấm minh, điện mang lập lòe. Đây là vũ khí thiên cấp, tiểu tử này lại lĩnh ngộ vũ khí thiên cấp. Lúc này, hai người hiểu Lục Lâm Thiên nhất là Nam Thúc và Thánh Thủ Linh Đế nhìn nhau. Tinh mang trong mắt hai người bắn ra, trong mắt không nhìn được mà hiện lên vẻ kinh hãi, không thể tin nổi, toàn thân vì kích động mà run rẩy. Đây rõ ràng là vũ khí thiên cấp xuất thế. Lục Lâm Thiên lần nữa lĩnh ngộ ra vũ khí thiên cấp, khiến cho thiên địa có dị tượng. Vũ khí thiên cấp,
đây là vũ khí thiên cấp xuất thế. Không ít đế giả vô cùng kinh ngạc và khiếp sợ, tự nghĩ ra vũ khí thiên cấp, trên đời này có mấy người có bổn sự này cơ chứ? Huống chi Lục Lâm Thiên này đã từng tự mình lĩnh ngộ ra một bộ vũ khí thiên cấp. Còn chưa từng ai nghe nói qua có ai có thể tự mình lĩnh ngộ ra hai bộ vũ khí thiên cấp. Lục Lâm Thiên lần nữa lĩnh ngộ ra vũ khí thiên cấp. Trên không trung, không thiếu đế giả có ánh mắt bất phàm, bọn họ đều biết việc tự nghĩ ra vũ khí thiên cấp đại biểu cho cái gì. Nhìn thấy dị tượng thiên địa biến hóa trên không trung, trên mặt chúng đế giả tràn ngập vẻ ngưng trọng và khiếp sợ, sau đó là rung động. Qua bia y thái, tùy tiện là có thể lĩnh ngộ, còn có thể lĩnh ngộ vũ khí thiên cấp. Cao, người so với người tức chết a. Chúng đế giả nghẹn họng nhìn chân chối. Có đế giả cũng không cố kỵ mà nói lời thô tục. Dù sao ở đây đều là đế giả, mắt thấy ở giữa dị tượng thiên địa chính là Lục Lâm Thiên đang đánh ra từng đạo thủ ấn huyền ảo khiến cho cả không trung vang lên tiếng sấm minh, tất cả đều hâm mộ, ghen ghét không thôi. Mà lúc này đối với Thác Bạt hoàng tộc mà nói, sắc mặt vô cùng khó coi, đây không phải là điều mà Thác Bạt hoàng tộc hy vọng nhìn thấy. Kẻ này đủ để sánh với hai người Bắc Cung lão tổ và Độc Cô lão tổ năm đó. Nếu như tên này sống ở thời đó, sợ rằng danh tiếng của Bắc Cung lão tổ và Độc Cô lão tổ cũng bị hắn che khuất. Độc Cô Việt không nhìn lên không trung, khẽ than một tiếng. Từ thời viễn cổ tới nay hắn chính là người thứ nhất che khuất ánh sáng trên người tất cả hoàng tộc. Lão tổ Bắc Cung Ân Triều lạnh nhạt nói, sinh cơ trên người phóng ra, ánh mắt cảm thán. Tất cả đại hoàng tộc so sánh với Lục Lâm Thiên mà nói quả thực không đáng nhắc tới. Đứng trước mặt Lục Lâm Thiên chỉ có tự ti mặc cảm mà thôi. Đám người Bạch Linh, Vô Song, Cảnh Văn, Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Tiểu Long thì toàn thân kích động run rẩy. Lão đại thực là châu A. Ánh mắt Tiểu Long kích động tới mức hai tay nắm chặt. Trên không trung, tiếng sấm vang vọng, gió nổi mây phun. Cũng không bao lâu, ngay khi Lục Lâm Thiên thu một đạo thủ ấn cuối cùng lại, động tĩnh kinh người trên không trung đã biến mất. Siêu. Cùng lúc, hai con mắt nhắm chặt của Lục Lâm Thiên mở ra. Tinh quang trong ánh mắt thâm thúy bắn ra khiến cho da đầu người ta tê dại. Trong chốc lát Lục Lâm Thiên đứng dậy, đột nhiên bàn chân đạp mạnh mặt đất, thân thể phóng lên cao. Trường bào màu xanh tung bay, thân thể lăng không đứng lơ lửng. Một đạo quang mang màu vàng đột nhiên bao phủ quanh người hắn. Xoẹt! Trong nháy mắt này, cả không trung sau lưng Lục Lâm Thiên bỗng nhiên rung động. Trong mắt tràn ngập kim quang. Ánh mắt nhìn về phía hậu điền lão tổ trên không trung tràn ngập hàn ý, quát lạnh nói. Lão thất phu, vừa rồi ngươi nói sẽ động thủ với ta sao? Hay cho một Lục Lâm Thiên hung hăng càn quấy? Nhìn thấy Lục Lâm Thiên gọi hậu điền lão tổ là lão thất phu, không đặt hậu điền lão tổ vào trong mắt, một đám cường giả biến sắc. Thiên phú của Lục Lâm Thiên này không thể nghi ngờ rất mạnh. Thế nhưng làm người lại quá mức cuồng ngạo. Khặc khặc, tiểu tạp chủng. Ngày hôm nay bổn đế nhất định sẽ không buông tha cho ngươi. Ai cũng không cứu được ngươi. Hậu điền lão tổ nổi giận, sát khí ngập trời. Chân khí phô thiên cái địa cùng với thổ hoàng khí dùng phương thức bài sơn hải đảo đằng đằng sát khí phóng về phía Lục Lâm Thiên. Không hề nghi ngờ lúc này hậu điền lão tổ phẫn nộ tới tận cùng, phẫn nộ tới tình trạng cuồng bạo, đã gần như điên cuồng. Con mẹ nhà ngươi, lão hổ không phát huy ngươi tưởng ta là con mèo bệnh dễ bắt nạt sao? Hôm nay bổn công tử sẽ ta tay đánh lão cẩu ngươi. Nhìn thấy chân khí và thổ hoàng khí đằng đằng sát khí lao tới, Lục Lâm Thiên lạnh lùng quát một tiếng, thủ ấn nhanh chóng kết xuất. Trong nháy mắt quanh thân xuất hiện quang mang màu trắng. Tiếp đó, trong đôi mắt của Lục Lâm Thiên đột nhiên có quang mang quỷ dị đại thịnh. Cả không trung run lên, trên không trung sau lưng lần nữa vang vọng tiếng sấm minh. Không gian to lớn lần nữa ảm đạm không có ánh sáng. Uy áp linh hồn bàng bạc phủ xuống khiến cho linh hồn của tất cả mọi người có cảm giác muốn thần phục. Ầm ầm. Ngay khi hậu điền lão tổ thúc dục chấn động khổng lồ đánh tới, hàn ý trong mắt Lục Lâm Thiên cũng đạt tới tình trạng cực kỳ nồng đậm. Thiên linh hồn nhãn. Trong khoảnh khắc hai mắt Lục Lâm Thiên biến đổi, trong hai mắt có hai đạo quang trụ bàng bạc tựa như thiên thạch xẹt qua phía chân trời. Ầm ầm va chạm ở trên không trung. Siêu. Hai đạo quang trụ hội tụ, chỉ một thoáng năng lượng đáng sợ giống như gió bão khuếch tán, hóa thành một vòng quang cháo chói mắt, lại giống như một con mắt cực lớn. Chung quanh con mắt cực lớn này xuất hiện vết nứt không gian đen kịt, nhìn từ xa giống như một cái động sâu màu đen cực lớn.
Động sâu đen kịt, sâu không thấy đáy. Lực lượng ngập trời thôn vệ vạn vật nhanh chóng lan tràn ra. Không gian chung quanh bị cắn nuốt, gợn sóng không gian trong nháy mắt giống như tấm gương bị dạn nứt rồi nghiền nát. Lập tức bị cái lỗ đen cực lớn kia thôn vệ. Nhìn qua lỗ đen giống như con mắt cực lớn lan tràn trên không trung. Tất cả đế giả phía xa cảm thấy linh hồn run rẩy, kinh hãi khiếp vía. Cho dù ở phía xa nhìn vào thì linh hồn cũng có cảm giác giống như bị phá hủy. Siêu siêu. Những nơi lỗ đen này đi qua không gian bị cắn nuốt sạch sẽ. Chấn động khủng bố do hậu điền lão tổ thúc dục cũng lập tức bị cắn nuốt không còn. Lúc này Lục Lâm Thiên thúc dục thiên linh hồn nhãn là dùng năng lượng linh hồn hóa thành công kích, tạo thành một cái động sâu bằng linh hồn, thôn vệ tất cả. Thậm chí còn dùng linh hồn lực phá hủy bất luận ý thức hay là tinh thần gì đó. Hừ, lực lượng linh hồn cực lớn khuếch tán, trong lòng hậu điền lão tổ cũng rung động. Công kích linh hồn khủng bố này hắn không dám khinh thường. Miệng lạnh lùng quát một tiếng, bàn chân đạp mạnh hư không, không gian dưới chân nứt vỡ từng khúc. Lực lượng mạnh mẽ cùng đánh bay chân khí cùng với thổ hoàng khí chấn động. Ầm ầm. Năng lượng bài sơn hải đảo phá hủy không gian mang theo vết nứt không gian đen kịt hung hăng dụng vào trong lỗ đen cực lớn kia. Năng lượng bàng bạc khủng bố khuếch tán, hung hăng đỡ upsilon.ng vào nhau. Dưới va chạm như vậy, lực lượng khủng bố khiến cho trái tim người ta ngừng đập nhảy lên. Từ sâu trong linh hồn cảm thấy run rẩy. Chung quanh thiên linh hồn nhãn cũng lan tràn ra từng vòng quang mang đen kịt, tựa như sơn băng địa liệt, nhanh chóng bắt đầu rạn nứt. Phanh phanh. Hậu điền lão tổ không hổ là vũ đế lục trọng hậu kỳ, thiên linh hồn nhãn rốt cuộc bị hắn cưỡng ép phá hủy. Không gian chung quanh sụp đổ từng khúc rồi bị hủy diệt. Năng lượng khủng bố hóa thành cơn lốc khuếch tán ra chung quanh. Trảm hồn cửu liên quyết. Cùng một thời gian, năng lượng khủng bố khuếch tán, tiếng quát lạnh lẽo của Lục Lâm Thiên lần nữa vang lên. Chín đạo quang nhận bằng linh hồn phá không lao ra. Chín đạo quang nhận bằng linh hồn giống như chín đạo sấm sét mang theo uy áp linh hồn sắc bén xuất hiện trong thiên địa. Sau khi Lục Lâm Thiên nhận trảm hồn đại đế làm sư phụ trong hư không bí cảnh đã thu được linh kỹ thiên cấp. Linh kỹ này dùng linh lực ngưng tụ ra công kích linh hồn. Bên trong công kích vật chất xen lẫn công kích linh hồn, tu luyện tới trình độ nhất định còn có thể chém giết linh hồn trong đầu đối phương. Chín đạo quang nhận bằng linh hồn giống như chín đạo sấm sét dùng xu thế khủng bố nương theo uy áp linh hồn khủng bố bao phủ hậu điền lão tổ. Lại là linh kỹ thiên cấp công kích linh hồn. Dưới uy thế linh hồn như vậy, mọi người tuy rằng ở phía xa cũng cảm thấy trong lòng run run. Công kích linh hồn này quá mạnh mẽ. Ngao ngao ngao. Chín đạo quang nhận bằng linh hồn bổ tới. Sắc mặt hậu điền lão tổ đã ngày càng khó coi, hắn khẽ phất tay một cái, trong thân thể đơn bạc kia lúc này có khí thế giống như hủy thiên diệt địa phát ra. Mặt đất ở phía dưới đột nhiên run run, chín đầu thổ long phóng lên trời, tựa như vật còn sống mang theo long uy hung hăng rít gào ngăn cản chín đạo quang nhận bằng linh hồn. Siêu siêu, chín đạo quang nhận bằng linh hồn đánh xuống. Chín đầu thổ long chỉ rằng có được một lát nghiền nát rồi hóa thành năng lượng ngập trời và cho bụi bắn xuống mặt đất. Chín đạo quang nhận bằng linh hồn cũng lập tức tiêu tán. Bị chín đầu thổ long kia ngăn lại. Hậu điền không hô là cường giả vũ đế lục trọng trung kỳ. Lĩnh ngộ thuộc tính thổ vô cùng mạnh mẽ. Không ngờ có thể điều động năng lượng thiên địa mạnh mẽ như vậy. Mắt nhìn hậu điền lão tổ ra tay, không ít người biết mặt hàng lập tức khiếp sợ. Lục Lâm Thiên là linh vũ song tu. Tu vi linh giả mới là linh đế nhị trọng mà thôi. Thế nhưng công kích linh hồn lại khủng bố không thể tưởng tượng nổi. Linh hồn lực tại sao lại có thể khủng bố tới tình trạng này cơ chứ? Đối mặt với công kích linh hồn của Lục Lâm Thiên, lão tổ độc cô Việt không thân là linh giả càng có thể cảm nhận được rõ ràng. Liên tục hai đạo công kích linh hồn đánh tới ép hậu điền lão tổ về phía sau, lúc này hậu điền lão tổ có vẻ vô cùng chật vật. Hắn thật sự khó có thể tin được. Tu vi của hắn đã là vũ đế lục trọng trung kỳ gần hậu kỳ thế nhưng lại chịu thiệt trong tay Lục Lâm Thiên. Lão thất phu, dễ chịu không? Đại gia gia ngươi giờ mới bắt đầu ra tay đây. Lục Lâm Thiên đạp không đứng lơ lửng, trường bào màu xanh tung bay, bá đạo, hung hăng càn quấy vô cùng. Quanh thân có quang mang màu xanh lan tràn ra. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người đột nhiên hắn khom người xuống. Thanh linh khải giáp, hổ biến. Lục Lâm Thiên thúc dục hình thái thứ hai của thanh linh khải giáp hổ biến. Vừa mới khom người xuống thì thân thể hắn bành trướng, mở rộng. Gân cốt, cơ bắp, tứ chi, huyết mạch huyết quản đều được mở rộng.
Trong nháy mắt ngắn ngủi, dưới ánh mắt ngây ngốc của tất cả mọi người, thân thể Lục Lâm Thiên đã được một đám lân phiến màu xanh bao trùm. Điện mang màu xanh quanh quẩn, bao vây lấy thân thể của Lục Lâm Thiên. Siêu siêu. Trong chốc lát, hai tay Lục Lâm Thiên đã hóa thành hổ trảo cực lớn, toàn thân được lân phiến màu xanh giống như lưỡi đao bao phủ. Thân thể đã hóa thành một đầu cự hổ cực lớn hơn 300 thước. Cự hổ hung mãnh dị thường, quanh thân có điện mang quanh quẩn. Uy thế cường hãn khiến cho trong lòng mọi người rung động không thôi. Ông! Đồng thời trên lưng đầu cự hổ cực lớn này là huyễn ảnh thanh vũ đang chấn động, sau đó lập tức mở rộng hơn ngàn thước. Năng lượng chấn động vô cùng đáng sợ mạnh mẽ bành trướng. Tiếng sấm minh giống như tiếng sấm từ trên 9 tầng trời vang vọng. Trời ạ, đây là... Lục Lâm Thiên lập tức thi triển hổ biến khiến cho tất cả đế giả ngẩng đầu khiếp sợ, chúng cường giả kinh ngạc không thể khép được cái miệng lại, biến hóa này khiến cho chúng đế kinh hãi. Chỉ có hai người Nam Thúc và Tử Hiên lão tổ nhìn nhau, trong mắt hiện lên sự vui vẻ. Chỉ có bọn họ biết rõ đây là tác dụng của thanh linh khải giáp, hình thái thứ hai mạnh nhất phối hợp với huyễn ảnh thanh vũ dường như càng thêm cường hãn, chính thức được coi là như hổ thêm cánh. Mắt thấy biến hóa của Lục Lâm Thiên. Hậu Điền lão tổ vô cùng phiền muộn, dưới cỗ khí tức vô cùng cường hãn và quỷ dị này không ngờ hắn lại có một loại cảm giác bất an. Hậu Điền lão tổ không dám chủ quan, quanh thân được một kiện khải giáp màu vàng đất bao phủ. Kiện khải giáp này xuất hiện, toàn thân Hậu Điền lão tổ lập tức bành trướng tới hơn 100 thước. Kiện khải giáp cực lớn này giống như do đá hoa cương hợp lại mà thành khiến cho người ta nhìn vào cảm giác được thiên nhiên tạo thành, hoàn mỹ vô cùng. Khí tức cổ xưa. Năng nề cùng với uy áp lan tràn ra. Đủ để chứng minh kiện khải giáp này không chỉ là thần khí mà còn tuyệt đối không phải là thần khí bình thường. Giờ phút này Hậu Điền lão tổ đạp không đứng lơ lửng, thân thể dưới thần khí khải giáp phụ trợ đã bành trướng tới hơn 100 thước, tuyệt đối tới tình trạng khổng lồ. Khí tức ngút trời lan tràn, cường hãn vô cùng. Bàn nham thần uy giáp, Hậu Điền này không ngờ lại thúc giục ra bàn nham thần uy giáp hộ mạng của hắn. Đây chính là trọng bảo của Thác Bạt hoàng tộc a. Nhìn thấy Hậu Điền lão tổ thúc dục bàn nham thần uy giáp, chúng cường giả chung quanh biết rõ về Hậu Điền lão tổ lập tức kinh ngạc. Xem ra Hậu Điền lão tổ đã ý thức được Lục Lâm Thiên tuyệt đối không dễ trêu vào. Tiểu tạp chủng, để xem ngươi có thể làm gì ta. Bố trí bàn nham thần uy giáp, Hậu Điền lão tổ nhìn Lục Lâm Thiên lạnh lùng quát một tiếng, thế nhưng lúc này hắn đã quên hắn mới là người chủ động muốn đối phó với Lục Lâm Thiên. Không ngờ trong lúc vô hình lại coi việc Lục Lâm Thiên không làm gì được mình là điều vẻ vang vậy. Lão thất phu, ngươi cho rằng mình sẽ không có chuyện gì sao? Lục Lâm Thiên cười lạnh một tiếng, khóe miệng nhếch lên, cùng lúc bàn tay lúc nhanh lúc chậm, giống như hòa tan vào làm một thể với thiên địa, liên tiếp kết xuất thủ ấn. Thủ ấn được kết, đồng thời khí tức quanh thân Lục Lâm Thiên lập tức biến đổi. Trong hai con mắt đen láy thâm thúy đột nhiên có quang mang màu xanh quỷ dị quanh quẩn. Chân khí thuộc tính mộc phô thiên cái địa tuôn ra. Quang mang màu xanh chói mắt lan tràn, thậm chí trong lúc mơ hồ còn mang theo mộc hoàng khí của Bắc Cung gia tộc bên trong. Ồ! Bắc Cung Ân Triều, Bắc Cung Tinh Mộc và những cường giả khác lập tức kinh ngạc ồ lên. Sinh sinh bất tức! Hàn ý trong đôi mắt màu xanh quỷ dị của Lục Lâm Thiên bắn ra, đột nhiên vòng quang mang màu xanh trước người lan tràn. Lấy bản thân hắn làm trung tâm hóa thành một không gian màu xanh to lớn. Năng lượng đáng sợ nhanh chóng khuếch tán. Trong không gian bị quang mang màu xanh bao phủ, thân thể hổ biến của Lục Lâm Thiên đứng thẳng, khí tức sinh cơ trên người đột nhiên tăng lên nhiều. Thậm chí quanh thân còn có lực lượng thô phệ sinh cơ vạn vật đang giống như thiểm điện khuếch tán ra chung quanh. Sinh sinh bất tức của Bắc Cung gia tộc, Lục Lâm Thiên này tại sao lại có? Giờ phút này không ít người biết hàng lập tức kinh ngạc nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Không xong, tiểu tử này tại sao lại biết sinh sinh bất tức của Bắc Cung gia tộc. Hậu Điền lão tổ cũng kinh ngạc, tác dụng quỷ dị trong không gian sinh sinh bất tức này hắn hiểu rõ. Trong không gian này có lực lượng khiến cho chân khí trong cơ thể hắn bắt đầu tiêu hao, căn bản không có cách nào ngăn cản. Sinh cơ trên người bị cắn nuốt, cho dù hắn toàn lực ngăn cản thế nhưng cũng chỉ ngăn cản được một chút mà thôi. Khó có thể ngăn cản được tác dụng quỷ dị trong không gian này. Hiện tại Hậu Điền lão tổ cũng không biết, trong không gian sinh sinh bất tức của Lục Lâm Thiên còn có ngũ hành tương khắc, mộc khắc thổ, trong lúc vô hình còn có uy áp thiên địa. Hậu Điền lão tổ bị nhốt ở bên trong quả thực chính là bi kịch. Mà bây giờ Hậu Điền lão tổ còn chưa biết được bi kịch của hắn chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.
Lục Lâm Thiên có động tác, trong không gian sinh sinh bất tức này Lục Lâm Thiên được năng lượng cuồn cuộn không ngừng trèo trống, thi triển không gian sinh sinh bất tức này không cần tiêu hao một chút nào. Thậm chí hắn còn được năng lượng cuồn cuộn không dứt chống đỡ. Lão thất phu, để xem kiện khải giáp chó má kia có thể bảo vệ được ngươi hay không. Trong đôi mắt đen láy của Lục Lâm Thiên tràn ngập tinh mang màu xanh, hàn ý nổi lên. Trong không gian sinh sinh bất tức này địch yếu hắn mạnh, không ngừng có năng lượng cuồn cuộn không dứt chống đỡ, loại cơ hội này Lục Lâm Thiên làm sao có thể bỏ qua được. Tất cả đã nằm trong sự tính toán từ trước của Lục Lâm Thiên. Không gian sinh sinh bất tức thuộc tính mộc, tăng thêm ngũ hành tương khắc mộc khắc thổ, đây là cơ hội khó có được. Giống. Dứt lời, trong miệng Lục Lâm Thiên đột nhiên vang lên một tiếng giống như hổ gầm, khiến cho không ít đế giả toàn thân ngây ngốc. Tiếp đó thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên lập tức nhảy lên cao, giống như mãnh hổ vồ mồi mang theo uy thế kinh người phối hợp với huyễn ảnh thanh vũ sau lưng, thân thể uy vũ dự tợn đánh văng gợn sóng trong không gian. Tề Thiên Liệt Địa Chảo. Ngay khi thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên vỗ cánh đánh về phía hậu điền lão tổ, chân trước bên phải đột nhiên giơ lên, tạo thành đường vòng cung quái dị, trên một chảo này còn có điện mang quanh quẩn. Siêu. Trong giây lát này không gian tựa như phong vân biến sắc, thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên mang theo đạo chảo ấn này dùng xu thế như sấm sét đánh về phía hậu điền lão tổ. Vũ đế tứ trọng, Lục Lâm Thiên này không ngờ lại là vũ đế tứ trọng. Khi tiến vào trong này mới là vũ đế nhị trọng a. Con mẹ nói, còn để cho chúng ta sống hay không a? Lục Lâm Thiên này quá bía y thái, tại sao lại có thể đột phá nhanh như vậy? Ta hoa mắt rồi sao? Tiểu tử này rõ ràng là vũ đế tứ trọng, thế nhưng uy năng và thực lực công kích dường như hoàn toàn không dưới vũ đế lục trọng. Thậm chí còn có cảm giác mạnh mẽ hơn. Bía y thái, qua bía y thái, hậu điền lão tổ kia động phải tiểu bía y thái này rồi. Lục Lâm Thiên phát động công kích, tu vi vũ đế tứ trọng triệt để hiển lộ, lập tức khiến cho trong lòng mọi người sóng to gió lớn, đây quả thực là chuyện khiến cho mọi người không có mặt mũi tu luyện. Địa cương diệt không ấn. Giờ phút này hậu điền lão tổ cũng biến sắc, lập tức đánh ra một trường, trong lòng bàn tay có một đạo quang mang màu vàng đất lan tràn ra. Quang mang thuộc tính thổ nồng đậm đột nhiên hội tụ lại trên không trung, năng lượng đáng sợ khiến cho trong không gian không ngừng xuất hiện vết nứt không gian đen kịt. Mà lúc này cũng chỉ có hậu điền lão tổ tự mình, hắn vừa mới ra tay đã lập tức bị áp chế. Công kích trong lúc vô hình bị áp chế và tiêu hao. Vô luận là công kích hay là tốc độ so với tình huống bình thường đều chậm hơn nhiều. Hậu điền lão tổ toàn lực ngưng tụ ra một đạo trưởng ấn xé rách bầu trời lướt ra mang theo uy áp thổ hoàng khí trong chốc lát hung hăng va chạm với một chảo của Lục Lâm Thiên. Oanh! Trong vô số ánh mắt, chảo ấn và trưởng ấn ầm ầm va chạm vào nhau. Âm thanh hung hãn giống như tiếng sấm vang vọng trong không gian của sinh sinh bất tức. Năng lượng khủng bố rung động tựa như sóng to gió lớn. Lại giống như pháo hoa nổ tung. Khục khục. Trong cơn lốc bằng năng lượng, không gian sụp đổ tạo thành một cái động sâu. Thân thể hậu điền lão tổ cũng lảo đảo lui lại. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Lục Lâm Thiên dùng tu vi vũ đế tứ trọng đã có thể chính diện chống lại hậu điền lão tổ có tu vi vũ đế lục trọng trung kỳ. Cấp độ đế giả mỗi một tầng đều cách nhau giống như một cái hào rộng. Cấp độ càng cách nhau xa thì cái hào rộng này lại càng lớn. Mà Lục Lâm Thiên lại vượt qua khỏi hai cái hào rộng lớn, điều này sao lại không khiến cho hậu điền lão tổ và tất cả các đế giả có mặt kinh ngạc cơ chứ? Trong không gian của sinh sinh bất tức, dưới công kích khủng bố này Lục Lâm Thiên không lùi mà tiến tới, huyễn ảnh thanh vũ chấn động tăng thêm tốc độ khủng bố của bản thân Lục Lâm Thiên quả thực như hổ thêm cánh. Có bất diệt huyền thể và bất tử địa linh thể còn có hình thái hổ biến mạnh nhất của thanh linh khải giáp, bảo đảm phương diện phòng ngự của Lục Lâm Thiên có thể so sánh với tiểu long. Hậu điền lão tổ này cũng chỉ là vũ đế lục trọng trung kỳ, cho nên tại phương diện lực phòng ngự, đối mặt với hậu điền lão tổ này tương đương với việc miễn dịch công kích vật chất. Hoàn toàn có thể bỏ qua, cùng lắm hắn chỉ chịu một ít đau khổ mà thôi, hoàn toàn không có chuyện gì quá lớn. Dưới một kích, hậu điền lão tổ lảo đảo lui lại, Lục Lâm Thiên lại lần nữa mang theo huyễn ảnh thanh vũ chấn động đánh tới. Hàn ý trong mắt bắn ra, ánh mắt đã chuyển thành châm chọc. Tử vong phong bạo. Trọng thủy kết giới, chân linh cấm không trường, tề thiên liệt địa chảo, đại địa vô ảnh cước, hóa thú linh ân, cấm hồn linh quyết, thiên linh diệt hồn chỉ, toái hồn sư tử hống, long ảnh tí, Lục Lâm Thiên lần nữa đánh tới,
trong chốc lát từ hai bàn tay có từng đạo vũ khí, linh khí mà đã lâu hắn không dùng đánh ra. Từng đạo vũ khí linh khí tuy rằng đẳng cấp không cao, vốn bằng vào tu vi của Lục Lâm Thiên hiện tại thúc dục phối hợp với lực lượng thời gian và không gian, công kích cũng trở nên khủng bố vô cùng. Từng đạo vũ khí linh khí trong tay Lục Lâm Thiên lúc này không phải cùng lúc đánh ra mà là hỗn hợp, công kích liên tục, điên cuồng. Trong công kích như vậy, cả không gian tràn ngập cuồng phong rít gào, giống như là một chiếc vòi rồng cuồng bạo vậy. Kinh khí khủng bố lật tung sơn mạch phía dưới, năng lượng lan tràn, che khuất bầu trời. Dưới công kích hỗn hợp liên miên như vậy, Lục Lâm Thiên đem chỗ khủng bố của Linh Vũ Song Tu và Vũ Giả Sáu Hệ phát huy tới mức tận cùng. Đặc biệt là phối hợp với lực lượng thời gian và không gian ở trong không gian sinh sinh bất tức. Không gian quanh thân lập tức phong vân biến sắc, giống như thiên địa tối đen, không gian dùng tốc độ bằng mắt thường không thể thấy được bành trướng. Ngay sau đó cả không gian nổ tung, kinh phong đáng sợ từ trong đó phô thiên cái địa tràn ra. Không gian bắn tứ tung. Đây là bi kịch của Hậu Điền Lão Tổ, trong không gian của sinh sinh bất tức tất cả bị áp chế, chân khí không ngừng bị tiêu hao. Làm ảnh hưởng tới lực lượng và tốc độ của công kích. Tăng thêm công kích sáu hệ của Lục Lâm Thiên, Linh Vũ phối hợp, lực lượng thời gian và không gian phối hợp, quan trọng hơn là Lục Lâm Thiên căn bản không hề e ngại công kích của hắn. Cho nên, cho dù Hậu Điền Lão Tổ toàn lực ra tay ngăn cản từng đạo công kích, thế nhưng cũng có từng đạo công kích liên tục rơi vào trên người hắn. Lúc này khải giáp trên thân thể hơn trăm thước của Hậu Điền Lão Tổ ầm ầm vang vọng, hoàn toàn là một cái bia ngắm sống, đang bị Lục Lâm Thiên trà đạp. Đây không phải là trà đạp bình thường, đây là điên cuồng trà đạp, từng đạo công kích của Lục Lâm Thiên mang theo tiếng nổ mạnh giống như trời mưa điên cuồng đánh vào người Hậu Điền Lão Tổ. Ầm ầm ầm, vô số công kích được Lục Lâm Thiên cuồng bạo đánh ra, kình phong khuếch tán ra chung quanh. Cả không gian hơn vạn thước hỗn loạn, lập tức vỡ tung từng khúc. Cả không gian chấn động, sóng gió nổi lên, hiện ra hư không đen kịt. Hít! Nhìn cảnh tượng trên không trung, tất cả mọi người run run, không khỏi hít sâu một ngụm khí lạnh rồi nuốt nước bọt. Đây chính là Hậu Điền Lão Tổ, người mang thổ hoàng khí, cường giả Thác Bạt hoàng tộc, siêu cấp cường giả tu vi vũ đế lục trọng trung kỳ gần tới hậu kỳ A. Thế nhưng lúc này không ngờ lại bị Lục Lâm Thiên hung hăng công kích, bị trà đạp, bị hành hạ. Cảnh tượng điên cuồng hành hạ này khiến cho tất cả mọi người không nhịn được. Tu vi và thực lực của Hậu Điền Lão Tổ lúc này dường như hoàn toàn không có tác dụng. Bị áp chế khắp nơi, hoàn toàn không có lực phản kháng, trốn không thoát. Không ít đế giả không ngừng hung hăng nuốt nước bọt, kinh hãi nhìn lên không trung. Đây chẳng lẽ là chỗ khủng bố của Linh Vũ Song Tu, Vũ Giả Sáu Hệ sao? Vũ kỹ linh kỹ giơ tay là có thể đánh ra. Công kích vật chất và linh hồn hỗn hợp với nhau còn có công kích quỷ dị ở trong đó, vũ đế tứ trọng trà đạp vũ đế lục trọng, giống như là đồ chơi vậy. Loại công kích này của Lục Lâm Thiên đã vượt quá sự tưởng tượng của mọi người. Ai, Hậu Điền Lão Tổ sống lâu như vậy thế nhưng hôm nay lại phạm phải sai lầm, hắn không nên trêu vào Lục Lâm Thiên này. Dưới viễn cổ, Lục Lâm Thiên đủ để trở thành đệ nhất nhân. Nhìn lên không trung, Độc Cô Việt Không và Bắc Cung Ân Triều. Hai vị lão tổ này cũng phải sợ hãi than. Cách đó không xa, giới chủ Linh Vũ giới mang mặt nạ màu vàng cũng rung động nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Lão đại quá nghiêu. Tiểu Long cười hắc hắc, ánh mắt nhìn lên không trung tràn ngập sự vui vẻ tới mức hoa chân múa tay. Ầm ầm, thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên lần nữa có động tác, nhanh chóng đánh ra mấy đạo công kích vào trên khải giáp cực lớn của Hậu Điền Lão Tổ. Tia lửa bắn tứ tung. Lực lượng mạnh mẽ chút xuống khiến cho kiện khải giáp bất phàm có tên là bàn nham thần uy giáp cũng bắt đầu nứt nẻ. Phụt! Miệng Hậu Điền Lão Tổ lập tức phun ra một ngụm máu tươi, dưới công kích cuồng bạo liên miên không dứt này hắn đã không có cách nào chống lại được nữa. Trong tầng trời thấp xa xa, khuôn mặt ba người Thác Bạt Hướng, Thác Bạt Vĩnh Luân, Thác Bạt Thanh Vũ tái nhợt vô cùng khó coi. Ngay từ đầu bọn họ đâu có nghĩ tới Lão Tổ nhà mình lại bị hành hạ bi thảm như vậy. Mà lúc này bọn họ căn bản cũng không nhúng tay vào được. Dưới công kích kinh cung kia, dùng tu vi của bọn họ hiện tại thậm chí còn không dám bị lan tới gần. Hậu Điền Lão Tổ giận dữ, tới thời điểm này hắn mới triệt để kinh hãi, hắn mới biết được ngay từ đầu hắn đã đánh giá thấp thực lực của Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên phát triển cực nhanh, đã tới tình trạng có thể trà đạp được hắn. Đến thời điểm này trong lòng Hậu Điền Lão Tổ thậm chí còn có chút hối hận khi tìm Lục Lâm Thiên này gây phiền phức.
Bằng không ngày hôm nay hắn cũng không có bước này. Thế nhưng tất cả đã muộn, hắn đã không còn lựa chọn nào khác. Lục Lâm Thiên, bổn đế sẽ không để yên cho ngươi. Trong không gian sinh sinh bất tức, hậu điền lão tổ trợn mắt, rít gào như sấm, cũng không để ý tới việc miệng mình đang có máu tươi tràn ra. Trong thân thể đơn bạc kia lập tức bộc phát ra năng lượng mênh mông tới tận cùng. Uy áp thổ hoàng khí tới tận cùng. Lên cho ta. Hậu điền lão tổ đạp không đứng lơ lửng, chân khí cuồn cuộn như rời núi lấp biển tuôn ra. Đánh tan không gian sinh sinh bất tức chung quanh tạo thành một không gian cực lớn. Miệng run run hét lên một tiếng dữ tợn, thân thể khổng lồ hơn trăm thước chụp xuống phía dưới, không gian bỗng nhiên vặn vẹo, nứt vỡ từng khúc. Phía dưới đột nhiên có hai ngọc núi khổng lồ nhanh chóng mọc lên từ dưới mặt đất. Lục Lâm Thiên, bằng vào ngươi há có thể đối phó với bổn đế. Hậu điền lão tổ gầm lên, hai tay hất lên, dùng lực lượng ngập trời nắm lấy hai ngọn núi khổng lồ phía dưới, một trái một phải đập về phía Lục Lâm Thiên. Lực lượng hùng hậu khiến cho không gian ven đường sơn băng địa liệt. Cả phiến không gian bị phá hủy lộ ra hư không đen kịt. Giờ phút này hậu điền lão tổ giống như thiên thần, dũng mãnh vô địch, chấn động nhân tâm khiến cho người ta run rẩy. Rời núi lấp biển, nhổ núi nhấc lên, thực lực của hậu điền lão tổ quả nhiên khủng bố a. Thực lực hung hãn khủng bố của hậu điền lão tổ khiến cho mọi người khiếp sợ. Chỉ là nỏ mạnh hết đà mà thôi. Nhìn hai ngọn núi khổng lồ đánh tới, Lục Lâm Thiên lạnh lùng quát một tiếng. Ngao! Tiếp đó trong nháy mắt có một tiếng đao minh giống như long ngâm vang lên. Thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên lăng không đứng lơ lửng, tay cầm huyết lục, trong hổ trưởng cực lớn huyết lục bành trướng tới hơn trăm thước, toàn thân tràn ngập huyết quang, lạnh lẽo mà thần thánh, sát khí ngập trời, tiếng đao minh giống như long ngâm quanh quẩn. Chân Lục Lâm Thiên đạp hư không, gợn sóng trong không gian giống như là gợn sóng trên mặt nước rung động. Chân khí mênh mông giống như biển từ trong thân thể cự hổ kia tràn ra. Tất cả đều rót vào trong huyết lục, không gian chung quanh nổ tung, biến mất không thấy. Ngũ hành huyết đao quyết, quỷ mộc hồn đao. Trong giây lát ngắn ngủi, trong đôi mắt đen láy của Lục Lâm Thiên hiện lên quang mang màu xanh. Huyết lục đánh ra hai đạo đao mang, một trái một phải xuyên qua không gian giống như loan đao xoay tròn. Nhanh chóng đánh về phía hai ngọn núi khổng lồ của hậu điền lão tổ đang đánh tới. Khi hai ngọn núi khổng lồ sắp đánh tới người Lục Lâm Thiên lập tức rạn nứt, giống như mạng nhện vỡ nát. Vô số đao mang từ trong thân ngọn núi lan tràn ra. Mỗi một đạo đao mang xuất hiện đều mang theo quang mang màu xanh chói mắt. Siêu siêu. Trong chốc lát, vô số đao mang màu xanh mang theo lực lượng hủy diệt thôn vệ tất cả sinh cơ vô cùng quỷ dị xuyên thủng hai ngọn núi đi ra. Đao mang lan tràn, quang mang màu xanh đại thịnh. Ầm ầm. Hai ngọn núi khổng lồ giống như nứt vỡ từng khúc, dễ dàng vỡ nát trên không trung. Trong tích tắc này, kinh khí khuếch tán, trong không trung giống như có một cơn lốc cuồng bạo quét qua. Không gian bốn phía chấn động giống như sơn băng địa liệt, hai ngọn núi khổng lồ hóa thành đá vụn, có vết nứt không gian đen kịt xuất hiện. Một đao thật khủng khiếp. Dưới một đao này, những cường giả như Độc Cô Việt Không, Bắc Cung Ân Triều lập tức cảm thấy run rẩy trong lòng, ánh mắt biến đổi. Đám người Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Bạch Linh, Tử Yên, Thái Công Tĩnh Nhiễm cùng với những người khác chỉ có thể há hốc mồm nhìn lên trên không trung. Đôi mắt xinh đẹp tràn ngập sự rung động. Cùng một thời gian, thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên thúc dục huyễn ảnh thanh vũ, phối hợp với lực lượng thời gian gấp 40 lần, nhân lúc hai ngọn núi khổng lồ bị nghiền nát, thân hình dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi đánh tới trước người hậu điền lão tổ. Hậu điền lão tổ biến sắc. Lúc này hắn mới phát hiện ra một chuyện quỷ dị là hắn không có cách nào tránh khỏi công kích của Lục Lâm Thiên. Tốc độ của Lục Lâm Thiên này nhanh tới mức không thể tưởng tượng nổi, cho dù là như vậy hậu điền lão tổ cũng muốn nhanh chóng xé rách không gian trốn đi. Duệ Kim Hồn Đao. Thế nhưng lúc này đã quá muộn, không gian sau lưng thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên tràn ngập kim quang, gió nổi mây phun, không gian run rẩy giống như sắp sụp đổ. Trong sát na, huyết lục trên hổ trưởng kéo theo một đường vòng cung huyền ảo, lập tức đánh xuống. Đao mang màu vàng mang theo khí tức sắc bén lạnh lẽo ầm ầm xẹt qua không trung, linh hồn lực vô hình, phô thiên cái địa lan tràn. Siêu! Dưới đao mang màu vàng, không gian xuất hiện một vết nứt không gian đen kịt thật dài. Chung quanh đao mang màu vàng, không gian bị diệt sát, trong sát na, hậu điền lão tổ này không kịp chạy đi, hắn chỉ vừa mới ngoảnh đầu lại nhìn thì đao mang màu vàng đã đánh vào trên lưng hắn. Đao mang chút xuống,
vết nứt không gian đen kịt lóe lên. Ken két. Kiện khải giáp thần dị gọi là bàn nham thần uy giáp quanh người Hậu Điền lão tổ chỉ chống đỡ được một lát lập tức rạn nứt. Khải giáp giống như là đậu hũ bị nghiền nát, hóa thành từng hòn đá cổ xưa rơi xuống phía dưới. Siêu. Trường bào sau lưng Hậu Điền lão tổ bị cắt đứt, một vết thương dài xuất hiện, máu tươi nhanh chóng phun ra. Phụt. Hậu Điền lão tổ phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch vô cùng, thân thể lảo đảo tiến lên phía trước hơn 10 bước. Đạp nát không gian thành không ít mảnh vỡ mới có thể ổn định lại thân thể. Hít. Theo một đeo này, trong không trung vang lên từng tiếng nuốt bọt cùng với tiếng hít sâu một ngụm khí lạnh. Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy rõ ràng, Hậu Điền lão tổ bại, bại vô cùng chật vật. Nếu như không phải có kiện bàn nham thần uy giáp cường hãn trong thác bạt hoàng tộc, Hậu Điền lão tổ có lẽ sẽ bị một đao của Lục Lâm Thiên chém thành hai nửa chứ không phải chỉ đơn giản để lại một vết đao trên lưng như vậy. Tất cả đế giả liên tiếp nuốt nước bọt, yết hầu rung động. Thực lực của Lục Lâm Thiên quá kinh khủng, cường giả vũ đế lục trọng trung kỳ, lại là Hậu Điền lão tổ của thác bạt hoàng tộc, không ngờ lại dễ dàng bị trà đạp, đánh bại như vậy. Thần khí khải giáp hộ thân trên người cũng bị chém nát, muốn làm được chuyện này thì thực lực phải cường hãn tới mức nào a? Lão thất phu, chúng ta tiếp tục. Lục Lâm Thiên đạp không đứng lơ lửng, thân thể cự hổ khổng lồ theo huyễn ảnh thanh vũ chấn động. Cầm huyết lục trong tay, kim quang quanh người rực rỡ tựa như sát thần. Trong thiên địa lúc này có vô số năng lượng thuộc tính kim minh mông lan tràn ra, hội tụ trên không trung khiến cho khí tức trên người Lục Lâm Thiên giờ phút này có cảm giác giống như thiên uy. Siêu. Trong chốc lát, trong hổ trưởng của Lục Lâm Thiên, trên huyết lục lần nữa có một đạo đao mang huyết sắc được đánh ra. Lâm Thiên, mau dừng tay. Lâm Thiên, cho lão phu một chút mặt mũi, dừng tay đi thôi. Mắt thấy Lục Lâm Thiên còn muốn ra tay, Độc Cô Việt Không và Bắc Cung Ân Triều dường như nhớ ra thứ gì đó, lập tức nói với Lục Lâm Thiên. Lâm Thiên, dừng tay đi, lấy đại cục làm trọng. Hai người Bắc Cung Kình Thương và Độc Cô Ngạo Vũ cũng lập tức nói với Lục Lâm Thiên, trong lòng mọi người đều hiểu rõ, lúc này bàn nham thần uy giáp trên người Hậu Điền lão tổ đã bị nghiền nát, bản thân bị trọng thương, Lục Lâm Thiên thì càng đánh càng hăng. Chỉ sợ Lục Lâm Thiên chỉ cần đánh ra một đao nữa thì kết cục của Hậu Điền lão tổ không cần phải nói cũng biết. Nghe thấy đám người Bắc Cung Ân Triều và Độc Cô Ngạo Vũ nói, ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi, nhưng một đao của Lục Lâm Thiên đã bổ ra, muốn thu hồi cũng khó. Chỉ là có thể cải biến được mục tiêu, đao mang lập tức được Lục Lâm Thiên bổ vào không gian quanh thân Hậu Điền lão tổ. Ken két. Dưới một đao này, không gian lập tức bị nghiền nát, kim quang tràn ngập. Một đao bổ vào quần phong trên sơn mạch phía dưới. Một đao này mấy ngọn núi cực lớn trên sơn mạch lập tức bị bổ đôi tạo thành một cái hào rộng. Cái hào rộng dài trên mặt đất giống như thâm uyên, phá hủy mấy ngọn núi cao ngất trên sơn mạch. Ầm ầm, đất rung núi chuyển, năng lượng khủng bố giống như một cơn lốc khuếch tán. Đao mang màu vàng mang bổ mặt đất làm đôi rồi nhanh chóng biến mất. Kinh khí sắc bén và khủng bố cũng đột nhiên ngừng lại, lặng lẽ biến mất trong thiên địa. Thật mạnh. Ánh mắt của cơ hồ tất cả cường giả trong nháy mắt đều nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Giờ phút này khí thế sắc bén lạnh lẽo quanh thân Lục Lâm Thiên cùng với thực lực khủng bố ngập trời đã khiến cho mọi người chính thức biết được thực lực của Lục Lâm Thiên hiện tại. Đặc biệt là đối với các hoàng tộc mà nói, thực lực mà Lục Lâm Thiên hiện ra lúc này đã khiến cho người của tất cả các hoàng tộc ý thức được một chuyện. Đó chính là Lục Lâm Thiên này cùng với cả Lục gia đã có thể chính thức ngồi ngang hàng với tất cả các đại hoàng tộc. Không có một chút thua kém nào. Nếu như ai trêu vào Lục Lâm Thiên, cam đoan không có quả ngon để ăn. Hít. Nhìn thấy Hậu Điền lão tổ không có việc gì, người của tất cả các đại hoàng tộc cũng thở dài một hơi. Cũng không phải bọn họ quan tâm tới sinh tử của Hậu Điền lão tổ, mà bởi vì có một đại sự thiếu thác bạt hoàng tộc là không được. Lão thất phu, nể mặt hoàng tộc khác ngày hôm nay ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Lần sau còn dám trêu vào ta. Ta sẽ diệt lão thất phu nhà ngươi. Lão hổ không phát huy ngươi tưởng ta là con mèo bệnh sao? Lão tử chịu đựng thác bạt hoàng tộc ngươi tưởng rằng lão tử dễ bắt nạt sao? Về sau tốt nhất nên thành thật một chút cho ta. Lục Lâm Thiên thu hồi hổ biến và thanh linh khải giáp hóa thành bộ dáng vốn có. Trường bào màu xanh tung bay, miệng phun nước bọt xuống không trung. Ánh mắt mang theo sự khinh thường đảo qua trời cao. Lúc này hắn mới thu hồi huyết lục trong tay. Cỗ khí thế cuồng ngạo, uy áp thiên hạ hiển lộ khiến cho lòng người rung động. Cơ hồ tất cả đế giả nhìn vào đạo thân ảnh màu xanh này,
dưới cỗ khí tức cuồng ngạo, bá đạo kia mọi người cảm thấy bị uy áp, giống như sâu trong lòng sinh ra ý tứ thuần phục vậy. Vô Song, con chọn hôn phu rất tốt ha. Bên người Bắc Cung Vô Song không xa, âm thanh của Bắc Cung Ân Triều vang lên trong tai Bắc Cung Vô Song. Giữa không trung, tay Hậu Điền lão tổ nắm lấy một khối bàn nham thần uy giáp đã bị phá hủy thành mảnh vỡ, mái tóc rối bời, ánh mắt ngây ngốc. Hậu Điền lão tổ biết rõ mình đã bại, bại chật vật vô cùng. Hắn biết rõ hắn thua cũng đại biểu cho Thác Bạt hoàng tộc thua. Về sau không còn tiền vốn ngạo nghễ trong thế gian này nữa. Kết quả hiện tại cũng là do hắn động thủ trước, tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Ba người Thác Bạt Hướng, Thác Bạt Vĩnh Luân, Thác Bạt Thanh Vũ thấy vậy, khí tức hung hăng càn quấy vừa rồi lập tức chuyển thành uể oải, khuôn mặt xám xịt, cấp tốc đi tới bên người Hậu Điền lão tổ, cũng không dám hung hăng càn quấy với Lục Lâm Thiên nữa. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nhìn Hậu Điền lão tổ trên không trung, Độc Cô hoàng tộc và Bắc Cung hoàng tộc giữ lại người này có mục đích gì trong lòng Lục Lâm Thiên đã suy đoán ra được. Tất cả các đại hoàng tộc đều đang tiến hành một kế hoạch lớn, mục đích của kế hoạch này chính là đối phó với người được cả đại lục gọi là Thiên Đế Đại Nhân. Kế hoạch này cần thập đại hoàng tộc liên thủ, dường như thiếu một ai cũng không được. Kế hoạch này Lục Lâm Thiên cũng chỉ ôm thái độ bàng quan mà thôi, chứ không có tỏ rõ lập trường. Đương nhiên cũng giống như là xem náo nhiệt vậy. Cho nên hiện tại đối với việc giữ lại Hậu Điền lão tổ này đối với Lục Lâm Thiên mà nói, dùng thực lực của hắn hiện tại cũng không cần lo lắng Thác Bạt hoàng tộc này. Nếu như hắn giết Hậu Điền lão tổ, sợ rằng kế hoạch lớn của các hoàng tộc sẽ bị phá hủy. Siêu! Thân ảnh Lục Lâm Thiên lóe lên, lập tức rơi vào bên cạnh đám người Bắc Cung Vô Song, Bạch Linh, Tiểu Long, bộ dáng nhẹ nhàng, giống như người vừa mới giao thủ không phải là hắn vậy. Hảo tiểu tử, thật là khủng bố a! Hàn Băng Đại Đế vỗ bả vai Lục Lâm Thiên, ánh mắt rung động. May mắn mà thôi, con chỉ chiếm được một chút tiện nghi. Lục Lâm Thiên nhìn Hàn Băng Đại Đế mỉm cười, đối với thực lực của mình lúc này Lục Lâm Thiên có chút thỏa mãn. Dựa vào vô số thủ đoạn muốn giết Hậu Điền lão tổ dường như cũng không phải không làm được. Mà vừa rồi chỉ có bản thân Lục Lâm Thiên rõ nhất, hắn còn chưa đạt tới tình trạng liều mạng, nếu như giao thủ sinh tử, thì thực lực của hắn có lẽ còn cường hãn thêm một chút. Dùng thực lực Vũ Đế tứ trọng của hắn hiện tại, có thực lực như vậy đã khiến cho Lục Lâm Thiên cực kỳ thỏa mãn. May mắn, tại sao ta lại không thấy may mắn vậy? Nói nhảm coi chừng bị sét đánh. Hàn Băng Đại Đế dùng ánh mắt khinh bỉ liếc nhìn Lục Lâm Thiên, dứt khoát không để ý tới Lục Lâm Thiên nữa. Lục Lâm Thiên cười khổ, ánh mắt quét qua không trung, giờ phút này đế giả tiến vào trong thiên chủng đã có hơn phân nửa có mặt ở đây. Thế nhưng cũng có không ít người không xuất hiện, đặc biệt là những đế giả trong đế đạo minh có vài người không xuất hiện, sợ rằng đã lành ít dữ nhiều. Trong thiên địa các, Lam Thập Tam và những đế giả khác cũng có mặt ở đây. Cũng có một đế giả khác còn chưa có xuất hiện, còn có mấy tán tu và một đế giả yêu tộc cũng không thấy tung tích. Sao nào, các ngươi lại muốn ra tay với ta sao? Ngay khi ánh mắt Lục Lâm Thiên đang quét qua không trung, cách đó không xa, giới chủ linh vũ giới khẽ quát một tiếng. Vừa rồi dường như có mấy cường giả hoàng tộc đang nhìn về phía hắn, hắn cười lạnh nói. Ta thấy các ngươi nên nghĩ biện pháp đi vào trong trước thì hơn. Tất cả chúng ta phân tán tiến vào trong thiên chủng, thế nhưng cuối cùng lại tụ tập ở nơi này. Ta đoán trong này nhất định có đại cơ duyên, đồng thời cũng có hung hiểm. Các ngươi muốn đối phó với ta trước hay là ứng phó với nguy hiểm bên trong này trước? Các ngươi nên suy nghĩ cho kỹ. Nghe vậy ánh mắt mấy cường giả hoàng tộc đang định ra tay với giới chủ linh vũ giới đều biến hóa. Từng đạo ánh mắt lần nữa nhìn vào trong quảng trường. Ầm ầm. Trên quảng trường. Ngay khi giới chủ linh vũ giới vừa mới dứt lời, cả quảng tường đột nhiên run run, cả kiến trúc màu xanh khổng lồ giống như mộ địa run rẩy. Khí tức cổ xưa, mênh mông bàng bạc cuồn cuộn tràn ra. Khí tức mau chóng lan tràn ra chung quanh quảng trường. Khí tức mênh mông cổ xưa lan tràn, trong lúc mơ hồ còn mang theo năng lượng kỳ dị chấn động. Năng lượng kỳ dị chấn động này lan tràn, cơ hồ tất cả đế giả chung quanh đột nhiên biến sắc. Giờ phút này tất cả mọi người đều có thể cảm giác được năng lượng thiên địa trong không gian này đột nhiên cường hãn gấp mấy chục lần. Năng lượng thiên địa đột nhiên nồng đậm hơn khiến cho mọi người vui vẻ thoải mái, chân khí, linh lực trong cơ thể vận chuyển nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu như tu luyện dưới tình huống này, so với bên ngoài ít nhất nhanh hơn không chỉ 10 lần. Khí tức như vậy bên trong nhất định sẽ có trọng bảo.
Mọi người chăm chú nhìn về phía trước, ánh mắt lập tức nóng bỏng lên. Lúc này sự cẩn trọng của mọi người dưới khí tức mạnh mẽ kia đã phai nhạt đi không ít. Không ít đế giả thậm chí trong mắt còn hiện lên vẻ chờ mong. Bên trong có trọng bảo, sớm muộn gì cũng phải đi vào trong điều tra một phen. Là phúc thì không phải là họa thì không tránh được. Cũng không biết là ai nói câu này, nghe như vậy sự đề phòng trong lòng không ít người buông xuống. Trong không gian chung quanh lập tức vang lên không ít tiếng xé gió, từng đạo thân ảnh mang theo khí tức hùng hồn xuất hiện cùng với tiếng xé gió lao thẳng về phía quảng trường trước mặt. Một khi có người có động tĩnh thì lập tức có người không bình tĩnh được nữa. Sợ rằng lợi ích sẽ bị người ta nhanh chân tới trước cướp đoạt. Dưới cỗ khí tức kinh người kinh, cảm nhận phần lớn là trọng bảo hoặc là đại cơ duyên, cho nên ai cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nhanh vào, không để cho người khác nhanh chân tới trước. Từng đạo thân ảnh liên tiếp nhảy lên không trung, quanh thân được quang mang bao phủ, lập tức lao về phía kiến trúc màu xanh cực lớn, hận không thể là người thứ nhất tiến vào bên trong. Lão đại, có nên tiến vào bên trong hay không? Ánh mắt Tiểu Long nhìn chăm chú về phía trước, nhìn thấy lão đại không có động tĩnh nó cũng không lập tức xông lên phía trước. Chúng ta không vội, cứ xem trước một chút đi. Lục Lâm Thiên mỉm cười, lập tức nói với những người bên cạnh. Người nào tin ta thì cứ chờ một lát xem. Từ trong trí nhớ bên trong linh hồn tàn phiến của Âm Đàm, Lục Lâm Thiên biết được trên quảng trường này có nguy hiểm cực lớn. Lúc trước Âm Đàm và Âm Minh đều tới nơi này, cuối cùng chỉ có thể rời khỏi nơi này mà thôi. Nghe Lục Lâm Thiên nói vậy, Linh Hạo Đại Đế, Dương Đỉnh Thiên, Vân Thủy Đế Tiên, Đông Cung Huyên vào những người khác vốn đang định khởi hành lập tức dừng lại. Thế nhưng trong Kiền Hiên Đảo và Nhật Sát Các lại có đế giả nhảy ra. Lục Lâm Thiên cũng không có ngăn cản, hắn đã có ý tốt nhắc nhở qua, về phần nghe hay không thì hắn cũng không có cách nào. Một khi xảy ra chuyện hắn cũng không cần phải áy náy. Từng đạo thân ảnh xẹt qua quảng trường cực lớn, lập tức đi tới kiến trúc màu xanh giống như mộ địa cực lớn kia. Siêu siêu! Trong không gian giờ phút này đột nhiên xuất hiện chấn động cực lớn. Trên không trung quảng trường đột nhiên xuất hiện từng đạo đao mang giống như vết nứt không gian đen kịt. Quang mang đen kịt lóe lên giống như thiên la địa võng bao phủ không gian. Biến cố đột nhiên xảy ra khiến cho mấy đế giả hoảng sợ không né tránh kịp, bị mấy đạo đao mang giống như vết nứt không gian đen kịt cắt qua. Thân thể lập tức hóa thành mảnh vỡ, thân là đế giả thế nhưng trong nháy mắt đã bị diệt. Cẩn thận! Đến lúc này trong đôi mắt nóng bỏng của chúng đế giả mới hồi phục lại một chút. Thế nhưng cũng không có ai lùi ra phía sau. Có đại cơ duyên đương nhiên phải có hung hiểm. Họa phúc tương phùng, tất cả mọi người đều muốn thử vận khí của mình. Xoẹt! Điện mang giống như vết nứt đen kịt trong không gian lóe lên rồi biến mất, lập tức trên không trung xuất hiện vô số đạo điện mang màu đen chằng chịt. Những đạo điện mang này đại thịnh, trong nháy mắt trên mặt đất ở quảng trường có từng đạo điện mang màu xanh tràn ra. Điện mang màu xanh mang theo tiếng xé gió lập tức xuyên thủng không gian đánh về phía mọi người. Điện mang màu xanh chằng chịt, rậm rạp giống như từng đầu linh xà nhỏ dài vậy. Không tốt, là thanh lôi huyền đằng. Nơi này có thanh lôi huyền đằng. Thanh lôi huyền đằng cấp độ đế giả. Vô số đế giả trên quảng trường lập tức kinh ngạc, lập tức bố trí thủ đoạn phòng ngự, hộ thân cương khí, quang cháo linh lực. Khải giáp phòng ngự, tất cả các thủ đoạn đều được bố trí, chỉ một thoáng quang mang đại thịnh. Ầm ầm, từng kiện linh khí xuất hiện, đại đa số đều là thần khí bất phàm. Trên quảng trường lập tức bộc phát ra tiếng năng lượng nổ tung kinh người. Không ít thanh lôi huyền đằng lập tức bị chém ngang. Mà lúc này cũng nhanh chóng có tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Mấy đế giả không kịp chú ý, dưới sự áp chế linh hồn của thanh lôi huyền đằng, thân thể bọn họ bị xuyên thủng. Dưới tình huống linh hồn bị áp chế, hồn anh và linh hồn phân thân không có cách này chạy ra, lập tức tan thành mây khói. Là thanh lôi huyền đằng. Đôi mắt xinh đẹp của Lục Tâm Đồng sáng ngời, nàng là người quen thuộc nhất với thanh lôi huyền đằng trong những người có mặt ở đây. Thì ra là thanh lôi huyền đằng. Ánh mắt Lục Lâm Thiên biến đổi, trong trí nhớ của Âm Đàm Lục Lâm Thiên cũng chỉ biết trên quảng trường này có vật khiến cho Âm Đàm và Âm Minh kiêng kỵ, cho nên bọn họ mới tìm thân thể khác để đoạt xá rồi đi vào bên trong. Thế nhưng về phần cụ thể nguy hiểm là gì thì Lục Lâm Thiên lại không biết rõ, bởi vì linh hồn không đầy đủ cho nên Lục Lâm Thiên vừa vặn không biết rõ những thứ này. Cho nên vừa rồi Lục Lâm Thiên mới nhẫn nại. Lúc này nhìn thấy thanh lôi huyền đằng Lục Lâm Thiên mới hiểu được. Khó trách Âm Minh và Âm Đàm lại e ngại. Thì ra là thanh lôi huyền đằng này,
Thanh Lôi Huyền Đằng đối với âm minh và âm đàm mà nói chính là khắc tinh lớn nhất, hoàn toàn có thể khắc chế linh hồn thể. Ca ca, thực lực của Thanh Lôi Huyền Đằng này đã tới đế cấp, có thể sánh với đế giả tam trọng, tứ trọng. Tuy nhiên lại giống như không có bao nhiêu linh trí, uy lực giảm đi không ít. Lục Tâm Đồng nghi hoặc nhìn về phía trước rồi nói với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên không nói gì, thực lực của Thanh Lôi Huyền Đằng này tuy rằng không mạnh bằng âm minh và âm đàm, thế nhưng lại là khắc tinh của âm minh và âm đàm, đủ để khiến cho hai người âm đàm và âm minh khi trước không thể vượt qua. May mà chúng ta không có tự tiện xông vào a. Nhìn thấy Thanh Lôi Huyền Đằng mạnh tới mức khiến cho không ít đế giả vẫn lạc, trong đế đạo minh cũng có hai đế giả vẫn lạc khiến cho đám người Linh Hạo Đại Đế, Dương Đỉnh Thiên đều âm thầm cảm thấy may mắn không thôi. Khắc khắc, giới chủ Linh Vũ giới chưa ra tay lúc này cũng âm trầm cười lớn một tiếng, thân hình rốt cuộc có động tác, trường bào tung bay. Trên người có khí tức quỷ dị, lạnh lẽo tuôn ra. Cánh tay khẽ vung một cái, năng lượng trong người tràn ra, đánh vỡ một mảng Thanh Lôi Huyền Đằng trước người. Đám người Huyết Kiếm Đại Đế, Sinh Tử Diêm La còn có bốn tán tu đều nhanh chóng theo đuôi hắn. Chúng ta cũng đi thôi. Người thực lực không đủ đi theo sau ta. Nhìn thấy giới chủ Linh Vũ giới có động tác, Lục Lâm Thiên cũng không chỉ hoãn nữa, hắn không thể để cho người này nhanh chân tới trước. Quanh thân bắt đầu có kim quang tuôn ra, kim hoàng khí lan tràn, chân khí tuôn ra, nhanh chóng tạo ra mười mấy vòng quang mang màu vàng. Theo Lục Lâm Thiên tới quảng trường, đám người Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Bạch Linh, Kim Xà Đại Đế, Hàn Băng Đại Đế, Thánh Thủ Linh Đế lập tức nhảy vào trong vòng quang mang màu vàng do Lục Lâm Thiên vừa mới bố trí. Siêu siêu. Lục Lâm Thiên đáp xuống quảng trường, lập tức có không ít Thanh Lôi Huyền Đằng phá không bay xuống, thế nhưng lại bị quang mang màu vàng ngăn cản ở bên ngoài, cuối cùng nứt vỡ từng khúc. Thực lực không đủ đừng tự mình tiến về phía trước. Cường giả đỉnh cấp của các tộc cũng hét lớn một tiếng, giờ phút này bọn họ đều học tập theo biện pháp của Lục Lâm Thiên, bố trí quang mang hộ thân, che chở người có thực lực thấp trong tộc. Đồng thời nhanh chóng dẫn đầu đi tới kiến trúc màu xanh giống như mộ địa trên quảng trường. Cả quang trường lúc này tràn ngập điện mang màu xanh chằng chịt, Thanh Lôi Huyền Đằng bao phủ không gian, mọi người chỉ có thể cường bạo xông qua đám Thanh Lôi Huyền Đằng này. Siêu siêu. Điện mang màu xanh xuyên thủng không gian mang theo khí tức áp chế linh hồn bằng bạc, đặc biệt là đối với linh giả mà nói còn có uy áp cực lớn bên trong. Các đế giả ra tay phá hủy Thanh Lôi Huyền Đằng, cả phiến không gian lung lay sắp đổ, từng đạo công kích đánh ra, vết nứt không gian đen kịt xuất hiện. Cả phiến không gian nổ tung, mảnh vỡ bắn ra bốn phía. Dưới sự bảo vệ của Lục Lâm Thiên mọi người an toàn không có việc gì. Dương Đỉnh Thiên vốn định không dựa vào sự bảo hộ của Lục Lâm Thiên, bằng vào thực lực của hắn cũng có thể cưỡng ép tiến lên. Thế nhưng sau khi giao thủ với Thanh Lôi Huyền Đằng hắn mới cảm nhận được phiền phức, cuối cùng đành dày mặt đi tới quang cháo màu vàng do Lục Lâm Thiên bố trí. Lục Lâm Thiên thúc giục không gian thuộc tính kim. Dưới cỗ khí tức sắc bén lạnh lẽo này đám Thanh Lôi Huyền Đằng dường như e ngại, bắt đầu thối lui về phía sau. Cho nên khiến cho đám người Lục Lâm Thiên cực kỳ nhẹ nhõm đi về phía trước. Lục Lâm Thiên nhìn sang chung quanh, giới chủ Linh Vũ giới kia dường như cũng nhẹ nhõm che chở mọi người. Sau lưng Bắc Cung Ân Triều và Đại Hán chừng 50 tuổi của Thiên Địa Các, mọi người cũng an toàn tiến về phía trước, mà hai người dẫn đầu dường như cũng không cố sức, giống như có thể nhẹ nhõm che chở cường giả trong tộc. Trong sơn môn mình vậy. Tất cả các đại hoàng tộc cũng theo đuôi đi vào, mọi người đều không muốn lợi ích bị kẻ khác nhanh chân đoạt mất. Phanh phanh, âm thanh bạo liệt vang lên, lúc này đương nhiên cũng có không ít Thanh Lôi Huyền Đằng bị cường giả phá hủy, cả đám nhanh chóng phóng về phía kiến trúc màu xanh giống như mộ địa kia. Xuyên thẳng qua vô số Thanh Lôi Huyền Đằng chằng chịt, rậm rạp, Lục Lâm Thiên rốt cuộc đi tới lối vào. Nơi này có năng lượng thiên địa nồng đậm, mênh mông lan tràn ra. Mà giờ phút này đám người giới chủ Linh Vũ giới, Huyết Kiếm Đại Đế đã tiến vào bên trong. Có người tiến vào bên trong cho nên Lục Lâm Thiên không do dự nhảy vào bên trong. Thân thể vừa mới đặt chân vào Lục Lâm Thiên lập tức cảm giác được bản thân mình dường như bị hấp lực cực lớn bao phủ, một mảnh không gian bao la lập tức xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên. Mắt nhìn không gian trước mắt, Lục Lâm Thiên lập tức kinh ngạc dừng bước. Trong không gian này có năng lượng ngập trời tràn ngập. Nơi này là nơi nào? Lục Lâm Thiên tiến vào trong không gian này, thế nhưng ngay lập tức đã bị cảnh tượng trước mặt làm giật mình. Đám người Mẫu Đơn, Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Tiểu Long, Vô Song theo Lục Lâm Thiên tiến vào cũng lập tức kinh ngạc.
Không gian trước mặt mọi người hiện tại là một không gian bao la, nhìn về phía trước không gian này thậm chí còn có mây mù lượn lờ, năng lượng linh khí nồng đậm kéo tới, khiến cho người ta vui vẻ, toàn thân cảm thấy thoải mái. Xa xa còn có ngọn núi mơ hồ xuất hiện, một mảnh xanh biếc loáng thoáng hiện lên, giống như tiên cảnh. Trong này cũng không tồi nha. Lục Tâm Đồng nhìn về phía trước, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên vẻ kinh ngạc. Đi! Giới chủ Linh Vũ giới dẫn đầu tiến vào trong không gian này, sau khi đánh giá không gian chung quanh, thân ảnh lập tức lướt về phía trước. Đám người Huyết Kiếm Đại Đế, Sinh Tử Diêm La và bốn tán tu sau lưng cũng lập tức theo đuôi. Rốt cuộc cũng vào trong. Trong khoảng thời gian ngắn, Bắc Cung Kình Thương, Độc Cô Ngạo Vũ và cường giả trong tộc xuất hiện. Dưới sự bảo hộ của cường giả, mọi người đều bình yên tiến vào bên trong. Đồng thời tiến vào nơi này còn có Tử Yên, Lam Thập Tam của Thiên Địa Các, Hiên Viên gia tộc, Thái Công gia tộc, thậm chí người Thác Bạt gia tộc cùng với tứ đại thú họ Ăng tộc cùng Công Tôn gia tộc cũng không rớt lại phía sau. Đi! Nhìn thấy giới chủ Linh Vũ giới dẫn đầu tiến vào bên trong, tứ đại thú hoàng tộc vừa mới tiến vào đã lập tức phóng về phía trước. Nhìn thấy mọi người đều tiến vào bên trong, Lục Lâm Thiên vốn có chút do dự thế nhưng lúc này cũng chỉ có thể theo đuôi mà vào. Siêu siêu! Ngay khi Lục Lâm Thiên vừa mới đứng dậy, cả không gian đột nhiên run lên, bỗng nhiên cuồng phong rót gào. Không gian vừa rồi còn giống như tiên cảnh trong nháy mắt đã xuất hiện cát vàng khắp nơi. Gió điên cuồng thổi qua tạo thành một cái vòi rồng cuồng bạo cực lớn, hung hăng cuốn về phía mọi người. Cẩn thận! Phía trước vang lên tiếng hét lớn, mọi người lập tức bị bao phủ bên trong. Cả đám người nhanh chóng bố trí thủ đoạn phòng ngự. Trong cái vòi rồng cuồng bạo này ngay cả hộ thân cương khí của đế giả nhất trọng cũng bị xé rách. A hát! Tiếng hét thảm vang lên, sau lưng giới chủ Linh Vũ giới, tán tu có tu vi đế giả nhất trọng vừa mới bố trí hộ thân cương khí đã lập tức bị vòi rồng cuồng bạo bao phủ. Hộ thân cương khí nứt vỡ từng khúc, thân thể đế giả của người này ở trong vòi rồng lập tức bị đất đá xuyên thủng, tạo thành một cái sàng, sau đó hóa thành mảnh vỡ trong vòi rồng cuồng bạo. Giới chủ, cứu! Linh hồn phân thân của tán tu đế cấp nhất trọng này cùng với hồn anh đồng thời chạy trốn, thế nhưng còn chưa lao ra được bao nhiêu thì hồn anh và linh hồn phân thân ở trong cơn lốc này bị xé rách thành mảnh vỡ, ngay cả cặn bã cũng không còn. Tất cả cẩn thận, người thực lực không đủ tới phía sau ta. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, quanh thân nhanh chóng bố trí quang cháo màu vàng. Cuồng phong rít gào, giống như có thể xuyên thấu phòng ngự. Người thực lực thấp văn bản khó có thể chống lại. Đất đá nhanh chóng bắn vào trên quang cháo phòng ngự, mỗi một mảnh chỉ ít đều có uy lực xuyên thủng đế giả nhị trọng. Trong cơn lốc, Lục Lâm Thiên cũng cảm giác được bên trong có một cỗ năng lượng thuộc tính phong nồng đậm ở bên trong. Biến cố này khiến cho Lục Lâm Thiên phải bảo vệ đám người Bắc Cung Vô Song, Bạch Linh, Độc Cô Cảnh Văn, Lục Tâm Đồng, Thánh Thủ Linh Đế bên người, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Người thực lực không đủ đã sớm tụ tập lại bên người Lục Lâm Thiên. Dựa vào Lục Lâm Thiên che chở, bởi vì trong cơn lốc cuồng bạo này, ngay cả đế giả nhị trọng cũng khó có thể chống lại. Trong đế đạo minh hiện tại cũng chỉ còn lại tầm chục người. Vân Dương Tông vốn có ba đế giả thế nhưng hiện tại đã vẫn lạc một, chỉ còn lại Vân Thủy Đế Tiên và Dương Đỉnh Thiên. Linh Thiên Môn cũng chỉ còn lại Linh Hạo Đại Đế, Thiên Vân Đảo thì khá hơn một chút, còn hai đế giả. Những đế giả này đều dày mặt đi tới bên cạnh Lục Lâm Thiên tìm kiếm sự bảo hộ. Cường giả các tộc phía trước cũng nhanh chóng lại gần cường giả đỉnh cấp trong tộc, tụ tập bên cạnh những người có thực lực cường hãn nhất. Ầm ầm, mặt đất run rẩy, đột nhiên rạn nứt tạo thành một cái khe. Cùng lúc cả không gian bỗng nhiên nặng nề, khiến cho người ta khó có thể di chuyển. Trong lúc mặt đất ầm ầm run rẩy, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cự nhân, toàn thân giống như một người đá khổng lồ, thân thể cực lớn ước chừng 300-400 thước. Siêu siêu! Cự nhân cực lớn vừa mới xuất hiện, trong không gian lần nữa xuất hiện vô số tia lửa. Không gian chấn động, từng đạo hỏa trụ phóng về phía mọi người. Cả không gian đột nhiên nóng bỏng khôn cùng. Siêu siêu. Hỏa trụ bắn về phía trước, đồng thời trong bầu trời còn có vô số mũi tên rậm rạp bắn ra. Tất cả đều do băng tạo thành. Những nơi mũi tên đi qua, không gian lập tức bị đóng băng tạo. Hỏa trụ phóng về phía trước, không gian nóng bỏng khôn cùng. Mũi tên lạnh lẽo nhanh chóng bắn ra. Không gian tự nhiên lại lạnh lẽo thấu xương, còn có cuồng phong rít gào, mặt đất run rẩy, không gian nặng nề, cự nhân cực lớn này huy vũ hai tay,
đập vào trên hộ thân cương khí của mọi người. Cuồng phong rít gào, mặt đất run rẩy, lửa cháy bừng bừng, lạnh lẽo thấu xương. Trong không gian tràn ngập bốn loại công kích này không xâm phạm lẫn nhau, giống như tạo thành loại ăn ý nào đó lập tức đánh về phía mọi người. Cả không gian gió nổi mây phun, hỗn loạn không thôi. Phanh phanh, cường giả ra tay, từng đạo công kích đem theo khuôn mặt ngưng trọng đánh về phía cự nhân, mũi tên bằng băng, hỏa trụ bằng hỏa diễm, cơn lốc đang rít gào. Từng đạo công kích của cường giả đánh xuống, không ngừng đánh tan đám cự nhân, hỏa trụ, mũi tên bằng băng, cơn lốc. Chỉ là khiến cho chúng cường giả bất đắc dĩ chính là những cự nhân, mũi tên bằng băng, hỏa trụ cơn lốc bị đánh tán loạn này sau khi bị tan vỡ lần nữa lại ngưng tụ. Căn bản không có cách nào triệt để phá hủy, thậm chí còn ngưng tụ ra liên miên không dứt. Mặt đất run rẩy, không gian nặng nề cũng làm ảnh hưởng tới chúng cường giả, khiến cho chân khí linh lực của mọi người khó có thể vận chuyển như bình thường. Không xong, không nghĩ biện pháp đi ra ngoài thì sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Như vậy nhất định sẽ chết. Không có lối ra, khắp nơi trong không gian này đều giống nhau. Chúng ta bị vây khốn rồi. Trong các đại hoàng tộc, chúng cường giả hét lớn, vẻ mặt ngưng trọng tới mức tận cùng. Bị nhốt trong không gian hỗn loạn này nếu như không ra được cho dù bây giờ có thể chống lại thế nhưng sau khi bị tiêu hao sạch sẽ, kết quả không cần phải nói. Mà cứ tiêu hao như vậy, thực lực của mọi người cho dù có mạnh hơn nữa thì tuyệt đối cũng không chống đỡ được bao lâu. Trong không gian khủng bố này cho dù là đế giả nhị trọng trong nháy mắt sẽ bị xé rách thành mảnh vỡ. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Nơi này không ngờ lại quái dị như vậy. Lúc này Tiểu Long cũng không ở trong đội hình của Thanh Long Hoàng tộc mà ở cùng với Lục Lâm Thiên một chỗ. Nhìn không gian hỗn loạn này, trong mắt Tiểu Long hiện lên vẻ ngưng trọng. Sư phụ, đây có phải là trận pháp hay không? Lục Lâm Thiên che chở mọi người, chân khí trong cơ thể đang không ngừng tiêu hao. Bảo vệ càng nhiều người, đối với Lục Lâm Thiên mà nói càng khó khăn. Có thể nói trong đám đế giả ở đây, người Lục Lâm Thiên bảo vệ là nhiều nhất. Trong không gian hỗn loạn này Lục Lâm Thiên có chút cảm giác quen thuộc. Không giống như là trận pháp, ít nhất ta không nhìn ra được. Thánh thủ linh đế lắc đầu, mắt nhìn Lục Lâm Thiên nói. Lâm Thiên, con nên cẩn thận một chút, tiêu hao quá nhiều đối với con sẽ là bất lợi. Nếu như thật sự không được thì đừng quan tâm tới chúng ta. Tạm thời không có vấn đề. Lục Lâm Thiên gật đầu, trong lòng có chút ấm áp. Lâm Thiên, chúng ta phải nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này. Bằng không sớm muộn sẽ tiêu hao hầu như không còn. Độc Cô Cảnh Văn cùng với đám người Bắc Cung Vô Song, Bạch Linh ngưng trọng nói. Dường như có chút quen thuộc a. Mà lúc này trong đầu Lục Lâm Thiên lại có lưu quang lóe lên, có chút ra trong không gian này mặt đất run rẩy, lửa cháy bừng bừng, cuồng phong rít gào, mũi tên lạnh lẽo bằng băng là bốn loại năng lượng thủy, hỏa, phong, thổ. Bốn loại năng lượng này giống như năng lượng trong tự nhiên. Vô Tự Thiên Thư, trong Vô Tự Thiên Thư có không gian như vậy. Trong sát na này Lục Lâm Thiên rốt cuộc cũng nhớ ra năng lượng trong không gian này so với không gian trong bản Vô Tự Thiên Thư có chữ tề mà hắn thu được từ tay Huyền Thiên Yêu Tôn quả thực giống như đúc. Bản Vô Tự Thiên Thư chữ tề kia có khả năng mang hắn tới địa phương huyền ảo nào đó. Ở nơi đó có bốn loại năng lượng thuộc tính thổ, thủy, hỏa, phong. Năng lượng bốn loại thuộc tính này giống như là bốn loại năng lượng bổn nguyên. Lục Lâm Thiên nhớ rõ bốn loại thuộc tính này có thể sản sinh ra sự cộng minh nào đó với bốn loại năng lượng thuộc tính trong cơ thể hắn. Bốn loại năng lượng thuộc tính trong không gian này khiến cho Lục Lâm Thiên cảm thấy giống như đúc bốn loại năng lượng thuộc tính thổ, thủy, hỏa, phong trong Vô Tự Thiên Thư. Thử một lần vậy. Nghĩ vậy Lục Lâm Thiên do dự một chút, lập tức cắn răng thử một chút. Trong không gian hỗn loạn này có lẽ hắn nên thử thúc dục bốn loại năng lượng thuộc tính thủy, hỏa, thổ, phong. Thử xem có tác dụng gì hay không. Bằng không cũng chỉ có chờ tiêu hao hầu như không còn, tới lúc đó chỉ có thể chờ chết mà thôi. Sau khi quyết định, Lục Lâm Thiên thúc dục năng lượng bốn loại thuộc tính thổ, thủy, hỏa, phong trong cơ thể. Năng lượng bốn loại thuộc tính trong cơ thể Lục Lâm Thiên vừa mới được thúc dục, không ngờ lại tự động tràn ra. Bắt đầu hòa tan vào làm một thể với bốn loại năng lượng thuộc tính trong không gian này. Siêu. Tiếp đó trong nháy mắt ở trong không gian này có hấp lực cực lớn thôn vệ năng lượng bốn loại thuộc tính trong cơ thể Lục Lâm Thiên. Tác động chân khí trong cơ thể Lục Lâm Thiên, trong nháy mắt cắn nuốt chân khí trong cơ thể Lục Lâm Thiên, dung nhập vào bốn loại năng lượng trong không gian hỗn loạn này.
Siêu. Lực lượng thôn vệ cực lớn vượt quá sự tưởng tượng của Lục Lâm Thiên, chân khí trong cơ thể căn bản không chịu sự khống chế của hắn mà giống như hồng thủy trút ra ngoài, căn bản khó có thể ngăn cản. Không xong. Thoáng chốc, Lục Lâm Thiên biến sắc, hắn không ngờ lại như vậy. Hắn không kịp suy nghĩ thì chân khí trong cơ thể đã bị cắn nuốt. Theo bản năng Lục Lâm Thiên nhanh chóng vận chuyển âm dương linh vũ quyết. Siêu. Âm dương linh vũ quyết vận chuyển, chân khí vừa mới bị cắn nuốt ra ngoài lập tức ngừng tiết ra ngoài. Mà cùng lúc trong không gian này, năng lượng bốn loại thuộc tính thổ, thủy, hỏa, phong trong nháy mắt cuồng bạo vọt tới. Bắt đầu cuồn cuộn không dứt tiến vào trong cơ thể Lục Lâm Thiên. Bốn loại năng lượng thuộc tính thổ, thủy, hỏa, phong trong không gian giống như bổn nguyên của bốn loại thuộc tính, sau khi bị cắn nuốt vào trong cơ thể Lục Lâm Thiên, vận chuyển qua kinh mạch rồi lập tức trở thành chân khí tinh thuần tiến vào trong đan điền của Lục Lâm Thiên.